Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 11. Lý Đông Bằng lúc này có chút thất thần, chiếc xe Bugatti Veyron đã tông về hướng hàng rào bảo vệ của khúc cua. Không tốt, Lý Đông Bằng thất thanh kêu lên một tiếng, hắn dựa vào phản ứng hơn người của mình nhanh chóng xoay bánh lái, chiếc xe Bugatti Veyron trong phút chốc đâm lên sườn núi. Mặc dù đã thắt dây an toàn, nhưng dưới lực phản hồi mạnh như vậy, đầu của Lý Đông Bằng vẫn có tiếp xúc thân mật với tấm cửa kính. Soạt. Đồng thời vào giây phút này, chiếc xe Volkswagen Beetle đã xông thẳng đến cua quẹo cuối cùng, đồng thời thành công thực hiện được kỹ năng trượt bánh sau FR. Nhanh như tên bắn, chiếc xe Volkswagen Beetle lập tức chạy hết tốc lực xông về phía đỉnh núi, còn chiếc xe Bugatti Veyron thì sau khi tông vào sườn núi liền lập tức tắt máy. Cho đến hiện tại, hai người đều không có cách nào tiếp tục so tài, cao thấp đã được quyết định. Khi nhìn thấy chiếc xe Bugatti Veyron tông vào sườn núi, cả đám tuyển thủ liền lập tức xông lên phía trước. Có vài tuyển thủ nhanh tay lẹ chân đem Lý Đông Bằng kéo ra ngoài. Với tốc độ hơn 300 km/h tông thẳng vào sườn núi, chiếc xe Bugatti Veyron gần như đã bị tông đến móp méo cả hình dạng, còn trên đầu của Lý Đông Bằng bắt đầu xuất hiện vết bầm tím. Tôi thua rồi, tôi vậy mà lại thua rồi. Lý Đông Bằng khi khôi phục tinh thần, không màng đến vết thương trên trán, hai mắt đờ đẫn nhìn xung quanh. Bản thân tự xưng là chiến thần đua xe, vậy mà lại bại dưới tay một tên vô danh tiểu tốt, cảm giác bại trận to lớn này khiến cho Lý Đông Bằng cảm thấy vô cùng điên cuồng. Hơn cả trăm tuyển thủ đua xe chỉ biết lắc đầu nuối tiếc, Lý Đông Bằng thua rồi, nhưng thua không chút thiệt thòi nào. Kỹ năng điều khiển xe của đối phương dưới tình huống tốc độ cao thực hiện vòng xoay tử thần, chuyện này chỉ có thể dùng hai từ yêu nghiệt để diễn tả. Phải biết rằng, năm đó đoạn ghi hình vòng xoay tử thần chính là do Dương Tiêu sáng tạo ra, do đám người địch thủ truy sát ghi hình lại. Sau này, Dương Tiêu dùng thực lực hùng mạnh của mình hạ gục đám địch thủ truy sát mình ngày xưa, đồng thời đem đoạn ghi hình này xóa khỏi diễn đàn. Có người bước lên an ủi nói, mặc dù chiến thần anh đã thua, nhưng thua không hề oan uổng chút nào, không phải anh quá yếu, chỉ trách đối ồn ào an ủi. Âu nổ tên hỗn đản kia vậy mà lại giành chiến thắng. Nhìn thấy chiếc xe Volkswagen Beetle đã tiến đến đỉnh núi, Lưu Chiến Thắng tức đến đỏ bừng cả hai mắt. Cung Linh Nhi hưng phấn nhảy ra nói, âu âu Dương Tiêu anh thật là lợi hại, anh lại sáng tạo ra được thêm một kỳ tích nữa rồi. Sau khi giành được thắng lợi từ cuộc thi tài này, Dương Tiêu liền lái chiếc xe Volkswagen Beetle từ từ xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Nhìn Dương Tiêu bước ra khỏi chiếc xe Volkswagen Beetle, cả đám tuyển thủ toàn bộ đều hưng phấn hò reo. Cao thủ, đây mới thật sự là cao thủ. Sự tôn kính của bọn họ chính là sự tôn kính dành cho kẻ mạnh. Giây phút này, không có kẻ nào dám nghi ngờ thực lực của Dương Tiêu, tất cả đều bị thực lực của Dương Tiêu làm chấn động cùng bị thuyết phục. Dương Tiêu nhìn về phía Lý Đông Bằng đang thất hồn lạc phách nói, thật ngại quá, thắng rồi. Tiếp theo đây, các người có phải nên thực hiện theo giao hẹn mà chúng ta đã nói hay không? Ân oán cá nhân giữa tôi cùng Lưu Chiến Thắng, anh sẽ không nhúng tay vào, hơn nữa còn khiến hắn ta phải xin lỗi tôi. Nghe câu nói này của Dương Tiêu, Lý Đông Bằng nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt đầy nét không cam lòng. Hắn muốn lại một nửa thách đấu với Dương Tiêu, để giành lại vinh quang cho bản thân, nhưng đáng tiếc, trong đầu hắn lúc này chỉ còn động lại hình ảnh Dương Tiêu thực hiện vòng xoay tử thần vừa rồi, khiến cho trong lòng hắn tràn ngập cảm giác bất lực. Cuối cùng, Lý Đông Bằng sắc mặt không còn chút máu nào, thở dài một tiếng, tôi thừa nhận mình đã thua, thua không còn một mảnh giáp nào, cậu thắng rồi. Vừa dứt lời, Lý Đông Bằng giống như bị rút hết toàn bộ sức lực, gần như ngã ngửa ra trên mặt đất. Ngôn tình tổng tài. Dương Tiêu nhìn Lý Đông Bằng cười nhạt một tiếng, tên Lý Đông Bằng này dám chơi dám thua, điểm này quả thật đáng để công nhận. Sau đó, Lý Đông Bằng nhìn sang Lưu Chiến Thắng nói, thật xin lỗi Lưu Thiếu, tôi đã thua, thực lực đối thủ quá mạnh, tôi không phải là đối thủ của người này. Sắc mặt Lưu Chiến Thắng lúc trắng lúc xanh, Lý Đông Bằng thua cuộc thi này khiến cho hắn vô cùng mất mặt. Lưu Chiến Thắng, không còn lời gì để nói nữa đúng không? Dựa theo quy định, anh có phải nên xin lỗi Dương Tiêu hay không? Cung Linh Nhi Dương Dương đắc ý nói. Ánh mắt của tất cả mọi tuyển thủ đều tập trung nhìn về phía Lưu Chiến Thắng, bị hàng trăm con mắt nhìn về phía mình, khiến cho Lưu Chiến Thắng toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Hắn xuất thân từ Lưu Gia, là một trong một đại gia tộc lớn của thành phố Trung Nguyên, thân phận thiếu chủ Lưu Gia cao quý, hắn làm sao có thể cúi đầu xin lỗi người khác được chứ? Nếu như Dương Tiêu này đến từ gia tộc tài phiệt đế đô, có lẽ hắn sẽ hạ thấp sự kiêu ngạo của mình mà cúi đầu.
Chỉ đáng tiếc, Dương Tiêu trong mắt hắn không đáng là thứ gì, muốn bản thân hắn xin lỗi, đây là chuyện không thể nào. Tôn Nghiêm thế gia, từ trong xương cốt không cho phép Lưu Chiến Thắng hắn mở lời xin lỗi. Lưu Chiến Thắng đã từng ôm tâm lý cá chết rách lưới, tức giận nhìn về phía Dương Tiêu nói, muốn tôi nói xin lỗi anh sao? Anh cảm thấy chuyện này có khả năng sao? Có biết tôi là ai không? Anh có tư cách nhận lời xin lỗi của tôi hay sao? Cũng không nhìn lại bản thân xem có cái đức hạnh gì. Tôi vừa rồi chỉ nói đùa với anh thôi, anh còn cho là thật sao? Cái gì? Khi nghe thấy những lời này của Lưu Chiến Thắng, ánh mắt của hơn trăm người có mặt ở hiện trường lúc này lập tức thay đổi. Bọn họ không cách nào ngờ đến rằng tên Lưu Chiến Thắng này lại có thể lật lọng như vậy, căn bản không hề xem trận cá cược vừa rồi là chuyện nghiêm túc. Lý Đông Bằng nhíu mày nói, Lưu Thiếu, chuyện này có vẻ không được tốt đâu. Vừa rồi hắn đã đáp ứng với Dương Tiêu, nếu bản thân thua cuộc thi vừa rồi sẽ khiến Lưu Chiến Thắng xin lỗi Dương Tiêu. Vậy mà giờ phút này, Lưu Chiến Thắng lại lật lọng trò cá cược vừa rồi, điều này khiến cho Lý Đông Bằng trở nên vô cùng khó coi. Hắn cũng đừng quên rằng, vừa rồi Lưu Chiến Thắng đích thân cùng Dương Tiêu so tài, bản thân thua cuộc cũng đã lật lọng một lần. Hiện tại, bản thân Lý Đông Bằng thay mặt Lưu Chiến Thắng ứng chiến so tài, đã thua cuộc nhưng cũng không ngờ rằng Lưu Chiến Thắng này lại lật lọng một lần nữa. Lưu Chiến Thắng thần sắc kiêu ngạo khinh thường, Lý Đông Bằng, vừa rồi anh nói rằng muốn tôi xin lỗi Dương Tiêu, tôi có đồng ý qua sao? Tôi cũng chỉ là tùy tiện nói vài câu mà thôi, thật ngại quá, xin lỗi là chuyện không thể nào, cả đời này của tôi cũng sẽ không xin lỗi tên Dương Tiêu này đâu. Anh chấm ANS vô liêm sỉ, Cung Linh Nhi tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Ánh mắt cả đám người nhìn Lưu Chiến Thắng dần trở thành ánh mắt khinh bỉ. Lưu Chiến Thắng xuất thân từ bốn đại gia tộc lớn của thành phố Trung Nguyên, vậy mà lại không tuân thủ lời hứa, thật sự là quá vô liêm sỉ. Lưu Chiến Thắng với tâm lý cá chết rách lưới, hắn khinh thường nói, vô liêm sỉ thì như thế nào? Tiểu tử, anh đừng cho rằng có thể thắng được cuộc thi này liền có thể trong mắt không chứa người khác. Tôi nói cho anh biết, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho người đến đây, chính là một trong ba lão đầu của vùng đất xám Trung Nguyên, Lý Thần Chiến. Dám đá tôi sao? Đợi lát nữa Lý ca đến đây, tôi con mẹ nó sẽ đích thân đánh gãy chân anh. Lý Thần Chiến. Lời này vừa nói ra, hơn trăm người tuyển thủ có mặt ở hiện trường không rét mà run. Ai cũng biết rằng Lý Thần Chiến có năng lực như thế nào. Ở thành phố Trung Nguyên này chứ, đợi lát nữa Lý Thần Chiến đến đây, tên tiểu tử này tuyệt đối chết không có gì nghi ngờ. Vậy sao, vậy thì tôi cũng vô cùng chờ đợi. Dương Tiêu khinh thường cười một tiếng. Chính vào giây phút này. Một chiếc xe Maybach cực kỳ bá đạo với lớp sơn ngoài màu đen dẫn đầu chiếc Mercedes-Benz địa hình chạy đến. Tốc độ này, có thể nhìn thấy bóng dáng không giận mà uy của Lý Thần Chiến đang bước từ chiếc xe Maybach xuống. Lý Chiến Thắng lập tức bước đến bên cạnh Lý Thần Chiến, chỉ về phía Dương Tiêu oán hận nói, Lý ca, vừa rồi chính là tên hỗn đản này đánh em, anh nhất định phải làm chủ cho em. Lát nữa em phải dùng ống sắt đánh nát chân của hắn. Khi nhìn rõ người đến là ai? Hiện trường hơn trăm tuyển thủ lái xe đều liên tiếp hoảng sợ. Lý Thần Chiến vậy mà thật sự đến đây, Lưu Chiến Thắng vậy mà lại có thể mời Lý Thần Chiến đến đây, tên Lý Thần Chiến này có phải quá nham hiểm hay không? Giây phút này, cả đám tuyển thủ đua xe đều nhìn Dương Tiêu với ánh mắt tội nghiệp, bọn họ biết rằng chỉ cần bị Lý Thần Chiến nhắm vào, tuyệt đối không có kết cục gì tốt đẹp. Lý Thần Chiến này là ai chứ? Đây chính là một nhân vật khủng bố, một trong ba người cầm đầu của vùng đất xám Trung Nguyên. Mặc dù bọn họ vô cùng coi thường hành vi tiểu nhân của tên Lưu Chiến Thắng này, nhưng lại không thể tự động rút mình lui khỏi ân oán này. Lý Thần Chiến dù sao cũng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được, lỡ đâu chọc giận đến Lý Thần Chiến, nói không chừng đến bọn họ cũng sẽ bị xử lý. Mặc dù thực lực đua xe của Dương Tiêu đã chinh phục được bọn họ, nhưng tất cả mọi người lại không thể vì Dương Tiêu mà hy sinh cả tính mạng của bản thân. Lý Thần Chiến vừa xuất hiện, trong lòng Lưu Chiến Thắng cực kỳ thống khoái. Hắn dương dương tự đắc, nhìn Dương Tiêu giống như nhìn thứ rác rưởi bên đường. Có thể đánh nhau đúng không? Anh có thể đánh nhau được như Lý Thần Chiến hay không? Tất cả mọi người đều biết rằng, thực lực chiến đấu của ba người cầm đầu vùng đất xám Trung Nguyên đều không tầm thường, người nào cũng là nhân vật đáng gờm đã từng thấy qua máu. Cung Linh Nhi sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, cô hoàn toàn không ngờ đến rằng Lưu Chiến Thắng không chịu chơi đến như vậy, vậy mà còn gọi điện thoại kêu người đến. Loại hành vi này quả thật khiến người ra cảm thấy căm ghét. Lý Thần Chiến là loại người như thế nào Cung Linh Nhi vô cùng hiểu rõ,
nếu như Lý Thần Chiến hôm nay quyết tâm giúp Lưu Chiến Thần đòi lại mặt mũi, vậy thì cho dù là cô đích thân ra mặt chuyện này cũng khó lòng giải quyết. Đám người xã hội đen này tình tình thất thường, dù cho bản thân cô là Thiên Kim cung gia, đối phương cũng chưa chắc đã nể mặt mũi. Có điều, Dương Tiêu cũng vì cô mới nảy sinh mâu thuẫn với Lưu Chiến Thắng, đợi lát nữa đây, bất kể như thế nào cô cũng phải bảo vệ an toàn cho Dương Tiêu. Lý Thần Chiến vừa rời khi nhận được điện thoại từ Lý Chiến Thắng, ngay lập tức tiến đến hiện trường. Nhìn dáng vẻ tức giận không thôi của Lưu Chiến Thắng, sắc mặt Lý Chiến Thần nghiêm nghị hét lên, rốt cuộc là tên khốn nào dám đắc tội với Lưu Thiếu, mau cút ra đây cho tôi. Vào giây phút này, Lý Thần Chiến phía sau dắt theo 4 đến 50 tiểu đệ, giống như chỉ cần Lý Thần Chiến ra hiệu lệnh, thì đám người này sẽ như xài lang hổ báo xông vào xé nát người này ra. Lý Thần Chiến, 2 ngày không gặp, cũng có chút bản lĩnh rồi đây. Dương Tiêu đen mặt tiến về phía trước một bước. Mắt thấy Dương Tiêu vậy mà lại dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Lý Thần Chiến, tất cả mọi người đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời tôi ơi! Tên này không muốn sống nữa hay sao? Vậy mà lại dám khiêu khích Lý Thần Chiến, không lẽ hắn không biết 3 chữ Lý Thần Chiến này tại vùng đất Trung Nguyên này có ý nghĩa gì hay sao? Đến cả Cung Linh Nhi cũng không tin tưởng được mà nhìn sang Dương Tiêu, khiêu khích Lý Thần Chiến, tên Dương Tiêu này rốt cuộc muốn làm gì? Cung Linh Nhi vốn dĩ đã không biết nên đối phó như thế nào, ai ngờ rằng Dương Tiêu này vậy mà lại dùng giọng nói như vậy để nói chuyện với Lý Thần Chiến, đây rõ ràng chính là có ý kiếm chuyện mà. Nghe thấy lời này, trong lòng Lưu Chiến Thắng vui như nở hoan, tên tiểu tử này, ông đây đang nghĩ cách phải gây thù chuốc oán cho anh như thế nào đây, không ngờ rằng anh vậy mà lại chủ động khinh nhờn đến uy nghiêm của Lý Thần Chiến, vậy thì anh Tiêu đời chắc rồi. Lưu Chiến Thắng chỉ về phía Dương Tiêu phẫn nộ nói, Lý ca, có nghe thấy không? Tên hỗn đản này vô pháp vô thiên, căn bản không để anh vào trong mắt, theo như tôi thấy, trực tiếp đánh chết tên này cho xong, sau đó vứt ra đồng hoang cho chó ăn mắt xác. Sau đó, khi vừa nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, Lý Thần Chiến nhát thời dùng mình. Đối với người khác mà nói, Dương Tiêu rõ ràng chính là đang khiêu khích uy nghiêm của Lý Thần Chiến. Nhưng đối với Lý Thần Chiến chính là bản thân hắn đã đụng phải rắc rối lớn rồi. Tỉ mỉ quan sát một chút, chỉ thấy Dương Tiêu sắc mặt tối sầm đang nhìn về phía hắn, chuyện này quả thật dọa sợ. Đến hắn, nhìn thấy Lý Thần Chiến thay đổi sắc mặt, đám tuyển thủ đua xe Lý Đông Bằng vội vàng lùi người ra phía sau, chỉ sợ tai bay vạ gió. Tên tiểu tử này cũng thật điên cuồng, cho rằng kỹ năng đua xe của mình giỏi thì khả năng đánh nhau cũng rất mạnh sao. Nghe nói Lý Thần Chiến này trước đây từng trong quân ngũ, thân thủ lợi hại, bình thường 20, 30 đại hán căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Một người kiêng kỵ nói, Lưu Chiến Thắng này cũng thật nham hiểm, còn tên tiểu tử này cũng gan dạ, vậy mà dám khiêu khích Lý Thần Chiến, không biết lát nữa đây Lý Thần Chiến sẽ đối phó với hắn ta như thế nào. Có người muốn giúp đỡ Dương Tiêu, nhưng lại có tâm vô lực. Lý Thần Chiến dù sao cũng không phải là người mà những tuyển thủ đua xe bình thường như bọn họ có thể chống đối được. Chát! Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Lý Thần Chiến hít sâu một hơi, đột nhiên hung hăng tát lên khuôn mặt của bản thân, cú tát này đặc biệt vang dội, sườn mặt phải của Lý Thần Chiến nhất thời sưng phù, in lên dấu một bàn tay. Nhìn thấy Lý Thần Chiến tự mình tát vào mặt mình, hiện trường tất cả mọi người đều ngây người. Khuôn mặt cả đám đều đông cứng. Bọn họ hoàn toàn không biết rằng Lý Thần Chiến lúc này đang làm gì. Lý ca, chuyện này là như thế nào? Lý Chiến Thắng cả đầu mù mịt. Hắn chính là muốn Lý Thần Chiến đến đây để thu thập Dương Tiêu, chứ không phải muốn Lý Thần Chiến tự tìm ngược đâu. Hơn nữa, chỉ dựa vào thân phận của Lý Thần Chiến, tự đánh lấy bản thân, tình cảnh này quá thật chấn động, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Chát, Lý Thần Chiến không chút do dự lại tiếp tục tát lên khuôn mặt của mình. Mạng của hắn là do Dương Tiêu ban tặng, nếu như không phải Dương Tiêu năm đó mạo hiểm mạng sống, băng qua mưa đạn cứu hắn, hắn sớm đã chết trong tay của kẻ thù rồi. Là Dương Tiêu cứu hắn, cũng đã dạy cho hắn một thân kỹ năng, khiến hắn có cơ hội báo thù. 5 năm trước, Dương Tiêu trên đường chấp hành nhiệm vụ quay trở về, gặp nguy khốn giữa vòng vây của các sát thủ đẳng cấp thế giới, công lực trên người đều mất sạch. Những thủ hạ dưới trướng Dương Tiêu đồng loạt quay lưng phản bội. Chỉ duy nhất Lý Thần Chiến hộ tống Dương Tiêu một đường đến thành phố Trung Nguyên. Hai người bọn họ mặc dù 5 năm không gặp lại, nhưng sự tôn nghiêm mà Lý Thần Chiến dành cho Dương Tiêu vẫn không hề phai nhòa. Dù cho 2 ngày trước đây, hai người lại có cơ hội gặp mặt, cảm giác bó buộc khiến cho Lý Chiến Thắng cảm thấy vô cùng không thích ứng,
nhưng Dương Tiêu dựa vào thủ đoạn của mình đã chứng minh được thực lực của hắn, khiến cho Lý Thần Chiến tâm phục khẩu phục. 5 năm này, Lý Thần Chiến phát triển mạnh mẽ ở vùng đất xám Trung Nguyên, quen biết vô số nhân vật lớn. Thành phố Trung Nguyên rộng lớn, tứ đại gia tộc, thập đại hào môn làm đầu, đứng trước mặt người của tứ đại gia tộc, Lý Thần Chiến cũng không muốn đắc tội đến. Vừa rồi Lưu Chiến Thắng gọi điện thoại cho hắn, nể mặt Lưu gia, Lý Chiến Thắng cũng phải giữ thể diện cho Lưu Chiến Thắng, nhưng ai biết được tên hỗn đản Lưu Chiến Thắng này lại đắc tội với Dương Tiêu, bản thân hắn không nắm rõ tình huống liền ăn nói xúc phạm đến Dương Tiêu, chuyện này khiến cho Lý Thần Chiến vô cùng hối hận. Nghĩ đến Lưu Chiến Thắng đẩy mình vào hồ sâu, trong lòng Lý Thần Chiến nổi lên ý muốn giết chết Lưu Chiến Thắng. Lưu Chiến Thắng, tôi cho cậu mặt mũi, nhưng cậu cũng không nên đem tôi đẩy vào hồ chết chứ. Sau khi tát mình hai cú đánh, Lý Thần Chiến xoay đầu quay lại nhìn Lưu Chiến Thắng. Nhìn thấy Lý Thần Chiến cả mặt lạnh lẽo, sắc mặt Lưu Chiến Thắng lập tức thay đổi, hoảng hốt nói, Lý ca. Anh đây là có ý gì chứ? Tôi không hề gài bẫy anh. Chát! Trong giây phút đó, Lý Thần Chiến hung hăng tát lên mặt Lưu Chiến Thắng. Phụt! Lưu Chiến Thắng có chút không đỡ kịp, bị đánh đến mức nước bọt phun tứ tung, một chiếc răng lập tức bay ra ngoài. Trong tim Lý Thần Chiến, Dương Tiêu chính là thành thánh không được xúc phạm đến. Cái tát này Lý Thần Chiến không chút lưu tình nào mà xuống tay, đánh đến mức khiến cả đầu óc Lưu Chiến Thắng trở thành một mảnh trắng xóa. Lưu Chiến Thắng không kịp phòng bị, lãnh trọn cả cú tát lên mặt, trọng tâm mát thăng bằng, ngã bệt trên nền đờ ti. Nhìn thấy Lưu Chiến Thắng bị Lý Thần Chiến hung hăng đánh một cú, ánh mắt tất cả mọi người lập tức đờ đẫn. Chuyện này là như thế nào? Lý Thần Chiến không phải là trợ thủ do Lưu Chiến Thắng gọi đến hay sao? Tại sao đột nhiên Lý Thần Chiến lại ra tay đánh Lưu Chiến Thắng chứ? Trong đầu của tất cả mọi người lúc này đều là nghi vấn, bọn họ thật sự không hiểu được Lý Thần Chiến này đang muốn làm gì. Dưới ánh mắt tập trung quan sát của mọi người, Lý Thần Chiến nhanh như tên bắn đến trước mặt Dương Tiêu, quỳ một chân xuống đất, cả khuôn mặt hối hận nói Lý Thần Chiến tham kiến Điện Hạ, thuộc hạ vô ý mạo phạm, mong Điện Hạ thứ tội. Bùm! Nhìn thấy Lý Thần Chiến quỳ gối, sắc mặt nghiêm túc vô cùng tôn kính nhìn Dương Tiêu, đây chẳng khác nào một đạo sấm sét hung hăng đánh lên đỉnh đầu của Lưu Chiến Thắng. Trong nhất thời, Lưu Chiến Thắng ngây người. Trong nhất thời, Cung Linh Nhi ngây người. Trong nhất thời, tất cả mọi người có mặt đều ngây người. Lý Thần Chiến đường đường là một trong ba người cầm đầu vùng đất xám Trung Nguyên vậy mà lại bái kiến một tên vô danh tiểu tốt, thế giới này điên hết rồi sao? Điện hạ. Vừa từ dưới đất bò dậy, Lưu Chiến Thắng sợ đến hai chân mềm nhũ ứ, suýt chút nữa ngã ngửa ra trên mặt đất. Hắn vô cùng hiểu rõ thực lực cùng sức ảnh hưởng của Lý Thần Chiến tại thành phố Trung Nguyên này, những người từng có ý thu phục Lý Thần Chiến, cuối cùng đều bị hắn đánh đến mức sống dở chết dở. Vậy mà hiện tại, Lý Thần Chiến vậy mà lại quỳ gối trước mặt Dương Tiêu, tam quan Lưu Chiến Thắng như bị lật ngược. Đôi môi gợi cảm của Cung Linh Nhi hóa thành hình chữ O. Cô vạn vạn không ngờ đến Lý Thần Chiến nổi danh khắp nơi vậy mà lại gọi Dương Tiêu là Điện Hạ. Phải biết rằng, Lý Thần Chiến chính là một nhân vật hung ác có thể hô mưa gọi gió tại vùng đất xám Trung Nguyên, cho dù mặt mũi của người nhà Cung gia bọn họ thì hắn cũng chưa chắc nề mặt. Ức ực. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt này, hơn trăm tuyển thủ có. Mặt tại hiện trường đều khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô rát. Lý Thần Chiến vậy mà lại bái kiến một tên vô danh tiểu tốt hay sao? Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Dương Tiêu lạnh nhạt nói, đứng lên rồi nói. Vâng, Lý Thần Chiến lập tức từ mặt đất đứng lên, vô cùng tôn kính đứng bên cạnh Dương Tiêu. Dương Tiêu cũng không hề có ý trách cứ Lý Thần Chiến, chỉ dựa vào thân phận của Lý Thần Chiến, hắn nếu muốn thuận lợi hô mưa gọi gió ở thành phố Trung Nguyên này, nhất định phải kết giao tốt với những hào môn ở thành phố Trung Nguyên này. Nếu như khiến cho những hào môn thế gia tại thành phố Trung Nguyên này cảm thấy không vui, Lý Thần Chiến tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người chèn ép, chuyện này cũng bất lợi đối với địa vị của Lý Thần Chiến. Quan thương từ trước đến nay đa số thời điểm đều đạt thành hợp tác, chứ đừng nói đến vùng đất xám cùng với các hào môn thế gia, chỉ là Lý Thần Chiến không ngờ được lần này Lưu Chiến Thắng gây chuyện với bản thân Dương Tiêu hắn mà thôi. Lý Thần Chiến tôn kính nói, Điện Hạ, người muốn xử lý tên Lưu Chiến Thắng này như thế nào? Vừa rồi không phải nói rồi sao, đánh gãy một chân hắn. Dương Tiêu trực tiếp mở lời. Vừa rồi tên Lưu Chiến Thắng này không phải vô cùng hung hăng hay sao, khiến cho Dương Tiêu cảm thấy cực kỳ phản cảm, đặc biệt chính là việc lấy người nhà hắn ra làm trò đùa, chuyện này Dương Tiêu không cách nào chấp nhận được. Có nghe thấy không,
đều lên hét cho tôi. Lý Thần Chiến vẫy tay ra hiệu, hét lên một tiếng. Đánh gãy một chân. Cảm nhận được sát ý bất ngờ ập đến từ Lý Thần Chiến, hai chân Lưu Chiến Thắng mềm nhũ, ngã bệch ra nền đất, một mùi hôi thối từ trên người Lưu Chiến Thắng bay ra khắp nơi. Tỉ mỉ quan sát kỹ thì chỉ thấy Lưu Chiến Thắng này bị dọa sợ đến mức tiểu tiện ra ngoài. Lưu Chiến Thắng tự nhiên biết rõ Lý Thần Chiến này có bao nhiêu hung tàn, hắn ta trước giờ không nói hai lời, không lẽ bản thân hôm nay thật sự phải bị đánh gãy một chân hay sao? Hắn vẫn còn trẻ tuổi, nếu như bị tàn phế, đây cũng là chuyện Lưu Chiến Thắng không cách nào nghĩ đến trước được. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, Dương Tiêu, Dương Đại Ca, Dương Đại Gia, tha cho tôi đi, tôi sẽ không dám nữa đâu. Lưu Chiến Thắng biết rằng người có thể thu hồi mệnh lệnh chỉ có một mình Dương Tiêu mà thôi, hắn hung hăng tát lên mặt mình hai cú, sau đó chạy đến ôm lấy chân Dương Tiêu khóc lóc ỉ ôi. Một cảm giác khủng bố vây quanh đỉnh đầu Lưu Chiến Thắng, khiến cho cảm giác ưu việt từ gia tộc Thế Gia hoàn toàn sụp đổ. Hắn rất rõ ràng, bản thân vừa rồi quá cản rỡ, nếu như không khiến Dương Tiêu nguôi giận, vậy thì có khả năng bản thân thật sự sẽ bị đánh gãy một chân. Đám tiểu đệ của Lý Thần Chiến nào có quản nhiều đến như vậy, trực tiếp kéo Lưu Chiến Thắng ra bên ngoài, sau đó dùng gậy đánh bóng hung hăng đánh lên chân Lưu Chiến Thắng. Gậy đánh bóng hung hăng đánh xuống, Lưu Chiến Thắng đau đến mức suýt chút nữa ngất xỉu sang một bên. Tôi biết sai rồi, tôi thật sự không dám mạo phạm nữa đâu. Lưu Chiến Thắng khủng hoảng nói. Giây phút này hắn đau đớn đến không chịu được, nếu còn đánh tiếp nữa chân phải của hắn nhất định tàn phế. Khuôn mặt Dương Tiêu không chút cảm xúc, những điều này toàn bộ đều là do Lưu Chiến Thắng tự tìm lấy. Hôm nay nếu không phải bản thân hắn đã trở nên cường đại, Lý Thần Chiến là người của mình, thì tên Lưu Chiến Thắng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy được chứ? Tục ngữ có câu, nhân từ không thể chấp chưởng chuyện bình, người trọng tình cảm không thể làm việc lớn, người có nghĩa không thể quản tài sản, người hiền từ không thể làm quan, nhân từ với kẻ thù luôn luôn là tàn nhẫn với bản thân. Nhìn thấy Dương Tiêu không đổi sắc mặt, Lưu Chiến Thắng hoảng hốt nhìn sang cung Linh Nhi cầu cứu, em gái Linh Nhi, anh biết sai rồi, đừng để bọn họ đánh nữa, mau giúp anh cầu tình, anh thật sự biết sai rồi, anh sẽ xin lỗi Dương Tiêu vì những lời vừa rồi, anh thật sự biết sai rồi. Mặc dù hành vi của Lưu Chiến Thắng khiến cô cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng cô từ nhỏ đến lớn đều chơi với Lưu Chiến Thắng, cô không thể nào trơ mắt nhìn Lưu Chiến Thắng bị người ta đánh gãy chân được. Điều quan trọng nhất chính là, Lưu gia dù sao cũng là một trong bốn đại gia tộc lớn ở thành phố Trung Nguyên, nội tình thâm hậu, sánh ngang với cung gia bọn họ, nếu như Dương Tiêu thật sự đánh gãy một chân của Lưu Chiến Thắng, Lưu gia nhất định sẽ tiến hành báo thù với Lưu gia, e rằng đến cả Lý Thần Chiến cũng không có đủ năng lực ngăn cản. Dù sao, chỉ dựa vào việc Lưu gia có thể kêu gọi một đám người đến đối phó với Lý Thần Chiến, đến lúc đó Lý Thần Chiến e rằng cũng không có cách nào quan tâm đến Dương Tiêu được. Cung Linh Nhi vội vàng bước lên kéo tay Dương Tiêu nói, đừng đánh nữa, Lưu Chiến Thắng anh ta biết sai rồi, tôi dùng danh nghĩa của mình đảm bảo Lưu Chiến Thắng từ nay về sau sẽ không gây rắc rối đến cho anh nữa, Dương Tiêu anh dạy dỗ anh ta một lát là được, Lưu Gia Hùng. Mạnh đến đâu anh nhất định cũng biết rõ, dù cho anh không sợ, thì anh cũng phải suy nghĩ đến cho chị Mộc Tuyết chứ. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, hắn quả thật không sợ Dương Tiêu. Hắn của hiện tại sớm đã không phải là tên phế vật trong mắt người khác, thực lực của hắn cũng đã khôi phục rất nhiều. Giao Long bơi chỗ nước cạn, chỉ cần tung bay liền chạm đến trời xe nhồ, chỉ cần Lưu gia kia dám gây chuyện, Dương Tiêu có đủ tự tin để dẹp yên chuyện này. Có điều, Dương Tiêu cũng không muốn đem chuyện này làm lớn, nếu như khiến cho thân phận của mình bị tiết lộ, quả thật mắt nhiều hơn được. Hắn tự nhiên biết rõ cung Linh Nhi cũng vì muốn tốt cho hắn, Dương Tiêu vẫy tay ra hiệu, Lý Thần Chiến lập tức nói. Dừng tay. Cả đám tiểu đệ lập tức dừng tay, Lưu Chiến Thắng như được ân xá, cảm giác bị người khác dùng gậy đánh bóng đánh vào chân, cảm giác này hắn thật sự không muốn nếm trải thêm lần nào khác. Dương Tiêu đi đến trước mặt Lưu Chiến Thắng, trầm giọng nói, Lưu Chiến Thắng, hôm nay anh nên cảm ơn cung Linh Nhi, tôi cũng vì nể mặt mũi cung Linh Nhi mới buông tha cho anh, hy vọng anh sau này tự biết giữ lấy mình, nếu như tôi biết được anh có tâm tư khác, thì đừng trách tôi không khách khí. Vâng vâng vâng. Trên trán Lưu Chiến Thắng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như bản thân lại có suy nghĩ khác, dù cho Dương Tiêu không ra tay thì Lý Thần Chiến cũng sẽ không buông tha cho hắn. Hăm dọa Lưu Thần Chiến một phen, Dương Tiêu nhìn thời gian sau đó quay sang nhìn cung Linh Nhi nói, đi thôi. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Chính vào giây phút này, cung Linh Nhi gọi điện thoại đến,
chính là cung lão gia cung Thiên Tè gọi đến. Linh Nhi, hai người các con đang ở đâu? Cung Thiên Tè hỏi. Cung Linh Nhi vội vàng nói, ông nội, ông đừng hối nữa, chúng cháu gặp chút rắc rối nhỏ, lập tức quay trở về, chỉ vài phút, chỉ mất vài phút mà thôi. Ngắt điện thoại, Cung Linh Nhi vội vàng kéo tay Dương Tiêu nói, đi, đi thôi, ông nội đang hối thúc chúng ta đấy. Được thôi, Dương Tiêu lập tức bước lên xe, mang theo. Cung Linh Nhi hướng về phía cung gia. Nhìn theo hướng chiếc xe Volkswagen Beetle biến mất, cả đám tuyển thủ đua xe không ngừng bàn tán xôn xao. Cao thủ, đây mới thật sự là cao thủ thật sự. Không những là một tuyển thủ đua xe tài giỏi, còn có thể khiến cho loại đại nhân vật khủng bố như Lý Thần Chiến thần phục, đúng là quá lợi hại. Phù, sau khi xác định Dương Tiêu đã rời khỏi, Lưu Chiến. Thắng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Hắn thật sự sợ Dương Tiêu sẽ không buông tha cho mình, đánh gãy một chân của hắn. Chậc, trong lúc này, Lý Thần Chiến sắc mặt lạnh như, băng bước về phía Lưu Chiến Thắng. Lưu Chiến Thắng chột dạ quay người sang nhìn Lý Thần Chiến, chính là khoảnh khắc hắn xoay người lại, thì Lý Thần Chiến nhanh như tên bắn bước đến hung hăng đạp lên ngực của Lưu Chiến Thắng. Lưu Chiến Thắng không hề phòng bị đã bị Lý Thần Chiến đạp trúng, thân thể giống như trái lựu đạn va vào vách núi, sau đó toàn thân tan nát. Lý ca, anh đây là đang muốn làm gì? Khuôn mặt Lưu Chiến Thắng xám ngoét như chết, run rẩy nói. Sắc mặt Lý Thần Chiến lạnh lùng nói, điện hạ nói buông tha cho cậu, nhưng không có nghĩa là tôi cũng sẽ buông tha cho cậu, Lưu Chiến Thắng, hy vọng từ nay về sau cậu tự biết lấy mình, nếu như tôi biết được cậu còn có ý gây rối đối với điện hạ, tôi sẽ đích thân giết chết cậu. Chúng ta đi. Nhận lấy Lý Thần Chiến quả thật không hề có ý nói đùa với hắn, Lưu Chiến Thắng sợ đến mức rút đầu vào cổ, trong lòng không ngừng run sợ, hắn nào dám nghĩ đến việc báo thù Dương Tiêu chứ. Lý Thần Chiến vô cùng tức giận, hắn biết rằng nếu như không phải Dương Tiêu rộng lượng, chuyện hôm nay nhất định sẽ không diễn ra êm thám như vậy đâu. Một cú đá này, vẫn còn nhẹ lắm. Nếu như tên Lưu Chiến Thắng kia còn tái phạm, Lý Thần Chiến đảm bảo sẽ đích thân giết chết hắn. Không nghĩ đến anh vậy mà cũng có tình người như vậy. Tôi còn cho rằng anh chính là một tên quái vật không có tình cảm chứ. Sau khi rời khỏi trường đua núi Lão Quân, Cung Linh Nhi lúc này đang ngồi trên ghế lái phụ châm chọc nói. Dương Tiêu tự cười chế giễu, hắn không có ý trách cứ, chính là thật sự không muốn để tâm đến Cung Linh Nhi. Tiểu nha đầu này bất cứ lúc nào cũng muốn kéo hắn so tài âm nhạc, hết lần này đến lần khác, ai có thể chịu đựng được chứ. Nếu còn tiếp tục như vậy, sau này bản thân hắn bước đi trên đường lớn, người không biết còn cho rằng hắn đang giở trò lưu manh. Ít nhất những ngày gần đây Dương Tiêu đến chợ mua thức ăn, ánh mắt của cả đám ông già bà cả bán rau ngoài chợ đều nhìn hắn một cách không bình thường. Nhìn thấy Dương Tiêu lại không để ý đến mình, Cung Linh Nhi bĩu môi nói, lại không để ý đến người ta. Anh đúng là một tên quái vật kiêu ngạo. Dương Tiêu tập trung lái xe, Cung Linh Nhi nói gì Dương Tiêu cũng không để ý đến. Chỉ vài phút sau Cung Linh Nhi mất hứng thú liền không nói chuyện nữa. Không lâu sau, cả hai đến trang viên cung gia. Trang viên cung gia tọa lạc tại một khu vực trù phú với phong cảnh đẹp và cỏ xanh ở vùng ngoại ô phía Bắc Trung Nguyên, ước tính có diện tích hàng chục mẫu đất. Hoàn cảnh sống nơi này vô cùng tươi mới, bảo vệ an toàn, không hề thua kém so với khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Điều quan trọng nhất chính là, nhà của người ta chính là trang viên, biệt thự chính là biệt thự. Diện tích một trang viên ở đây cũng phải tương đương với 10, 20 căn biệt thự. Cung Linh Nhi chính là gia tộc mạnh nhất thành phố Trung Nguyên, nơi sinh sống của hộ tất nhiên so với khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh không kém là bao. Dưới sự dẫn đường của Cung Linh Nhi, Dương Tiêu đã bước đến phòng khách trong căn biệt thự của cung gia. Phong cách biệt phủ cung gia thuộc phong cách cổ điển, tỏa ra khí chất cao quý nhưng không hề phách lồi. Dương Tiêu, cậu cuối cùng cũng đến. Dương Tiêu chân trước vừa bước vào phòng khách, chân sau đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Cung Thiên Tề, Cung Lão Gia. Dương Tiêu bước lên cười dịu dàng nói, Cung Lão Gia. Cung Thiên Tề vừa đứng lên, Kỳ Thánh Bạch Nguyên Kiệt Bạch Lão cũng đứng lên, tên nhóc này hôm nay tại sao lại chậm chạp như vậy, ván cờ của ta cùng Lão Cung sắp kết thúc rồi. Bạch Lão, vừa rồi ở trên đường gặp chút phiền phức, làm lỡ thời gian. Trên khuôn mặt Dương Tiêu hiện lên ý xin lỗi. Hắn cũng không hề có ý kể lại những chuyện xảy ra vừa rồi. Tránh cho phát sinh những phiền phức không cần thiết. Cung Linh Nhi tức giận nói, ông nội, tên đàn ông này có phải là đầu gỗ hay không? Cứ không để ý đến cháu, tức chết đi được. Cung Thiên Tề cười sủng nịch nói, Dương Tiêu người ta cả ngày bận rộn,
tiểu nha đầu cháu cả ngày rảnh rỗi, người ta có thể để ý đến cháu sao? Chậc, Cung Linh Nhi bĩu môi nói, cả mặt đều không phục. Cung Thiên Tề cùng Bạch Nguyên Kiệt nhìn nhau, sau đó chỉ biết lắc đầu cười. Đối diện với một Cung Linh Nhi cổ linh tỉnh quái như vậy, bọn họ cũng vô cùng bất lực, không còn cách nào khác, ai bảo Cung Linh Nhi chính là người được yêu thương nhất nhà chứ. Hiện tại ngoài trừ Cung Thiên Tề, Bạch Nguyên Kiệt, vẫn còn một thiếu nữ dung mạo tựa thiên tiên. Thân thể của người con gái này vô cùng thướt tha, tư thái yêu điệu duyên dáng, xinh đẹp không gì sánh bằng. Làn da trắng như tuyết hấp dẫn ánh nhìn người khác, mỏng manh hồng nhuận, khí chất như hoa lan, mảnh mai, bất kể nhìn thế nào cũng không quá 25 tuổi. Chỉ có điều, từ cơ thể của người này toát lên một hơi thở. Lạnh lẽo hàng ngàn dặm, làm cho mọi người cảm thấy một chút khó chịu. Người thiếu nữ xinh đẹp nhìn về phía Dương Tiêu nhíu mày nói, anh chính là Dương Tiêu. Ôi xin chào, tôi là Dương Tiêu, cô là... Dương Tiêu lễ phép nói. Cung Thiên Tề cười nhẹ sau đó giới thiệu, anh bạn Dương Tiêu này, giới thiệu với cậu một chút, cô gái này là Bạch Xu Tĩnh, là cháu nội của Bạch Lão, người sáng lập của tập đoàn Châu Báu Bạch Thị, là người đứng đầu trong lớp người trẻ thành phố Trung Nguyên, cũng là một trong 10 nhà doanh nghiệp ưu tú trẻ tuổi tại thành phố Trung Nguyên. Bạch Xu Tĩnh, Bạch Tiểu Thư chính là cháu gái của Bạch Gia ông sao? Trên khuôn mặt Dương Tiêu hiện lên nét kinh ngạc. Cái tên Bạch Du Tĩnh này hắn cũng đã từng nghe người khác nhắc qua, người con gái tài năng ưu tú này có thể sánh ngang với Bạch Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết được xưng tụng là Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân, còn Bạch Du Tĩnh được mọi người gọi là nữ doanh nghiệp ưu tú nhất trong lớp người trẻ tuổi tại thành phố Trung Nguyên. Tại thành phố Trung Nguyên này, Đường Mộc Tuyết cùng Bạch Du Tĩnh đều được xưng tụng là Trung Nguyên song phụng, danh tiếng vang vọng. Đường Mộc Tuyết trên phương diện nghiệp vụ rất mạnh mẽ, nhưng chỉ vì nhan sắc quá xuất sắc, khiến cho người khác chỉ nhớ đến dung mạo xinh đẹp mà quên đi tài hoa của cô. Còn Bạch Xu Tĩnh thì có phần kém sắc hơn, giá trị trong thị trường châu báu vô cùng cao, dẫn đến việc Bạch Xu Tĩnh trở thành truyền kỳ nữ doanh nghiệp số 1. Liên quan đến Bạch Xu Tĩnh, Dương Tiêu ít nhiều gì cũng đã từng nghe qua những câu chuyện về cô. 13 tuổi tốt nghiệp cao trung, 16 tuổi nghiên cứu sinh, 17 tuổi được đại học yêu tuyển sinh, 18 tuổi thôi học quay về nước lập nghiệp. Cùng năm đó sáng lập tập đoàn Châu Báu Bạch Thị, 19 tuổi thúc đẩy giá thị trường của tập đoàn Châu Báu Bạch Thị lên đến 100 triệu nhân dân tệ, 21 tuổi giá thị trường của tập đoàn Châu Báu Bạch Thị vượt mức 1 tỷ nhân dân tệ. Hiện tại, Bạch Xu Tĩnh 24 tuổi, còn giá thị trường tập đoàn Châu Báu Bạch Thị càng tăng lên gấp vài lần, trở thành tập đoàn Châu Báu đứng thứ 2 tại thành phố Trung Nguyên. Không trách được, Dương Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Xu Tĩnh liền có cảm giác người con gái này luôn xa cách người khác ngàn dặm. Toàn thân đều tỏa ra không khí lạnh lẽo, vốn dĩ chính là một tổng tài lạnh lùng. Không thể không thừa nhận, Bạch Xu Tĩnh rất đẹp, nét đẹp giống như trích tiên hạ phàm. Vẻ đẹp dịu dàng của Đường Mộc Tuyết so với vẻ đẹp lạnh lùng của Bạch Xu Tĩnh, nếu nhất định phải so sánh thì rõ ràng không có câu trả lời chính xác nhất. Chỉ là Dương Tiêu không ngờ được, người nổi danh còn lại của Trung Nguyên song phượng vậy mà lại là cháu gái của Bạch Nguyên Kiệt. Bạch Nguyên Kiệt ha ha bật cười, không sai. Xu Tĩnh chính là cháu gái của lão phu, Dương Tiêu cậu rất bất ngờ sao? Nào chỉ có bất ngờ, rõ ràng chính là khiếp sợ, thật không ngờ rằng Bạch Tiểu Thư mà cháu ngưỡng mộ từ lâu chính là cháu gái của Bạch Lão. Dương Tiêu cảm thán nói. Nghe câu nói này của Dương Tiêu, khóe môi Bạch Xu Tĩnh nhếch lên một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn Dương Tiêu chỉ có lạnh lùng. Từ lời nói cùng hành động của Dương Tiêu mà nói, người thanh niên trước mặt này cũng chỉ là một tên chỉ biết chuyên đi khắp nơi bốc phét. Căn bản không có bất kỳ tài năng thật sự nào, cô thật sự không biết rằng tại sao ông nội của mình cùng Cung lão gia lại xem trọng Dương Tiêu như vậy. Cung Thiên Tề mỉm cười nói, anh bạn Dương Tiêu, để. Lão phu nói với cậu, chính là do Bạch lão đây ẩn giấu quá kỹ. Khi tôi vừa quen biết với lão, cũng không biết chuyện này, nếu như không phải do tôi phái người đi điều tra, thì việc Xu Tĩnh là cháu gái của Bạch lão, thì không biết ông ấy đến khi nào mới tiết lộ với tôi. Cung lão ông cũng thật chẳng có chút thú vị gì cả, cuộc sống khắp nơi đều là kinh hỉ có đúng không? Năm đó ông vậy mà lại cho người điều tra tôi, thật quá đáng. Chuyện này tôi sẽ nhớ kỹ, Bạch Nguyên Kiệt tức giận nói. Cung Thiên Tề hừ giọng nói, ai bảo ông cứ thích úp úp mở mở làm gì? Tôi đây chính là một người tính cách gấp gáp, điều tra ông thì như thế nào? Tôi cũng chưa từng nói qua ông không được điều tra tôi. Hừ, cung lão. Giữa người với nhau quan trọng nhất là điều gì? Là tín nhiệm, ông vậy mà lại không tin tưởng tôi. Bạch Nguyên Kiệt hừ giọng nói.
Nhìn Cung Thiên Tề cùng Bạch Nguyên Kiệt trước mặt không ngừng tranh cãi, hoàn toàn không có dáng vẻ trưởng bối, khiến cho Dương Tiêu có chút sở khóc sở cười. Dương Tiêu nói, hai vị tiền bối, không biết hôm nay hai người gọi cháu đến rốt cuộc vì chuyện gì. Nhắc đến chuyện này, Cung Thiên Tề cùng Bạch Nguyên Kiệt mới trở nên hòa thuận với nhau. Cung Thiên Tề trực tiếp nói, xảy ra chuyện lớn rồi, lão đầu các hưu kia hôm qua đã gửi thách đấu đến Bạch Lão dự tính muốn tìm cậu giúp đỡ. Thì không lẽ muốn cháu so tài với các tiền bối đó chứ? Dương Tiêu cười khổ một tiếng. Lần trước Bạch Nguyên Kiệt khai trường kỳ quán, hội trường hiệp hội cờ vây các hưu dẫn theo đệ tử thân truyền Vương Hạo Nhiên đến so tài. Cả một kỳ quán không có một người nào là đối thủ với Vương Hạo Nhiên, may mắn có Dương Tiêu kịp thời đưa tay thay đi cục diện. Cho đến hiện tại, các hưu kia đích thân gửi lời thách thức đến Bạch Nguyên Kiệt, đây thật ra cũng nằm trong dự tính của Dương Tiêu, chỉ là hắn không ngờ rằng trận quyết đấu này lại đến nhanh như vậy. Cung Thiên Tề tiếp tục nói, anh bạn Dương Tiêu này, tôi cùng Bạch Lão đều đã già rồi, cậu cũng biết những lão già như chúng tôi đều yêu thích danh tiếng, hơn nữa ân oán giữa Bạch Lão cùng các hưu cũng đã được nhiều năm. Nếu như Bạch Lão thua cuộc, cậu chắc cũng tưởng tượng ra được các hưu kia sẽ hồng hách rêu rao như thế nào, chuyện này dù sao đối với Bạch Lão mà nói cũng không phải là một chuyện vẻ vang gì. Dương Tiêu gật gù đồng ý, hắn cũng biết rằng có rất nhiều người vô cùng ưa thích danh tiếng, có thể đem thanh danh của mình đặt lên trên cả mạng sống bản thân. Các hưu này chính là đối thủ một đời của Bạch Nguyên Kiệt, đối đầu với các hưu, Bạch Nguyên Kiệt tất nhiên cảm thấy áp lực nặng như núi. Bạch Nguyên Kiệt thở dài một tiếng sau đó nhìn sang Dương Tiêu, anh bạn Dương Tiêu này, lần này tôi chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người cậu thôi, theo như tôi biết được, các hưu vì muốn đánh bại tôi, những năm nay đã nghiên cứu ra vô số chiến thuật, e rằng lần thi đấu này đối với tôi mà nói vô cùng bất lợi. Lần trước cậu có thể đánh bại Vương Hạo Nhiên, khiến cho chúng tôi vô cùng bất ngờ, hơn nữa chiến thuật của cậu cũng khiến cho chúng tôi vô cùng bất ngờ. Bạch tiền bối, như vậy không tốt đâu. Dương Tiêu sờ mũi nói. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Dương Tiêu, Bạch Du Tĩnh cười lạnh nói, ông nội, nếu như phải để hắn xuất trận không bằng cứ để cháu ra mặt, cháu xem người thanh niên này căn bản không được. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu, khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Du Tĩnh tràn ngập sự khinh thường. Giống như Dương Tiêu chính là một tên hư danh, căn bản không có thực lực. Du Tĩnh, không được vô lễ, Cát Hưu không phải là người cháu có thể khiêu chiến được. Bạch Nguyên Kiệt trầm giọng nói. Bạch Du Tĩnh há miệng, muốn lên tiếng phản bác, nhưng cuối cùng chỉ có thể ủy khuất nói, vâng, ông nội. Mặc dù là nữ doanh nhân lạnh lùng trong truyền kỳ, nhưng Bạch Du Tĩnh vô cùng hiếu thảo, cô cũng hiểu rõ những ân oán năm đó giữa ông nội của mình cùng Cát Hưu. Nếu như lần này ông nội cô thua trận, vậy thì Cát Hưu kia tất nhiên sẽ hoành hao rêu rao, khiến cho danh tiếng của Bạch Nguyên Kiệt mất sạch, trong giới cờ vây không còn ngẩng đầu lên được. Bản thân là cháu gái của Bạch Nguyên Kiệt. Bạch Du Tĩnh từ nhỏ đã nghiên cứu cờ vây, kỹ năng cờ vây của cô cũng không hề thua kém là bao so với đệ tử thân truyền Vương Hạo Nhiên của Cát Hưu. Ngày khai trường kỳ quán, Bạch Du Tĩnh căn bản không có ở hiện trường, nếu không Bạch Du Tĩnh xuất chiến, cùng Vương Hạo Nhiên tranh tài một phen, nhất định sẽ khó phân cao thấp. Nhưng điểm này vẫn chưa đủ, vĩnh viễn cũng không đủ. Cát Hưu cả đời đều nghiên cứu cờ vây, bản thân ông cũng là hội trưởng hội cờ vây tỉnh Hà Nam, phó hội trưởng hội cờ vây toàn quốc. Thực lực tuyệt đối không thể bị người khác khinh thường. Nói một cách không khách khí chính là, kỹ năng cờ vây của Cát Hưu sớm đã đạt đến đỉnh cao trong giới cờ vây, đưa mắt nhìn khắp nước người có thể cùng Cát Hưu so tài chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn Bạch Nguyên Kiệt là kỳ thánh của giới cờ vây, từ nhiều năm trước danh tiếng vang vọng, sức ảnh hưởng tuyệt không thua kém so với Cát Hưu. Nhưng cũng vì năm đó người vợ kết tóc vì bảo vệ ông mà mất mạng, khiến cho Bạch Nguyên Kiệt từ bỏ vinh quang thuộc về mình, quay trở về Trung Nguyên. Canh giữ bên mình đứa con trai tuổi nhỏ của mình. Chớp mắt, mười mấy năm đã trôi qua, con trai cũng đã khôn lớn, còn sinh cho ông một đứa cháu trai cùng cháu gái. Bạch Nguyên Kiệt là người không quá ham mê quyền lực, nếu không sức ảnh hưởng của Bạch Nguyên Kiệt trong giới cờ vây nhất định sẽ vượt qua cả Cát Hưu. Bị ông nội giáo huấn vài câu, Bạch Du Tĩnh lúc này nhìn Dương Tiêu càng cảm thấy không thuận mắt. Cô đã từng điều tra qua lai lịch của Dương Tiêu, chỉ là con rể Đường gia. Một tên phế vật từng bị mắng nhiếc là tên phế vật chỉ biết ăn bám làm sao có tư cách so tài cao thấp với Cát Hưu. Cô mặc dù vẫn còn trẻ tuổi, nhưng kỳ nghệ bất phàm, Bạch Du Tĩnh không phục, cô cảm giác bản thân mới có tư cách so tài với Cát Hưu. Cung Thiên Tề nhìn ra Bạch Du Tĩnh tâm trạng không tốt, ông liền hiền hòa nói, Du Tĩnh, gừng càng già càng cay, Cát Hưu không dễ dàng đối phó như cháu tưởng tượng đâu, cháu nghĩ thử xem,
nhưng năm nay cháu đấu cờ với Bạch lão, có lần nào thắng được ông nội của cháu? Gần như chưa từng có một ván hòa. Cháu, Bạch Du Tĩnh nhất thời không lời phản bác. Có điều trầm mặc trong giây lát, Bạch Du Tĩnh vẫn nói tiếp, Cung Gia Gia, đó cũng vì ông nội cháu biết rõ chiến thuật của cháu, còn tên ngày chỉ là một tên vô dụng phế vật nổi danh khắp thành phố Trung Nguyên, hai người không cảm thấy hoang đường khi phái ra một tên phế vật sao? Nếu như đối phương biết được thân phận của hắn, có lẽ sẽ chọc cười người khác chết mát. Bậy bạ, Du Tĩnh, mau lập tức xin lỗi anh bạn Dương Tiêu này. Bạch Nguyên Kiệt tức đến mức râu muốn dựng cả lên. Ông tìm người đến giúp đỡ, nhưng cháu gái của mình lại không để người ta vào mắt, chuyện này chính là điều bất kính lớn nhất. Nước mắt ủy khuất của Bạch Du Tĩnh như muốn tuôn ra, cô chính là coi thường Dương Tiêu, cháu không xin lỗi. Cô không tin một tên phế vật chỉ biết ăn bám vào người khác, tài nghệ cờ vây có thể cao thâm đến đâu, còn có thể ưu tú hơn cả cô. Đáng để nhắc đến chính là, từ nhỏ Bạch Du Tĩnh đã không vừa mắt Đường Mộc Tuyết. Cô lớn lên xinh đẹp, nhan sắc của cô cùng Đường Mộc Tuyết không ai thua kém ai, tại sao danh xưng đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên lại thuộc về Đường Mộc Tuyết chứ không phải cô? Mặc dù Bạch Du Tĩnh đối với Đường Mộc Tuyết cũng không có quá nhiều địch ý, nhưng chính là không phục. Cũng vì vậy, cảm giác không phục đối với Đường Mộc Tuyết, Bạch Du Tĩnh giây phút này toàn bộ đều trút lên người Dương Tiêu. Sắc mặt Bạch Nguyên Kiệt trở nên thâm trầm, ông cũng biết rằng đứa cháu này của mình đặc biệt lạnh lùng, từ trước đến nay không dễ dàng nhún nhường. Nếu muốn con bé nhún nhường, nhất định phải dùng thực lực cường mạnh để thu phục. Bạch Nguyên Kiệt bất lực thở dài nhìn Dương Tiêu, anh bạn Dương Tiêu này, tính tình nóng nảy này của đứa cháu gái này, cậu cũng đừng trách, tôi thay mặt con bé xin lỗi cậu vậy. Ông nội, ông có phải đánh giá quá cao người này hay không? Dựa vào cái gì mà ông phải xin lỗi hắn? Nói không chừng tài nghệ cờ vậy của hắn còn không cao bằng cháu đâu. Bạch Du Tĩnh tức giận nói. Trước khi Bạch Nguyên Kiệt một lần nữa nổi giận lôi đình, Dương Tiêu liền lên tiếng nói, Bạch lão, Bạch tiểu thư đây. Cũng vì muốn tốt cho ngài thôi, cho dù là tôi ra tay, cũng là vì muốn tốt cho ông, cho nên, mục đích của chúng tôi giống nhau, chỉ là về phương diện ý kiến có điểm bất đồng mà thôi. Nhưng chuyện này không có vấn đề gì cả, tôi có thể lý giải được. Đa tạ anh bạn Dương Tiêu thấu hiểu, Du Tĩnh, cháu tự xem thử người ta rộng lượng như thế nào, còn cháu thì như thế nào. Dù sao cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Bạch Nguyên Kiệt trầm mặt nói. Bạch Du Tĩnh căn bản không chịu được cách này, cô nhìn Dương Tiêu lạnh lùng nói, giả vờ, tôi mới không dễ mắc lừa như vậy, muốn tôi tán thành việc anh đại diện thi đấu, vậy thì anh đích thân đấu một trận với tôi, nếu như anh thắng, tôi sẽ khâm phục anh cảm thấy như thế nào? Âu oa, Bạch tỷ chỉ muốn quyết đấu một trận với Dương Tiêu thật sao? Cung Linh Nhi bắt đầu trở nên hưng phấn. Cung Linh Nhi biết rằng kỳ nghệ của Bạch Du Tĩnh vô cùng lợi hại. Cô cũng đã từng tận mắt chứng kiến khung cảnh Dương Tiêu quyết đấu với Vương Hạo Nhiên ngày kỳ quán khai trường Cát Hưu đến gây rồi. Nếu như hai người so tài, khẳng định giống như thần tiên đánh nhau, vô cùng đặc sắc. Bạch Du Tĩnh nghiêm mặt nói, không sai, chỉ cần anh thắng được tôi, vậy thì anh sẽ có tư cách đại diện ông nội ra thí đấu. Cung Linh Nhi cười hì hì nói, Dương Tiêu, không bằng anh cùng Du Tĩnh tỷ đấu một trận. Cung Linh Nhi cùng Bạch Du Tĩnh tình cảm như chị em ruột. Cô vô cùng hiểu rõ lòng tự tôn của Bạch Du Tĩnh vô cùng mạnh mẽ, muốn khiến Bạch Du Tĩnh tâm phục khẩu phục, nhất định phải lấy ra bản lĩnh. Đến đây, đền chinh phục tôi đi. Chinh phục tôi. Nghe thấy câu nói này của Bạch Du Tĩnh, khóe môi Dương Tiêu chợt co rút. Bạch Du Tĩnh này không uổng là chị em với Cung Linh Nhi, một người thì nhất định muốn cùng mình thi tài âm nhạc cao thấp, một người thì muốn hắn chinh phục cô, điều này rất dễ dẫn đến hiểu lầm có được không? Cung Linh Nhi đứng bên cạnh Bạch Du Tĩnh cổ vũ trợ uy nói, Dương Tiêu, trổ tài đi, mau đến chinh phục Du Tĩnh tí. Bạch Nguyên Kiệt cùng Cung Thiên Tè liếc mắt nhìn nhau dở khóc dở cười, dù cho là hai người bọn họ cũng không nhịn được nghĩ lệch lạc. Thế nào, không dám chinh phục tôi sao? Bạch Du Tĩnh nhíu mày lạnh giọng nói. Cung Linh Nhi bĩu môi nói, Dương Tiêu, anh không phải là sợ rồi chứ? Đến cả một người phụ nữ cũng không dám chinh phục, còn xem là đàn ông hay không? Dương Tiêu tức giận liếc mắt nhìn Cung Linh Nhi, cô đúng là thích xem náo nhiệt không ngại to chuyện, đứng thẳng người nói chuyện không sợ đau lưng, tiểu nha đầu, đừng ở nơi này gây chuyện nữa, cô chính là ngại tôi rảnh rỗi hay sao? Chậc, Cung Linh Nhi không cho rằng như vậy. Dương Tiêu không cùng cô thi thổi tiêu, chuyện này khiến cho trong lòng Cung Linh Nhi vô cùng không thoải mái. Hiện tại, Cung Linh Nhi đành mượn cơ hội này để chọc tức Dương Tiêu,
đồng thời cô cũng muốn xem thử Dương Tiêu có phải hay không sẽ mang đến cho cô một bất ngờ. Dương Tiêu chậm rãi bước đến bên bàn cỏ vây, nhìn Bạch Nguyên Kiệt nói, Bạch Lão, xin mời. Được, sắc mặt Bạch Nguyên Kiệt ngưng trọng bước đến bên bàn cờ vây. Bạch Du Tĩnh kinh ngạc, cô thật sự không ngờ rằng Dương Tiêu vậy mà lại đích thân so tài với ông nội của cô. Dương Tiêu hiểu rằng, Bạch Nguyên Kiệt yêu thích thanh danh, hôm nay nếu như hắn không khiến Bạch Nguyên Kiệt khâm phục khẩu phục, e rằng trong lòng Bạch. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, Bạch Lão khiêm tốn rồi, dốc toàn lực thi đấu chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ. Cậu bé ngoan, chỉ cần dựa vào câu nói này của cậu đã khiến cho Lão Phu càng thêm tán thưởng cậu. Bạch Nguyên Kiệt hài lòng gật đầu. Hai người từ từ ngồi xuống hai phía bàn cờ vây, Dương Tiêu chọn quân cờ đen, Bạch Nguyên Kiệt chọn quân cờ, trắng. Bạch Nguyên Kiệt hiền hòa cười nói, anh bạn Dương Tiêu, hạ cờ thôi. Vậy thì vãn bối không khách khí đâu. Dương Tiêu cầm lên một quân cờ đen, chậm rãi đặt xuống vị trí trung tâm bàn cờ. Nhìn thấy quân cờ đầu tiên Dương Tiêu đã đặt ngay vị trí trung tâm, Bạch Du Tĩnh chấn động nói, Lạc Tử Thiên Nguyên. Tên tiểu tử này rốt cuộc có biết chơi cờ vây hay không? Như tất cả mọi người đều biết, chơi cờ vây điều quan trọng nhất chính là bố cục trước, đất bằng dậy sóng cao lầu vạn trượng, nếu như bố cục ban đầu không bố trí ổn thỏa, rất dễ ảnh hưởng đến bố cục sau này. Cho nên, không ít cao thủ khi hạ cờ đều bắt đầu bố trí từ bốn phía bố cục của bàn cờ, còn loại người như Dương Tiêu bước đầu tiên đã hạ cờ ở vị trí Thiên Nguyên, Bạch Du Tĩnh cũng là lần đầu tiên cô tận mắt thấy. Cho dù là ông nội của cô Bạch Nguyên Kiệt cũng không dám tùy tiện hạ cờ tại vị trí Thiên Nguyên. Cách đánh cờ như vậy rất dễ bị người khác bao vây. Cung Thiên Tề híp mắt, ánh mắt không ngừng chăm chú quan sát ván cờ, trong lòng không ngừng dậy sóng. Dù cho trước đây, ông đã từng nhìn thấy Dương Tiêu khi thi tài với Vương Hạo Nhiên hạ cờ tại vị trí Thiên Nguyên này, nhưng lại không ngờ đến khi giao đấu với Bạch Nguyên Kiệt vẫn dám sử dụng cách đánh này. Không thể không nói, Cung Thiên Tề 10 năm trước đã từng nghiên cứu qua cách đánh Lạc Tử Thiên Nguyên. Cách đánh này khi mỗi quân cờ hạ xuống đều phải suy xét các quân cờ tiếp theo nên đánh như thế nào, đến mức phải đối diện với những tình huống đột nhiên xảy ra, một khi có sai sót, lập tức thất bại không có gì nghi ngờ. Có thể cùng Bạch Nguyên Kiệt bình thường đấu cờ, kỳ nghệ của Cung Thiên Tề tất nhiên cũng không tệ, đến mức cao thủ đẳng cấp nhất cũng khó có thể đánh bại được Cung Thiên Tề. Nhưng, khi nhìn thấy quân cờ đen của Dương Tiêu, ông thật sự càng ngày càng không nhìn thấu Dương Tiêu. Phải biết rằng, Dương Tiêu hiện tại đang đối đầu với kỳ thánh Bạch Nguyên Kiệt của Thiên Phủ Chi Quốc, trong giới cỏ vây trong nước gần như là sự tồn tại cao cấp nhất. Lần trước Dương Tiêu khi đối đầu với đệ tử thân truyền của Cát Hưu cũng dùng nước cờ Lạc Tử Thiên Nguyên. Cung Linh Nhi giải thích với Bạch Du Tĩnh. Vào giây phút này, ánh mắt Cung Linh Nhi khóa chặt trên bàn cờ vây phía trước, cô muốn xem thử Dương Tiêu có thật sự lại một lần nữa mang đến bất ngờ lớn cho cô trong lĩnh vực cờ vây này hay không. Bạch Nguyên Kiệt dù không phải là ông nội của cô, nhưng lại không khác gì với ông nội của cô. Cát Hưu khiêu chiến Bạch Nguyên Kiệt, chuyện này đã dấy lên một làn sóng chấn động. Cuộc so tài thực sự giữa hai vị lão tiền bối cũng là chuyện xảy ra hơn chục năm trước trong cuộc thi kỳ thánh. Bạch Nguyên Kiệt giành được giải quán quân, nhận được danh hiệu kỳ thánh, còn Cát Hưu chỉ suýt soát thua một chiêu, đành nhận lấy vị trí á quân. Nhưng ai biết được rằng, tài nghệ giữa Bạch Nguyên Kiệt cùng Cát Hưu cũng không biệt bao nhiêu. Trận chiến này được xem như trận chiến vượt thế kỷ, không biết rằng thời gian trải qua vài thập kỷ sau ai mới là kẻ mạnh người yếu, khiến cho cả đám người hâm mộ cờ vây vô cùng chờ đợi. Bất kể là Bạch Nguyên Kiệt hay Cát Hưu, tuổi tác cũng đều đã qua 60, sắp bước sang tuổi 70. Cuộc thi này một khi có người thua cuộc, danh tiếng tất nhiên sẽ bị hủy hoại, gây nên ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này. Đặc biệt nhất chính là hai người này từ nhiều năm trước sớm đã kết thù, trận chiến này lại càng đặc biệt quan trọng hơn. Bạch Du Tĩnh kinh ngạc nhìn khuôn mặt không chút gợn sóng nào của Dương Tiêu, nhíu chặt chân mày. Bạch Du Tĩnh trước đây cũng từng nghe nói việc Dương Tiêu vào ngày khai trương kỳ quán đã đưa tay tương cứu quyết đấu với Vương Hạo Nhiên, nhưng cô căn bản không để ý đến. Cô chính là không tin tên nữ tế phế vật Đường gia thật sự có tài năng hơn người, mặc dù Bạch Du Tĩnh trước giờ rất ít khi dùng thành kiến để nhận xét người khác, nhưng cô lần này thật sự rất coi thường Dương Tiêu. Điều quan trọng nhất chính là việc Dương Tiêu trở thành con rể Đường gia, cưới Đường Mộc Tuyết Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân quả thật quá chấn động, khiến người khác không muốn quan tâm cũng không được. Hơn nữa, tên Dương Tiêu này một lần vô dụng đến 5 năm, bình thường ngoại trừ việc giặt giũ nấu nướng, đều không làm bất cứ điều gì, toàn dựa vào Đường Mộc nuôi hắn,
cho nên cũng có thể nói đại danh của Dương Tiêu trong mắt những danh môn thế gia tại thành phố Trung Nguyên hôi thối không ngửi được, nhắc đến Dương Tiêu giống như nhắc đến một chuyện cười. Cộng thêm việc Bạch Du Tĩnh có địch ý với Đường Mộc Tuyết, điều này cũng dẫn đến việc Bạch Du Tĩnh đặc biệt có thành kiến với Dương Tiêu. Giả thần giả quỷ, Bạch Du Tĩnh cười lạnh một tiếng, cả khuôn mặt lạnh lẽo nhìn về hướng bóng lưng của Dương Tiêu. Cô trước đây đã từng nghiên cứu qua cách đánh Lạc Tử Thiên Nguyên, cuối cùng phát hiện ra Lạc Tử Thiên Nguyên đòi hỏi sử dụng rất nhiều chất xám. Đôi khi đối thủ vừa xuất chiêu, bạn cần nghĩ đến hàng chục, thậm chí hàng trăm nước đi tiếp theo. Nếu không, Lạc Tử Thiên Nguyên là chính là tự tìm đường chết. Không thể không nói, cũng vì cờ vây chú trọng vào bó cục, quy tắc chung là chiếm các góc trước, sau đó loại bỏ các cạnh, sau đó phát triển theo hướng trung tâm. Cũng vì giá trị của nước cờ tại vị trí Thiên Nguyên không quá lớn, nếu như bước đầu tiên liền đặt quân cờ tại Thiên Nguyên, chính là nó rõ ràng thực lực kỳ nghệ của bản thân vô cùng cao minh, có ý khinh thường đối thủ, chính là bắt kính đối với đối thủ. Nhưng tất nhiên cũng không phải không thể. Đại sư cờ vây cấp thế giới Ngô Thanh Nguyên, đã từng bố trí một thế cờ mới, nước cờ xuống tại vị trí Tam Tam, tinh vị cùng Thiên Nguyên. Anh ấy là kỳ thủ thứ ba sử dụng nước cờ Lạc Tử Thiên Nguyên, cũng vì vậy đã gây chấn động giới cờ vây ở Nhật Bản vào thời điểm đó. Tất nhiên đại sư Ngô Thanh Nguyên đã trở thành đại sư cờ vây cấp thế giới, thực lực tất nhiên không cần phải nói nhiều. Bạch Du Tĩnh cũng hiểu rõ, cho dù ông nội Bạch Nguyên Kiệt của cô cũng không dám tùy tiện sử dụng cách đánh Lạc Tử Thiên Nguyên này. Dương Tiêu cùng Bạch Nguyên Kiệt thay phiên hạ cờ, khiến người khác nhìn đến hoa cả mắt. Tốc độ hạ cờ của hai người mỗi lần đều không vượt quá 5 giây, chỉ vài phút trôi qua, cả bàn cờ toàn bộ đều là quân trắng cùng quân đen, cả hai người cũng chưa từng ăn được bất kỳ quân cờ nào của đối phương. Nếu như không phải biết rằng hai người bọn họ thật sự là cao thủ, e rằng sẽ có người cho rằng hai người này chỉ đang gây rối. Dù sao, cờ vây cũng là một hạng mục đòi hỏi kỹ thuật cao thâm. Đánh đến giữa cuộc chơi trước khi đánh xuống mỗi một quân cờ đều phải suy nghĩ hơn nửa phút cũng là chuyện vô cùng bình thường, ngược lại trong vòng 5 giây hạ một quân cờ cũng thật là chuyện kinh hãi thế tục. Cung Linh Nhi nói, ông nội, cục diện như thế nào rồi? Hai lão già bình thường cũng hay thách đấu cờ với nhau, Cung Linh Nhi từ nhỏ cũng đã chịu ảnh hưởng từ văn hóa cờ vây. Mặc dù kỳ nghệ của cô không cao, nhưng kỳ nghệ của Cung Linh Nhi cũng xem như cao thủ hạng hại. Giây phút này, Cung Linh Nhi nhìn bàn cờ trước mắt lòng rối như tơ vò, cô hoàn toàn không hiểu được cách đánh của hai người. Cung lão gia, như thế nào rồi? Bạch Du Tĩnh trầm giọng hỏi. Kỳ nghệ của Bạch Du Tĩnh có thể được xem như cao thủ hạng hai, hoàn toàn có thể sánh ngang với đệ tử thân truyền của Cát Hưu. Nhìn một bàn cờ trắng đen trước mặt, đầu óc cô triệt để rối loạn. Cô có thể nhận ra được, hai người này có rất nhiều cơ hội có thể ăn quân cờ của đối phương, nhưng lần nào cũng bỏ mất cơ hội tốt nhân. Thần sắc Cung Thiên Tề vô cùng nghiêm túc, trên trán lắm tấm mồ hôi lạnh, không dễ nhận xét, không dễ nhận xét, mặc dù vẫn chưa tiến vào giai đoạn gây cắn nhất, nhưng trên bàn cờ hiện tại đều tràn ngập sát khí, nơi nào cũng là cạm bẫy, chỉ cần đi sai một bước, toàn bàn cờ đều thua. Cái gì? Chỉ cần đi sai một bước liền thua toàn bàn cờ. Cuộc so tài giữa hai người đáng sợ đến vậy sao? Lợi hại, có thể đấu với Bạch Lão đến bước này. E rằng khắp thành phố Trung Nguyên cũng không được mấy người đâu. Ông nội, nếu đổi thành ông, chắc chắn không được. Cung Linh Nhi không chút khách khí bình phẩm. Khuôn mặt Cung Thiên Tề khó tránh trở nên ửng đỏ, ông ho khẽ một tiếng, Linh Nhi, cháu chỉ biết nói đúng sự thật, cũng không xem lại Bạch gia gia của cháu có thân phận gì, ông làm sao có thể so với lão quái vật đó được chứ? Kỳ nghệ của Cung Thiên Tề vượt xa so với Bạch Du Tĩnh, nhưng nếu như thật sự so tài với Bạch Nguyên Kiệt, vậy thì việc thua của cũng là chuyện đương nhiên. Ông cùng Bạch Nguyên Kiệt quen biết hơn chục năm nay, nhưng chưa từng một lần thật sự thắng được Bạch Nguyên Kiệt trên ván cờ, cho dù là đấu hòa cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đột nhiên, Bạch Nguyên Kiệt đặt xuống một quân cờ trắng, bàn tay đang cầm quân cờ đen đột nhiên dừng lại. Nhìn thấy Dương Tiêu vẫn chưa hạ quân cờ đen xuống, Bạch Du Tĩnh nắm bắt cơ hội cười lạnh, thế nào? Không giả vờ được nữa rồi đúng không? Còn Lạc Tử Thiên Nguyên? Cũng chỉ là cố ý giả vờ giả vịt mà thôi. Có thể đại diện ông nội tôi xuất trận cũng chỉ có tôi mà thôi, anh căn bản không có tư cách. Giống như việc Dương Tiêu trần trừ, chính là đại diện cho việc toàn bàn cờ đều thua cuộc, cũng như đánh mất cơ hội rằng co với Bạch Nguyên Kiệt. Anh bạn Dương Tiêu thua rồi sao? Cung Thiên Tê nhìn hai người đang ngồi hai bên góc bàn cờ, trầm giọng nói. Dưới ánh nhìn quan sát của ba người bọn họ, Dương Tiêu từ từ thu lại quân cờ đen.
khuôn mặt hoàn hảo không chút khuyết điểm nào của Bạch Du Tĩnh lạnh lùng cùng khinh thường nói, tôi vừa rồi đã nói gì chứ, anh ta xuất trận nhất định không ổn. Tích tách. Trong khoảnh khắc đó, trên từng giọt mồ hôi trên đỉnh đầu Bạch Nguyên Kiệt không ngừng rơi xuống bàn cờ. Hít sâu một hơi, Bạch Nguyên Kiệt nhìn sang Dương Tiêu trịnh trọng nói, anh bạn Dương Tiêu này, một thân kỳ nghệ này cậu đã học từ ai? Nếu như cháu nói rằng tự học thành tài, Bạch lão có tin không? Dương Tiêu ung dung mỉm cười nói. Bạch Nguyên Kiệt nhìn Dương Tiêu đánh giá lên xuống vài lần, sau đó thở dài một tiếng nói, buổi quyết đấu với Cát Hưu được quyết định vào cuối tháng này, cậu vẫn còn nửa tiếng thời gian, vinh nhục cả đời này của lão phu đều kỳ vọng trên người cậu. Vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực, Dương Tiêu thần sắc nghiêm túc nói. Bạch Du Tĩnh không rõ tình huống, nhìn sang Bạch Nguyên Kiệt nói, ông nội, tên tiểu tử này không phải đã thua rồi sao? Ông như thế nào còn phái tên tiểu tử này xuất chiến? Bạch Nguyên Kiệt lắc đây, khuôn mặt già nua hiện lên nét cười chua xót. Bạch Du Tĩnh càng thêm mơ hồ, cô căn bản không hiểu được Bạch Nguyên Kiệt có ý gì. Ông nội, Bạch Gia Gia bị làm sao vậy? Cung Linh Nhi cũng khó hiểu mà thắc mắc. Cung Thiên Tề tập trung quan sát bàn cờ, trong mắt lập tức thu hẹp, trên khuôn mặt già nua của ông hiện lên nét kinh ngạc. Sau đó, Cung Thiên Tề ngạc nhiên thốt lên, đúng thật là sóng sau xô sóng trước, chỉ một cú đánh cũng đủ đánh chết đám lão già chúng ta, Bạch Gia Gia của cháu đã bị đồ sát rồi. Bị đồ sát sao? Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Giây phút này, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Du Tĩnh cùng Cung Linh Nhi lập tức mở lớn, khó lòng tin tưởng được. Bị đồ sát này chính là từ ngữ chuyên dùng trong giới cờ vây, có nghĩa là quân cờ của một bên đã bị đối phương nuốt trọn. Từ trước đến nay, bị đồ sát trên cơ bản chính là biểu tượng cho việc thua cuộc trong bàn cờ này. Bạch Du Tĩnh nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp dần dần trở nên trắng bệch, cô nhìn sang Bạch Nguyên Kiệt nói, ông nội, những gì Cung Gia Gia nói là sự thật hay sao? Dưới sự chờ mong của Bạch Du Tĩnh, Bạch Nguyên Kiệt lau mồ hôi trên trán, sắc mặt trầm trọng nói, đợi sau khi hạ thêm 32 nước cờ nữa, ông nhất định sẽ bị Dương Tiêu đổ sát, đánh bại. Cái gì? Sau khi hạ thêm 32 nước cờ? Không thể không nói, mỗi một cao thủ cờ vây đều có thể tự mình suy đoán ra những biến hóa ẩn phía sau của từng ván cờ. Người chơi càng thành thạo thì càng có thể nhìn thấy những thay đổi sau hàng chục nước cờ, sau khi đạt đến cấp độ như Bạch Nguyên Kiệt, có thể nhìn thấy những thay đổi sau 20 hoặc 30 nước cờ chỉ trong chớp mắt. Ánh mắt Bạch Du Tĩnh khi nhìn Dương Tiêu triệt để hóa thành sự kinh ngạc nồng đậm, cô không dám tin Dương Tiêu vậy mà lại có thể thắng được ông nội của mình. Đây không phải chính là người bị mắng nhiếc như phế vật ở đường ra hay sao? Bố cục ván cờ sau 32 nước cờ, vậy mà lại bị tên tiểu tử này dễ dàng khống chế trong tay, tên này là yêu nghiệt phương nào? Cho dù là cô lắm cũng chỉ có thể suy đoán được biến hóa bố cục trong vòng 20 nước cờ mà thôi, chẳng lẽ tài nghệ của Dương Tiêu sớm đã vứt xa cô? Bạch lão đã nhường rồi, Dương Tiêu cười nhạt nói. Phải biết rằng, so tài với Bạch Nguyên Kiệt, nhìn Dương Tiêu giống như không chút cảm xúc nào, nhưng trên thực tế phía sau lưng của anh sớm đã đẫm mồ hôi. Mạnh, Bạch Nguyên Kiệt quá mạnh. Nhìn tốc độ hai người chơi cờ của hai người rất nhanh, nhưng mỗi một nước cờ đều thông qua suy tính kỹ càng, chỉ cần đi sai một bước liền bước sai. Bạch Nguyên Kiệt không hổ danh là kỳ thánh, tài năng kỳ nghệ quả thật danh bắt hư truyền. Dương Tiêu cũng hiểu rõ rằng lần này mình có thể thắng được ván cờ này, toàn bộ đều dựa vào may mắn. Điểm đầu tiên, chính là hai năm nay hắn vẫn luôn quan sát Bạch Nguyên Kiệt cùng Cung Thiên Tề chơi cờ ngoài công viên, đối với đường đi nước bước trong cách đánh cờ của Bạch Nguyên Kiệt vô cùng hiểu rõ. Thứ hai, phương pháp đánh của Dương Tiêu chính là Lạc Tử Thiên Nguyên, loại phương pháp này vô cùng khó khăn, Bạch Nguyên Kiệt từ trước đến nay chưa từng gặp qua cao thủ sử dụng cách đánh này, căn bản không hiểu rõ chiến thuật của hắn. Nếu như Bạch Nguyên Kiệt hiểu rõ cách đánh cờ vây của mình, vậy thì ván cờ này e rằng khó phân thắng bại. Nói thật lòng, cách đánh cờ vây của Dương Tiêu toàn bộ đều dựa vào việc hắn tự mình nghiên cứu cách đánh của người xưa, cộng thêm việc sáng tạo theo cách đánh mới của mình, kết hợp lại tạo thành cách đánh cờ vây phi phàm của Dương Tiêu. Cờ vây, nhìn có vẻ giống như một bàn cờ, nhưng trên thực tế lại giống như đang đánh trận. Bộ cục bàn cờ tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa trong đó bao nhiêu biến số, thiên biến vạn hóa. Thế mạnh của Dương Tiêu chính là xuất ra những chiêu thức kỳ ảo, ra tay áp chế người khác. Cao thủ sử dụng cách chơi Lạc Tử Thiên Nguyên, đưa mắt nhìn khắp cả nước có lẽ chỉ có vài người, cho nên Dương Tiêu mới có thể áp chế được Bạch Nguyên Kiệt. Bạch Nguyên Kiệt kinh ngạc nhìn Dương Tiêu cảm thán nói, lão phu trước đây quả thật đã xem thường cậu,
không nghĩ đến tài nghệ cờ vây của anh bạn Dương Tiêu lại có thể thâm sâu đến như vậy, cậu làm sao nghĩ đến cách đánh lạc Tử Thiên Nguyên này? Dương Tiêu cười nhạt nói, Bạch lão quá khen rồi, Minh giả, Ngụy đạo giả, chơi cờ cũng giống như dàn trận, lạc Tử Thiên Nguyên nhìn như làm việc vô bổ, nhưng lại dễ bao vậy, nhưng nếu đổi sang một góc độ khác, lạc Tử Thiên Nguyên lại có thể quan sát toàn bố cục, kẻ mưu tính, bày mưu lập kế, chiến thắng nằm ngoài ngàn dặm. Chỉ cần tập kích bất ngờ, luôn có thể giành được phần thắng to lớn. Nghe xong, Bạch Nguyên Kiệt thì thầm nói, Minh giả, Ngụy đạo giả. Hay cho một câu kẻ mưu tính, bày mưu lập kế, chiến thắng nằm ngoài ngàn dặm. Tiểu tử này còn trẻ tuổi như vậy nhưng trí tuệ lại không thấp, ta hiện tại chính là đang hoài nghi cậu ở rễ đường ra có mục đích khác. Chơi cờ như dùng binh, cần phải có trí tuệ lớn, đi một bước phải tính đến những biến hóa khôn lường của những bước sau. Bạch Xu tính tại sao có thể phát triển sự nghiệp của mình, cũng chính là có thể quan sát đại cùng, phân tích từng tầng, sau đó đưa ra kết luận, luôn có những đối sách đối phó với những nguy hiểm. Bạch lão ông xem như đã nói ra được tâm sự của tôi rồi. Cung Thiên Tề nghiêm chỉnh gật đầu nói. Chỉ dựa vào trí thông minh của Dương Tiêu, dù đi đến nơi nào đều cũng có thể thành đại sự, nhưng vậy mà lại cứ phải ở rễ tại đường ra, trở thành một người con rễ của một gia tộc hạng hai, chuyện này thật khiến người ta nhìn không thấu. Dương Tiêu cười khổ một tiếng, 5 năm trước Dương Tiêu quả thật thân bát do kỹ mới phải ở rễ tại đường ra. Còn về cờ vây, hắn trước khi xuất ngũ đã không ngừng nghiên cứu các loại chiến thuật đánh cờ, Dương Tiêu thích tập kích bất ngờ, cho nên đây cũng là nguyên nhân Dương Tiêu sáng tạo ra cách đánh hoàn toàn mới của Lạc Tử Thiên Nguyên. Cung Linh Nhi nhìn Dương Tiêu, giống như muốn nhìn thấu bí mật ẩn giấu sâu trong tim Dương Tiêu vậy. Sở trường thổi tiêu, không những vậy còn biết cải tạo xe hơi, là một tuyển thủ đua xe tài năng. Hơn nữa còn biết cả kỹ thuật vòng xoay tử thần trượt bánh xe FR, những điều này người bình thường đều không thể làm được. Đồng thời bị Bạch Nguyên Kiệt, Cung Thiên Tề cùng Cung Linh Nhi âm thầm quan sát, Dương Tiêu cười khổ một tiếng nói, người trong giang hồ thân bát do kỹ. Cung Thiên Tề cùng Bạch Nguyên Kiệt đều là kẻ lão làng, Dương Tiêu nếu muốn tiếp tục che giấu, nhất định là chuyện không thể nào. Chỉ dựa vào thủ đoạn của hai người này, chỉ cần muốn biết, e rằng sớm hay muộn đều có thể tra được thân phận của hắn. Dương Tiêu chủ động nói ra, cũng chỉ có thể nói rằng bản thân hắn có nỗi khổ riêng, không hy vọng thân phận của mình bị bại lộ. Quả nhiên, Cung Thiên Tề cùng Bạch Nguyên Kiệt liếc mắt nhìn nhau, đều nhận thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Bạch Nguyên Kiệt tán thưởng nói, thời đại hiện tại chính là thời đại của lớp thanh niên các người, đám người già cả chúng ta cũng không còn là những thanh niên tráng kiện nữa. Nếu như không phải cậu đã kết hôn, lão phu thật sự muốn hứa gả Du Tĩnh cho cậu. Cũng vừa hay cho tên tiểu tử cậu kế thừa y bát của lão phu. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Du Tĩnh nhát thời nổi lên một dáng mây đỏ. Ông nội, ông đang nói bậy bạ chuyện gì vậy? Cháu mới không vừa mắt tên đàn ông này, đối tượng lý tưởng trong lòng cháu nhất định không phải là loại đàn ông vô dụng thậm thà thậm thụt như vậy. Ý trung nhân trong lòng cháu chính là một người đàn ông chân chính đầu đội trời chân đạp đất. Chính là vị anh hùng vô danh đã cứu người trong biển lửa tại khu chung cư cũ kỹ thời gian trước đây, chỉ đáng tiếc, vị anh hùng vô danh đó chưa từng bộc lộ danh tiếng, chỉ có người đàn ông nhiệt huyết như vậy mới có thể trở thành ý trung nhân của cháu. Bạch Du Tĩnh khát khao nói, vị anh hùng vô danh cứu người trong biển lửa. Nhìn khuôn mặt tràn ngập hỉ vọng của Bạch Du Tĩnh, toàn thân Dương Tiêu đều chết lặng. Vị anh hùng vô danh cứu người trong biển lửa tại khu chung cư cũ kỹ không phải là bản thân hắn sao? Không lẽ ý trung nhân trong lời nói của Bạch Du Tĩnh chính là bản thân hắn, khóe môi Dương Tiêu không nhịn được co giật. Tiểu tử này, trò vui này cũng quá lớn rồi đi. Nếu như Dương Tiêu nhớ không lầm thì, hình như sự có lớn nhất ở khu dân cư cũ này là dò dỉ và nổ khí ga trong các tòa dân cư của họ. Lúc đó, tôi cứu Đường Mộc Tuyết trước, sau đó thì cứu đứa bé ở đối diện. Thấy Dương Tiêu thất thần, Bạch Du Tĩnh lạnh lùng nói, anh ngây ra cái gì? Ý trung nhân của tôi cũng không phải là anh, theo như nhiều lần nghe ngóng của tôi, người anh hùng vô danh đó hình như họ Dương, cũng cùng họ với anh, nhưng anh so với ý trung nhân của tôi thì đúng là một trời một vực. Điều mà Bạch Du Tĩnh coi thường nhất chính là đàn ông ăn bám, đối với cô mà nói là một người đàn ông thì phải đầu đội trời chân đạp đất, gánh vác một mảng trời của gia đình, nếu có năng lực thì có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong xã hội hơn. Ngoài vai trò là chủ tịch của tập đoàn Châu Báu Bạch Thị, thì Bạch Du Tĩnh còn là đại sứ từ thiện khu vực thành phố Trung Nguyên. Trong vài năm qua, Bạch Du Tĩnh đã quyên góp tới 1 tỷ nhân dân tệ, phá vỡ kỷ lục cao nhất trong khu vực thành phố Trung Nguyên này.
Điều quan trọng nhất chính là Bạch Du Tĩnh làm việc thiện không cần báo đáp, cũng chưa từng chụp ảnh chung với ai về khoản quyên góp này, từ trước tới nay chưa từng dùng những thứ này làm chuyện khoe khoang. Vụ dò dỉ và nổ khí ga ở khu dân cư cũ kỹ này đã trở thành tâm điểm của khu vực thành phố Trung Nguyên trong thời gian gần đây, đặc biệt hành động của người anh hùng đó đã khiến nhiều người cảm động. Chỉ tiếc là, nhiều phương tiện truyền thông muốn phỏng vấn, nhưng toàn bộ đều bị từ chối. Đây là ý của Dương Tiêu, đội cứu hỏa đích thân ra mặt từ chối mọi cuộc phỏng vấn, bản thân Dương Tiêu càng không muốn xuất hiện trước mặt công chúng. Trong mắt Bạch Du Tĩnh, chỉ có người nam nhân nhiệt huyết như vậy mới có thể có được sự coi trọng từ cô, người nam nhân nhiệt huyết như vậy mới có thể là ý trung nhân của cô. Ở vị trí của Bạch Du Tĩnh, là người muốn có tiền và tiền, muốn quan hệ có quan hệ, vốn dĩ cuộc sống không thiếu bất cứ thứ gì, nên cô cũng chỉ hy vọng một nửa kia của mình là một người đàn ông thực sự, đầu đội trời chân đạp đạt. Hây hây, bị Bạch Du Tĩnh nhìn chằm chằm, Dương Tiêu cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Thậm chí, Dương Tiêu còn không dám nhìn Bạch Du Tĩnh, trong lòng hắn có chút áy náy. Thành thật mà nói, nếu Bạch Du Tĩnh biết rằng hắn chính là anh hùng vô danh đó, không biết cảnh tượng lúc đó sẽ xấu hổ đến mức nào. Đặc biệt, Bạch Du Tĩnh liên tục nói rằng người anh hùng vô danh được cứu người trong biển lửa chính là ý trung nhân của cô, điều này khiến Dương Tiêu càng thêm bất an. Anh ấy sợ rằng nếu Bạch Du Tĩnh biết được, sẽ nói với anh câu nói hãy đến chỉnh phục tôi đi, thì chắc chắn sẽ có trò vui diễn ra. Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, Bạch Du Tĩnh khinh thường nói, đồ đàn ông vô dụng. Mặc dù Dương Tiêu đã đánh bại ông nội của cô là Bạch Nguyên Kiệt, nhưng Bạch Du Tĩnh từ tận đáy lòng vẫn luôn coi thường Dương Tiêu. Cho dù Dương Tiêu có tốt đến đâu, chỉ cần là ăn bám, cô đều coi thường. Bạch Nguyên Kiệt sắc mặt khó coi nói, Du Tĩnh, sao cháu lại có thể ăn nói với anh bạn Dương Tiêu như vậy được? Ông nội từ nhỏ đã dạy con như thế nào? Ông nội, con chỉ nói sự thật mà thôi. Đại lão ra cả ngày nhàn rỗi, không biết làm ăn thì có ích lợi gì hay muốn con coi trọng hắn thì bảo hắn lấy thành tích gì đáng xem để con nhìn xem. Bạch Du Tĩnh lạnh lùng liếc nhìn Dương Tiêu. Dưới khí chất lạnh lùng của Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu thật sự cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cung Thiên Tề vòng vo nói, anh bạn Dương Tiêu này, cậu cũng đừng bận tâm, nhà đầu Du Tĩnh này tính tình hay nói thẳng, cậu cũng đừng để trong lòng. Dương Tiêu cười nhạt nói, có thể thấy, Cung Tiền Bối và Lão Bạch đều là người tốt, Bạch Tiểu Thư nhất định cũng là người tốt. Không sao, cháu sớm đã quen với chuyện này. Rồi, Bạch Lão, cháu sẽ ghi lại thời gian, nếu có chuyện đột xuất. Ông có thể liên hệ với cháu bất cứ lúc nào, ở nhà vẫn còn việc, cháu về trước đây. Được rồi, anh bạn Dương Tiêu, hai ngày này chuẩn bị cho tốt, lão đầu cắt hưu kia không dễ đối phó đâu. Bạch Nguyên Tè nhắc nhở. Đã rõ, Dương Tiêu đáp lời, sau đó lập tức rời khỏi nhà họ Cung. Hắn thực sự không muốn ở lại đây nữa, bị người khác xăm soi, đặc biệt là bị xăm soi bởi một vị chủ tịch lạnh lùng cao ngạo kia, loại mùi vị này thật sự khó chịu. Bạch Du Tĩnh này coi thường bản thân không nói, ý trung nhân của cô ấy hình như là bản thân hắn, điều này làm cho Dương Tiêu có chút sở khóc sở cười. Dương Tiêu sợ rằng nếu mình tiếp tục ở lại, sẽ sớm bại lộ chuyện người anh hùng vô danh cứu người khỏi đám cháy kia chính là bản thân hắn. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu bối rối chạy trốn khỏi căn biệt thự, Bạch Du Tĩnh khinh thường nói, đồ đàn ông vô dụng, chột dạ rồi sao? Loại người này không có chút trách nhiệm gì, chỉ biết ăn bám. Cũng không biết ý trung nhân của tôi rốt cuộc đang ở đâu, nghe nói người ấy đã từng là quân nhân, không biết anh ấy đang ở đâu. Đang nói, thì trên mặt Bạch Du Tĩnh tràn đầy khao khát, làm lộ ra tâm trạng của một đứa con gái nhỏ, rõ ràng là có chút ngượng ngùng. Bạch tỷ, thật ra em cảm thấy Dương Tiêu không phải là thứ đồ vô dụng như chị nói đâu. Ít nhất theo em thấy, Dương Tiêu tên tiểu tử này không có chí lớn, cũng có phần hơi khiêm tốn. Nếu Dương Tiêu thật sự là người có chí lớn, e rằng sẽ là người rất lợi hại, Cung Linh Nhi đắn đo một lát liền lên tiếng. Bạch Du Tĩnh nhìn Cung Linh Nhi nói, anh ta có gì lợi hại sao? Anh ta không phải vừa đánh cờ vừa ăn bám sao? Bạch tỷ, chị nên biết rằng khi ông nội em tính mạng lâm nguy, chính là do Dương Tiêu một tay xoay ngược tình huống. Cung Linh Nhi hỏi. Bạch Du Tĩnh gật đầu, chuyện này cô cũng đã có nghe qua. Tuy nhiên, Bạch Du Tĩnh cũng không đem công lao cứu người này tính lên trên người Dương Tiêu. Dù sao thì thần y Liễu Giang Hà cũng có mặt tại hiện trường lúc đó, cho nên phần lớn công lao cứu người chắc chắn phải thuộc về Liễu Giang Hà. Cung Linh Nhi tiếp tục nói, chị có nghe nói qua chuyện về tiểu vương tử Thỏi Tiêu nổi tiếng trên mạng vào khoảng thời gian trước đây không? Ồ, chẳng lẽ là hắn ta?
Bạch Du Tĩnh lúc này mới kinh ngạc thốt lên. Không thể nói rằng, đoạn băng ghi hình đó thổi tiêu của Dương Tiêu đã quá nổi tiếng vào thời điểm đó, khiến cho toàn bộ nhân viên cửa hàng đá quý đều khen ngợi cũng như liên tục nhắc đến nó. Chuyện này khiến cho Bạch Du Tĩnh vô cùng tò mò liền tìm kiếm và xem thử đoạn ghi hình đó. Mặc dù Bạch Du Tĩnh đã từng gặp nhiều bậc thầy trong ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng cô ấy phải nói rằng âm thanh thổi tiêu của người đàn ông trong đoạn băng kia thực sự rất vui tai, giống như âm thanh của tự nhiên. Bậc thầy thổi tiêu như vậy, đưa mắt nhìn khắp cả nước cũng xem như số một số hai, chuyện này chắc chắn không có gì để nghi ngờ nữa. Cung Linh Nhi nói, đúng vậy, Bạch Tỷ à, thật sự là anh ta. Mấy ngày nay em vẫn luôn tìm kiếm anh ta để thăm dò nông sâu trình độ âm nhạc, nhưng không ngờ anh ta vẫn luôn né tránh, không muốn so tài với em. Chỉ biết lòe thiên hạ, Bạch Du Tĩnh càng thêm khinh thường nói. Thành tích âm nhạc của Cung Linh Nhi, Bạch Du Tĩnh là người biết rõ nhất. Cô ấy có thiên phú vô song trong lĩnh vực âm nhạc, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhạc sĩ mới trong nước. Nếu Dương Tiêu thật sự là tiểu vương tử thỏi tiêu, vậy tại sao hắn lại không dám so tài cùng với Cung Linh Nhi? Bạch Du Tĩnh chính là nghi ngờ rằng Dương Tiêu đã lấy tên giả, video lúc đó là do Dương Tiêu có tình giật gân, lòe thiên hạ, tiếng tiêu là do người khác thôi ra, sự thật chính là Dương Tiêu không hề có chút tài năng âm nhạc nào cả. Phải biết rằng, đối với Dương Tiêu mà nói, hắn không muốn so tài với Cung Linh Nhi cũng chỉ vì không muốn đã kích đến cô. Ý nghĩa của cuộc thi là gì? Đánh bại đối thủ và khoe khoang về nó sao? Theo quan điểm của Dương Tiêu, nếu bạn thích một nghề nghiệp hay một sở thích nào đó và sau khi đã đạt được một số thành tựu, bạn nên coi đó là vinh quang, chứ không phải dùng nó để đem đi khoe khoang khắp nơi. Cung Linh Nhi rạng rỡ nói, đúng rồi, hai người bọn em trên đường trở về đây, đã chạm mặt với Lưu Chiếu Thắng. Tên quỷ đáng ghét ấy cứ nhất định phải so với chúng em. Dương Tiêu sau khi cải tạo lại chiếc xe, đã thành công đánh bại được Lưu Chiến Thắng. Sau đó tên Lưu Chiến Thắng này vẫn không nhận thua, hắn liền đưa ra yêu cầu chiến thần đua xe Lý Đông Bằng so tài với Dương Tiêu. Cuối cùng Dương Tiêu đã dùng kỹ thuật đua xe trượt bánh sau FR vòng xoay tử thần để chiến thắng Lý Đông Bằng. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Bạch Du Tĩnh lần này kinh ngạc rồi. Ai cũng biết rằng, Bạch Du Tĩnh cũng là một người rất thích đua xe, cũng chính vì vậy mà cô ấy có mối quan hệ rất tốt với Cung Linh Nhi. Do áp lực công việc cao, Bạch Du Tĩnh thường xuyên đua xe để giải tỏa áp lực. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thành phố vùng Trung Nguyên, kỹ thuật đua xe của Bạch Du Tĩnh tuyệt đối có thể ngồi vững trong top 10. Tất nhiên, Bạch Du Tĩnh là đua xe chính quy, hợp pháp, chứ không tham gia những là một cuộc đua bất hợp pháp. Lý Đông Bằng là chiến thần đua xe của tỉnh Hà Nam. Top 3 tay đua hàng đầu trong nước, cũng như đã giành được rất nhiều danh hiệu quốc tế. Bạch Du Tĩnh từng có vinh dự một lần được thi đấu với Lý Đông Bằng, nhưng cuối cùng đã bị Lý Đông Bằng đánh bại. Dương Tiêu vậy mà lại chiến thắng được Lý Đông Bằng, chuyện này là thật hay giả? Cung Linh Nhi kêu lên, đúng vậy đó. Bạch Tỷ à, lúc đó em kinh ngạc đến mức không nói được lời nào. Tình huống lúc đó cụ thể như thế nào? Có thể nói cho chị biết mọi chuyện không? Bạch Du Tĩnh cau mày hỏi. Cung Linh Nhi cũng không hề có ý giấu giếm mà kể lại toàn bộ câu chuyện. Cái gì, tên Dương Tiêu kia lái chiếc Volkswagen Beetle, nhưng khi thi đấu lại nhường cho Lý Đông Bằng xuất phát trước. Tốc độ đạt tới 540 km/h. Em có chắc là không nói đùa với chị không? Bạch Du Tĩnh khó mà tin được. Cung Linh Nhi gật đầu nói, thật đó Bạch Tỷ, người nào nói dối, người đó là chó con. Nhìn thấy bộ dạng rất nghiêm túc của Cung Linh Nhi, Bạch Du Tĩnh gần như chết lặng. Nếu Dương Tiêu lái chiếc xe thể thao quốc tế, sau đó đánh bại Lý Đông Bằng, thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng, Dương Tiêu lái chiếc xe Volkswagen Beetle trị giá 200.000 nhân dân tệ, vậy mà chỉ mất 5 phút liền có đủ thời gian cải tạo lại chiếc xe đó, dù cho là bậc thầy cải tạo mạnh nhất thế giới, cũng chỉ có thể lợi hại đến như vậy mà thôi. Linh Nhi, em có thể cho chị mượn chiếc xe Volkswagen Beetle này vài ngày để chị nghiên cứu được không? Bạch Du Tĩnh nghiêm túc nói. Cung Linh Nhi gật đầu, không vấn đề. Nhanh chóng, Bạch Du Tĩnh đã sai người mang chiếc xe Volkswagen Beetle gửi đến nơi ở của Mã Lương, bậc thầy cải tạo đệ nhất ở thành phố Trung Nguyên. Mã sư phụ, phiền ngài kiểm tra giúp tôi hiệu suất của chiếc xe này. Bạch Du Tĩnh kính cẩn nói. Mã Lương, bậc thầy cải tạo mạnh nhất ở thành phố Trung Nguyên. Không hề có người nào lợi hại hơn. Hầu như tất cả những chiếc xe đua của nhiều tay đua thích đua xe đều do chính tay Mã Lương cải tạo lại, bao gồm cả những chiếc xe của Bạch Du Tĩnh và Cung Linh Nhi.
Mã Lương ngạc nhiên nhìn chiếc xe Volkswagen Beetle kia, này. Đây không phải là chiếc xe mới nhất của dòng xe Volkswagen Beetle hay sao? Loại xe này hiệu suất trung bình cũng như không có chút giá trị cải tạo nào. Bạch tiểu thư, cô có chắc chắn muốn tôi kiểm tra không? Mã Lương là một ông già kỳ quái, tính tình cục cần, dù Bạch Du Tĩnh là chủ tịch của tập đoàn đá quý Bạch Thị, nhưng Mã Lương cũng không nẻ mặt. Điều Mã Lương yêu thích nhất trong cuộc sống của mình chính là cải tạo lại xe hơi, đặc biệt là những chiếc xe hạng sang và xe thể thao quốc tế. Mặc dù chỉ ở trong nước, nhưng kỹ thuật của Mã Lương rất nổi tiếng trong giới cải tạo xe, nhiều công tử ăn chơi trác táng từ đế đô đều đến gặp Mã Lương để học hỏi cách cải tạo lại những chiếc xe hơi sang trọng này. Như chiếc xe Volkswagen Beetle này, Mã Lương thường không nhìn đến. Cũng vì nể tình cô, Mã Lương mới liếc mắt nhìn vài lần chiếc xe Volkswagen Beetle này. Trong mắt ông, loại xe này chẳng có chút giá trị gì cả. Bạch Du Tĩnh nghiêm nghị nói, làm phiền Mã sư phụ đã kiểm tra thử giúp tôi, nghe nói tốc độ tối đa của chiếc xe Volkswagen Beetle này có thể đạt đến 525 km/h, tôi cũng muốn kiểm chứng, nếu là hàng giả, tôi sẵn sàng trả cho Mã sư phụ 1 triệu nhân dân tệ, xem như phí kiểm tra. Bạch Du Tĩnh quyết tâm xem liệu Dương Tiêu có thực sự có tài năng hay không. Trong mắt cô, Cung Linh Nhi đa phần là bị người khác che mắt lừa gạt rồi, còn Dương Tiêu cũng chỉ là một tên đàn ông dối trá. Cái gì, 525 km/h? Nghe tới đây, sắc mặt Mã Lương, Mã sư phụ như thể đông cứng lại. Ông ta đeo kính, găng tay và sau đó mở mui xe trước của chiếc xe Volkswagen Beetle, ngay lúc Mã Lương mở ra, cơ thể Mã Lương như đột nhiên cứng lại. Đây là, trời ạ, cái này làm sao có thể? Tận mắt chứng kiến những biến ảo kỳ lạ trước mặt, Mã Lương liền phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Nghe thấy tiếng kêu kỳ quái của Mã Lương, khuôn mặt thanh tú của Bạch Du Tĩnh lộ ra vẻ khinh thường. Dương Tiêu ơi, Dương Tiêu à, anh đúng thật là đồ rác rưởi, thật sự vô dụng, lại có thể vì thể diện còn bảo Linh Nhi nói dối. Giả dối, thật quá đạo đức giả. Theo Bạch Du Tĩnh thấy, lý do khiến Mã Lương hét một cách lạ lùng như vậy, chắc chắn là hiệu suất của chiếc xe chỉ ở mức trung bình này. Chuyện này đã khiến cho Mã Lương vô cùng tức giận. Giờ phút này, trong lòng Bạch Du Tĩnh tràn đầy khinh thường đối với Dương Tiêu, ngay cả một cô gái nhỏ cũng lừa gạt, thật là quá đáng. Hẳn là Dương Tiêu biết mình có mặt trước khi anh ta đến, để giữ thể diện trước mặt mình nên bảo Cung Linh Nhi nói như vậy. Vốn dĩ, Bạch Du Tĩnh đã có rất nhiều thành kiến với Dương Tiêu, cộng thêm chuyện lần này, Bạch Du Tĩnh càng thêm khinh thường Dương Tiêu cực độ. Sự ưu tư trên gương mặt thanh tú của Bạch Du Tĩnh biến mất. Cô lập tức hỏi, Mã sư phụ, tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ông, một lát nữa tôi sẽ chuyển khoảng 1 triệu nhân dân tệ vào tài khoản của ông. Nhìn những đường nét cùng bộ phận đã được cải tạo trước mắt, Mã Lương dường như vô cùng xúc động như phát hiện ra tân thế giới. Ông ta hít một hơi thật sâu, kìm nén sự phần khích hỏi, Bạch tiểu thư này, cô lấy chiếc xe này ở đâu vậy? Còn nữa, ai đã cải tạo chiếc xe này? Có phải ông già Colin không? Cái gì, cải tạo, Colin? Nghe đến đây, gương mặt Bạch Du Tĩnh thoáng sững lại, cô thật sự không ngờ Mã Lương lại cao hứng như vậy, chẳng khác nào kẻ lang thang nhặt được báu vật, chẳng khác nào kẻ bị kẹt trong núi mấy chục năm nhìn thấy một người đàn bà gợi cảm. Sư phụ Colin, Mã sư phụ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạch Du Tĩnh bối rồi. Mã Lương ghì chặt hai tay Bạch Du Tĩnh vì sợ Bạch Du Tĩnh sẽ bỏ chạy, Bạch tiểu thư, cô lấy chiếc xe này từ tay lão già Colin à? Nhìn thấy dáng vẻ kích động của Mã sư phụ, gương mặt thanh tú của Bạch Du Tĩnh tê cứng cực độ. Colin, được toàn thế giới công nhận là bậc thầy đứng đầu về việc cải tạo. Làm thế nào Mã Lương có thể suy nghĩ việc cải tạo chiếc xe này đến Colin được chứ? Không lẽ chiếc xe Volkswagen Beetle này đã được cải tạo hoàn hảo và thành công? Không, không thể nào. Dương Tiêu không phải là chỉ là một tên vô dụng chỉ biết ăn bám hay sao? Làm thế nào anh ta lại biết cải tạo chiếc xe được chứ? Bạch Du Tĩnh đã tin rằng Cung Linh Nhi vừa rồi chỉ nói chuyện qua loa với mình, mục đích chính là để cô chú ý đến Dương Tiêu hơn mà thôi. Không ngờ, sau khi để cho Mã Lương Mã sư phụ kiểm tra, ai nghĩ rằng chỉ vừa nhìn thấy chiếc xe Volkswagen Beetle này Mã Lương đã kích động đến như vậy. Bạch Du Tĩnh vội vàng nói, Mã sư phụ, đừng kích động, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mã Lương nhận ra mình thật lỗ mãng. Vội buông Bạch Du Tĩnh ra, vội vàng giải thích, xin lỗi Bạch tiểu thư, vừa rồi lão già tôi quá kích động, để tôi nói cho Bạch tiểu thư biết kỹ thuật cải tạo của chiếc xe này căn bản không giống kỹ thuật cải tạo của những chiếc xe khác,
giống như kỹ thuật cải tạo đến từ tương lai, 50 năm, không, ít nhất là 100 năm sau. Chiếc xe Volkswagen Beetle này đã được cải tạo quá hoàn hảo rồi. Tôi thực sự không biết rằng còn có một kỹ thuật cải tạo tuyệt vời như vậy trên thế giới. Đây đơn giản chính kỹ thuật cải tạo tiêu biểu như sách giáo khoa vậy, thật đáng kinh ngạc, cuối cùng người này là ai? Tôi muốn bái ông ta làm thầy. Lời nói của Mã Lương không khác gì một tiếng sấm kinh thiên động địa giáng xuống đầu Bạch Du Tĩnh, khiến não cô rơi vào trạng thái trống rỗng tại chỗ. Không phải là kỹ thuật cải tạo của hiện đại, dẫn trước 100 năm so với kỹ thuật sửa đổi hiện tại. Kỹ thuật cải tạo tiêu biểu như sách giáo khoa. Trời ơi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không lẽ những gì Cung Linh Nhi nói đều là sự thật, Dương Tiêu không chỉ đánh bại Lưu Chiến Thắng, mà còn chiến thắng cả chiến thần đua xe Lý Đông Bằng. Mã sư phụ, ông không nói đùa với tôi có phải không? Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Du Tĩnh dần dần rơi vào trạng thái đờ dẫn, thất thần. Vừa rồi Mã Lương sau khi kiểm tra một phen, liền đưa ra lời nhận xét như vậy, thật sự là kinh hãi thế tục. Nếu không biết rằng Mã Lương là người đầu tiên trong ngành cải tạo ở thành phố Trung Nguyên, Bạch Du Tĩnh sẽ nghi ngờ rằng liệu ông ta có phải là người mà Dương Tiêu đã tìm về để nói đỡ cho hắn hay không. Khuôn mặt già nua của Mã Lương kích động đỏ bừng lên, chờ một chút, tôi cần phải xác định lại lần nữa. Mã Lương xoay người đi tới trước chiếc xe Volkswagen Beetle, hai tay run rẩy, kiểm tra cẩn thận một lượt, không sai, đây là trang bị cơ bản nhất của Volkswagen Beetle, không sai, mạch này không có vấn đề gì. Bạch tiểu thư, Volkswagen Beetle là một chiếc xe rất bình thường. Các linh kiện của nó cũng không thể nào bình thường hơn, nhưng sau khi cải tạo, làm sức bật thực sự của Volkswagen Beetle đều được thể hiện ra, cứ thế khiến cho Volkswagen Beetle từ một chiếc xe mục nát thành thứ thần kỳ, làm cho hiệu suất của nó không hề kém một siêu xe nào cả, cách cải tạo này quả thật là một kỳ tích. Nguyên lý tưởng chừng đơn giản, nhưng lại bao hàm ý tưởng cực kỳ táo bạo và nguy hiểm, nếu có bắt chắc ngoài dữ liệu, sợ rằng cả chiếc xe sẽ nổ tung, chỉ ít lão già như, tôi không nghĩ ra cách cải tạo kỳ lạ như vậy. Bạch tiểu thư, đây là do lão quái vật Colin đã cải tạo lại chiếc xe này sao? Nghe được những lời này của Mã Lương, không khác gì một đòn nặng giáng xuống trái tim của Bạch Du Tĩnh. Ngay thời khắc này, nội tâm Bạch Du Tĩnh cuộn trào sóng dữ, nếu không tận tai nghe được, thì cô cũng không cách nào tin vào những lời này. Cô biết tính khí thất thường của Mã Lương, rất ít khi nhận xét về một chiếc xe. Lúc này, Mã Lương háo hức kích động như thế. Hiển nhiên sự cải tạo của chiếc Volkswagen Beetle này làm ông ta cực kỳ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt thất thần của Bạch Du Tĩnh, Mã Lương vẫy vẫy tay trước mặt Bạch Du Tĩnh, Bạch tiểu thư, đây là do lão già Colin cải tạo lại hay sao? Bạch Du Tĩnh định thần lại, sư phụ Colin hay không? Chiếc xe này không phải do sư phụ Colin sửa lại. Không phải Colin sao? Thật kỳ lạ, không lẽ nào là James? Mã Lương ngạc nhiên nói. Sư phụ Colin là bậc thầy về sửa chữa được công nhận số một thế giới, nếu không phải là ông ấy, thì những người có thể làm đến mức này cũng chỉ có thể tính trên đầu ngón tay mà thôi. Bạch Du Tĩnh lại nói, cũng không phải là sư phụ James. Mã Lương rất ngạc nhiên, ông ta nói liên tiếp vài cái tên nhưng đều bị Bạch Du Tĩnh phủ nhận. Là một bậc thầy cải tạo hàng đầu trong nước, Mã Lương có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp với các lão làng nổi tiếng trong ngành cải tạo trang thiết bị ở nước ngoài. Nếu như những người ông biết đến đều không phải, vậy thì chuyện này thật khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc là ai? Bạch tiểu thư, xin hãy nói cho tôi biết. Mã Lương trịnh trọng nói. Do dự một lúc, Bạch Du Tĩnh mới nói ra cái tên Dương Tiêu. Nghe đến hai chữ Dương Tiêu, Mã Lương cau mày, nghĩ ngợi một hồi, vẫn không nghĩ ra Dương Tiêu là vị đại thần nào trong giới cải tạo. Lúc này, gương mặt Bạch Du Tĩnh cần bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu. Cô không ngờ rằng đôi mắt của mình lại có thể nhìn nhầm người khác như vậy. Thấy Mã Lương còn đang suy nghĩ, Bạch Du Tĩnh mở lời nói, Mã sư phụ, Dương Tiêu này chỉ là một người thanh niên mà thôi. Một người thanh niên, Mã Lương lại trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên, Mã Lương hét lên, thanh niên, có phải là khoảng 20 tuổi? Đúng vậy, hình như là vậy, Bạch Du Tĩnh nói với một giọng kinh ngạc. Trời à, rõ ràng là thật, chuyện năm đó có thể thật sự như vậy. Nếu thật sự là anh ta thì chiếc xe này cũng không khó để giải thích, Mã Lương sửng sốt nói. Bạch Du Tĩnh thấy khó hiểu hỏi, Mã sư phụ, ngài đang nói tới chuyện gì vậy? Mã Lương hít một hơi thật sâu, tâm trạng kích động dần dần trở lại ổn định. Bạch tiểu thư, cô thấy kỹ thuật đua xe trượt bánh sau FR vòng xoay tử thần năm đó chưa? Chiêu thức đó là do anh chàng tên Dương Tiêu này sáng tạo ra đấy.
Trong thế giới sửa chữa và cải tạo xe, người này không kém một câu chuyện thần thoại, anh ta được những lão già chúng tôi tôn vinh là người tạo ra thần thoại. Bởi vì, năm đó khi anh ta chạy trốn ở châu Âu, trong vòng 3 phút đã sửa một chiếc xe bánh mì đạt được đến tốc độ 585 km/h, do đó đã tạo nên một sự chấn động trong giới cải tạo. Mã Lương nói với ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Cái gì? Trong vòng 3 phút đã sửa một chiếc xe bánh mì đạt được đến tốc độ 585 km/h. Ngay khi những lời này được nói ra, khuôn mặt sắc sảo của Bạch Du Tĩnh cũng không còn bình tĩnh được nữa. Trong chớp mắt, trong lòng của Bạch Du Tĩnh không còn bình tĩnh được nữa, lòng cô như dâng trào những đợt sóng cao vạn trượng. Vốn dĩ, cô xem Dương Tiêu là tên không đáng để ý đến, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại mang đến cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Cung Linh Nhi đã nói với cô rằng, Dương Tiêu quyết chiến với chiến thần đua xe Lý Đông Bằng, không chỉ sử dụng kỹ thuật đua xe trượt bánh sau FR vòng xoay tử thần, mà còn hoàn thành nó với tốc độ đáng kinh người 525 km/h. Bạch Du Tĩnh xem lại đoạn video kỹ thuật đua xe trượt bánh sau FR chấn động năm đó, lúc đó Bạch Du Tĩnh còn tưởng là có người biểu diễn. Sau đó, video đã bị gỡ, Bạch Du Tĩnh càng tin rằng điều đó hoàn toàn sai sự thật. Không ngờ rằng, Mã Lương còn chính miệng thừa nhận điều đó chính là sự thật mà việc cải tạo chỉ diễn ra trong 3 phút. Đây, người đàn ông này có phải là một yêu quái không? Nghĩ đi nghĩ lại, hình như trên thế giới không có kỹ thuật đua xe trượt bánh sau FR nào điên cuồng như kỹ thuật đua xe trượt bánh sau FR vòng xoay tử thần, nhưng Dương Tiêu đã sử dụng nó. Phải chăng người đã lái chiếc xe bánh mì và sử dụng kỹ thuật đua xe trượt bánh sau FR năm đó chính là Dương Tiêu sao? Như vậy, rốt cuộc Dương Tiêu đã trải qua những gì trước khi vào ở rễ nhà họ Đường chứ? Bạch Du Tĩnh muốn biết thêm về những bí mật của Dương Tiêu, cô nghiêm nghị hỏi, sư phụ Mã, ông biết rõ chuyện xảy ra vào năm đó đúng không? Tại sao đoạn video đó lại bị gỡ xuống? Ông là một bậc thầy về trang bị xe, chắc hẳn ông đã nghe nói về đoạn video năm đó rồi đúng không? Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết rằng người đàn ông đó từng là một quân nhân ở nước ta, bây giờ có lẽ đã giải ngũ rồi. Mã Lương thành thật trả lời. Bạch Du Tĩnh nhìn chân chân nói, đã từng là quân nhân. Chẳng lẽ là anh ta? Lúc này, Bạch Du Tĩnh lại nghĩ về người anh hùng thầm lặng đã cứu người trong biển lửa lúc trước. Chẳng lẽ, ý trung nhân của mình là một tên ăn bám sao? Bạch Du Tĩnh liền đưa ra những suy đoán táo bạo. Kết luận như vậy khiến cho bản thân Bạch Du Tĩnh căn bản không có cách nào tiếp nhận được. Không thể nào, trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Có lẽ là Dương Tiêu học lén kỹ thuật đua xe trượt bánh sau FR vòng xoay tử thần của người khác. Bạch Ngọc Cảnh chỉ có thể tự an ủi bản thân. Cho dù có kết luận thế nào đi nữa thì thế giới nội tâm của Bạch Du Tĩnh cũng không còn yên bình nữa rồi. Biết y thuật, biết thổi tiêu, biết cải tạo xe, còn biết kỹ thuật đua xe trượt bánh sau FR. Một kẻ như vậy có thật sự là một tên khiếp nhược vô dụng được. Bạch Du Tĩnh ngắn người một lúc. Quay lại cửa hàng 4S, Dương Tiêu trả tiền thay tấm kính chắn gió mới sau đó lái chiếc Maserati ra khỏi cửa hàng 4S. Sau khi quay về nhà đơn giản làm bữa trưa, khi nhìn thức ăn trên bàn, Triệu Cầm liền chỉ vào mặt Dương Tiêu tức giận, chửi bới, cậu làm cái gì vậy? Đây là đồ cho heo ăn à? Trên bàn chỉ có hai món, một là thịt xào tiêu xanh. Hai là rau cải xanh xào, món chính là cơm trắng. Đúng vậy mẹ, có gì không đúng sao? Dương Tiêu sờ sờ mũi, dừng đũa lại. Triệu Cầm đang chìm đắm trong cuộc sống của một người phụ nữ có lối sống giàu sang, hiện tại bà đang sống trong khu biệt thự đáng giá trên 100 triệu nhân dân tệ, lòng ham hư vinh cũng đạt đến sự mãn nguyện. Bà gần như đã chụp mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này gửi cho bạn bè, khiến cho toàn bộ bạn bè đều vô cùng ngưỡng mộ, cũng khiến cho làm cho Triệu Tần tâm viên ý mãn. Bắt đầu đứng núi này trông núi nọ. Triệu Tần quát mắng, sau này những thứ cơm canh đạm bạc này tôi không muốn ăn nữa, sau này chúng ta phải ăn tổ yến, tôm hùm, phải ăn sơn hào hải vị, của ngon vật lạ, phải ăn bữa tiệc mãn hán. Được, Dương Tiêu gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói, mẹ, tiền sinh hoạt tháng này không đủ. Câu nói đơn giản đã trực tiếp kéo Triệu Cầm từ không khí hào môn giàu sang về với thực tại. Cần tiền thì cứ đi hỏi Mộc Tuyết, Triệu Cầm trực tiếp nói. Dương Tiêu lại nói, tiền của Mộc Tuyết một tháng không có bao nhiêu, nếu ngày ngày đều ăn sơn hào hải vị thì chỉ cần vài ngày sau tiền lương một tháng của Mộc Tuyết cũng không đủ dùng. Triệu Cầm yên lặng, nói không nên lời. Dù sống trong khu biệt thự trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ, nhưng bản thân Đường Mộc Tuyết không hề có tiền.
Nhìn Dương Tiêu, Triệu Cầm nổi giận, bà trừng mắt nhìn Dương Tiêu sau đó mắng chửi, được lắm Dương Tiêu, cậu đúng là tên phế vật, nói đi, cậu có tình khiến tôi khó xử đúng không? Dương Tiêu im lặng, không nói bất kỳ lời nào, chỉ quan tâm đến việc ăn uống của bản thân, căn bản không hề để ý đến những lời Triệu Cầm đang nói. Dương Tiêu biết rõ Triệu Cầm chính là loại phụ nữ ham mê hư vinh, phù phiếm, hiện tại thì không biết bà ta đã khoác lác với bên ngoài đến mức nào rồi. Đường Kiến Quốc kéo tay Triệu Cầm lại nói, Cầm Cầm, tình hình của nhà chúng tôi thế nào không phải bà không biết, để tôi nói với bà chuyện này, tôi đã đi nghe ngóng bên ngoài, chi phí quản lý tài sản của biệt thự chúng ta là 400.000 nhân dân tệ một năm. Cái gì, 400.000 nhân dân tệ một năm sao? Phòng quản lý tài sản của họ sao không đi cướp đi? Triệu Cầm kích động hét lên. Khoản phí quản lý tài sản đó như thể muốn lấy cái mạng già của bà vậy. Chi phí quản lý tài sản 400.000 nhân dân tệ một năm cũng nằm trong dự liệu của Dương Tiêu, dù sao trừ căn biệt thự này vẫn còn cả hòn đảo nhỏ này. Hòn đảo nhỏ này diện tích tuy không tính là đặc biệt lớn, nhưng cũng không phải quá nhỏ, dựa theo mỗi mét vuông mà tính thì quả thực cũng không hề rẻ. Triệu Cầm đột nhiên trở nên tỉnh táo, bà sửng sốt nói như vậy, Mộc Tuyết thu nhập một năm còn không đủ trả phí quản lý tài sản sao? Sau đó, nếu không trả được phí quản lý tài sản, gia đình chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Có lẽ là như vậy. Đường Kiến Quốc cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Nghĩ đến bị đuổi ra ngoài, Triệu Cầm đột nhiên cảm thấy mông lung. Bà đã thích ứng với cuộc sống ở khu biệt thự lớn này, hiện tại nếu bảo bà phải dọn ra ngoài sống, đánh chết bà cũng không đồng ý. Nhìn Dương Tiêu đang lùa từng miếng cơm lớn vào miệng, Triệu Cầm cầm dép ném lên người Dương Tiêu, ăn, kẻ ăn hại nhà cậu chỉ biết có ăn, từ hôm nay, cậu sẽ đi ra ngoài làm việc cho tôi, nếu lão nương bị đuổi ra ngoài, thì người đầu tiên bị tôi lột ra chính là cậu. OTH, Dương Tiêu cũng không để Triệu Cầm kịp thở, anh đã gắp vài đũa đồ ăn rồi bê chén rời khỏi bàn ngay. Thấy Dương Tiêu vẫn có ăn, Triệu Cầm tức đến trên mặt toàn vạch đen, cái tên ăn bám này là ma chết đói hay sao? Cái đồ vô dụng, làm một thằng đàn ông vô dụng như vậy, chỉ bằng chết đi cho xong. Dương Tiêu hoàn toàn làm như không nghe thấy, ăn xong bát cơm, rồi trở về phòng. Cho dù khi đã trở về phòng, vẫn có thể nghe rõ tiếng thở dài ở bên ngoài của Triệu Cầm. Dương Tiêu không còn lời nào để nói với Triệu Cầm, không có việc thì thích khoe khoang, thích hư vinh không nói, lại còn thích giả vờ. Bản thân không có bản lĩnh gì còn thích mắt cao hơn cả đầu, đối với những người mạnh hơn mình thì hâm mộ không thôi, còn với những kẻ yếu đuối hơn thì cũng lười để ý đến. Vừa mới nằm xuống, thì Đường Mộc Tuyết gọi điện thoại đến. Mộc Tuyết, thế nào rồi? Dương Tiêu hỏi. Đường Mộc Tuyết trực tiếp nói, Dương Tiêu, một lát nữa anh mang cái váy trắng mà lần trước anh mua đến cho em, còn nữa, trước khi đến đây anh cũng sửa soạn lại vẻ ngoài một chút, tối nay anh cùng em tham dự cuộc họp thường niên của công ty. Được, Dương Tiêu cười nhẹ. Vào thời điểm này hàng năm, nhà họ Đường đều sẽ mở cuộc họp tổng kết hàng năm. Dương Tiêu nheo mắt một cái, rồi mới cẩn thận gấp chiếc váy trắng mà lần trước mua cho Đường Mộc Tuyết lại. Trong nội bộ tập đoàn y dược Đường Nhân, Đường Hạo không tiếc tiền đã bỏ ra một số tiền lớn mua được một chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982, vẻ mặt hết sức đắc ý. Dính dính, đợi một lát nữa tìm đến một nữ phục vụ biết nói tiếng Pháp, tối nay anh phải hung hăng làm nhục Đường Mộc Tuyết một phen, anh phải khiến cô ta không thể ngóc đầu lên nổi trước mặt tất cả mọi người nhà họ Đường. Đường Hạo đưa chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 đã được đóng gói cẩn thận cho Đường Dĩnh. Đường Dĩnh nhận lấy chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982, nghĩ đến Đường Mộc Tuyết, trên mặt Đường Dĩnh tràn đầy vẻ quỷ dị, không vấn đề, anh, tất cả chuyện này đều sẽ do em lo liệu. Không biết tên khốn Dương Tiêu kia có tham dự tiệc thường niên không, nếu tên khốn này dám đến tham dự, thì xử lý luôn cả hắn. Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu hoàn toàn không hề hay biết, rằng một âm mưu lớn chống lại họ đang được tiến hành. Chỉ trong chốc lát, bốn bề sóng dữ, gió bão sẽ ập đến. Khi nhìn thấy Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết không biết nên khóc hay cười nói, anh như thế nào lại mặc quần áo cũ đến đây chứ? Dương Tiêu cười nhạt nói, hoa hồng tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng cần có lá xanh phối hợp, hôm nay anh chính là lá xanh, tô điểm cho sắc đẹp của Imo. Bớt ăn nói ba hoa lại đi, em xem anh chính là lười biếng không muốn sửa soạn. Đường Mộc Tuyết yêu kiều hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp không thôi. Dương Tiêu sờ mũi mình, sau đó đưa chiếc váy trắng cho Đường Mộc Tuyết, không phải Dương Tiêu không muốn thay quần áo,
mà đúng như những gì Đường Mộc Tuyết nói, anh thật sự chính là lười không muốn ra ngoài mua quần áo. Đại đa số đàn ông chân chính đều có một truyền thống vô cùng tốt đẹp, chính là bản thân đều không ưa thích mua quần áo cho mình, rất nhiều quần áo đều do chính tay vợ của mình mua. Hơn nữa, quần áo của Dương Tiêu đều có lai lịch lớn, đừng nhìn vẻ ngoài có vẻ cũ nát, nhưng giá trị mỗi bộ quần áo đều có giá trị bất phàm, đây cũng là do một nhà thiết kế Italy có tên tuổi tại châu Âu thiết kế cho hắn. Đường Mộc Tuyết cười dịu dàng nói, lần này em được thưởng tiền thưởng cuối năm, đợi một hai ngày sau có thời gian nghỉ ngơi, em nhất định sẽ mua quần áo giống vậy cho anh. Ồ, được phát tiền thưởng cuối năm, bao nhiêu tiền? Dương Tiêu kinh ngạc nói. Đường Mộc Tuyết làm việc nhiều năm ở tập đoàn Y Dược Đường Nhân, nhưng không có năm nào được phát tiền thưởng tổng kết cả năm, đối với chuyện này Dương Tiêu vô cùng rõ ràng. Đường Mộc Tuyết có chút đắc ý nói, 200.000 nhân dân tệ, có phải rất lợi hại không? Lợi hại, Dương Tiêu gật đầu thừa nhận. Những năm trước đây, đều do Đường Hạo ở phía sau giỡn trò, nghĩ ra vô số biện pháp để trừ tiền lương cũng như các khoản phúc lợi của Đường Mộc Tuyết. Hiện tại, Đường Mộc Tuyết đã lên vị trí tổng giám đốc cùng giám đốc phòng thị trường của tập đoàn, nên Đường Hạo không cách nào áp chế được cô. Nói thật lòng, chỉ dựa vào tài hoa của Đường Mộc Tuyết, tiền thưởng tổng kết cuối năm chỉ nhận được 200.000 nhân dân tệ quả thật ít đến đáng thương. Dù sao, năng lực của Đường Mộc Tuyết tất cả mọi người đều có thể tận mắt nhìn thấy, cộng thêm tiền phụ cấp từ hai vị trí quan trọng kia, ngoài ra còn đơn hàng từ Đông Hải Lý ra, đem những khoản này cộng lại chỉ có 20.000 nhân dân tệ, đem chuyện này nói ra e rằng có rất nhiều người không tin được. Đừng quên rằng, đơn hàng Đông Hải Lý ra giá trị lớn như vậy, nếu như làm tốt, tuyệt đối có thể mang lại lợi nhuận lên đến con số hàng trăm triệu nhân dân tệ, hơn hàng 100 triệu nhân dân tệ nếu chỉ thưởng 200.000. Vậy thì con số tiền thưởng đó cũng không tính là bao nhiêu. Đường Mộc Tuyết cười nói, anh trước mắt cứ ở đây chờ. Em quay lại văn phòng thay quần áo đãi. Em cứ đi đi, Dương Tiêu sủng nịch nói. Mặc dù tiền thưởng cuối năm không nhiều, nhưng nhìn thấy Đường Mộc Tuyết có thể vui vẻ như vậy, Dương Tiêu cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tiền đối với Dương Tiêu mà nói chỉ là một con số, ít nhiều đều không phải vấn đề gì quá lớn. Không bao lâu sau, Đường Mộc Tuyết cởi ra bộ trang phục công sở, sau đó khoác lên mình chiếc váy trắng trị giá hơn 100.000 nhân dân tệ, chân mang giày cao gót thủy tinh, xinh đẹp giống như mỹ nữ từ trong tranh bước ra. Khiến người khác nhìn không được liên tưởng đến một câu thơ cổ, Bắc Phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Tiệc cuối năm của Đường gia được tổ chức tại khách sạn Đông Phương Kim Đỉnh tại khu vực trung tâm thành phố Trung Nguyên. Khách sạn Đông Phương Kim Đỉnh chính là khách sạn cao cấp 5 sao đếm trên đầu ngón tay tại thành phố Trung Nguyên. Mặc dù Đường gia chỉ là một gia tộc hạng 2 tại thành phố Trung Nguyên, nhưng tiệc cuối năm, hàng năm đều tổ chức vô cùng rình rang. Tiệc cuối năm của Đường gia được tổ chức tại lầu 6 khách sạn Đông Phương Kim Đỉnh, Đường gia đã bao trọn nửa tầng lầu nơi này. Chỉ mới bao một nửa tầng lầu thôi, mà chi phí đã phải mất ít nhất 1 triệu nhân dân tệ. Có điều, Đường lão thái thái là người ưa thể diện. Tiệc cuối năm hàng năm đều chọn tổ chức tại khách sạn 5 sao, tổng chi phí cho một bữa tiệc cuối năm phải tiêu tốn từ 4 đến 500.000 nhân dân tệ cũng là chuyện bình thường. Nhưng năm nay lại không giống như vậy, Đường gia cùng Đông Hải Lý gia đạt thành hợp tác, Đường lão thái thái dự tính sẽ tổ chức rình rang hơn mọi năm, bữa tiệc cuối năm này dù cho phải tiêu tốn đến 1 triệu nhân dân tệ, cũng phải đem danh tiếng của Đường gia vực dậy. Đường Mộc Tuyết vừa xuất hiện, đã có vô số ánh mắt đều khóa chặt lên người cô. Đây chính là đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên Đường Mộc Tuyết sao? Quả nhiên danh bắt hư truyền, quốc sắc thiên hương. Đúng vậy, chỉ đáng tiếc, Đường lão gia năm đó không biết đã suy nghĩ gì, vậy mà lại đem Đường Mộc Tuyết gả cho tên phế vật Dương Tiêu. Không ít người sau khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết, đều không tránh khỏi kinh ngạc, đồng thời ánh mắt khi nhìn Dương Tiêu cũng tràn ngập hâm mộ cùng đồ kỳ. Khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết vừa xuất hiện đã thu hút được một lượng lớn ánh nhìn. Đường Dĩnh lúc này đang đứng từ xa ghen tị nói, hừ, không phải chỉ là có một điểm lớn lên xinh đẹp thôi sao? Xinh đẹp như vậy có tác dụng gì chứ? Cũng không phải là mở rộng hai chân cho đàn ông chơi đùa hay sao? Tiệc cuối năm của Đường gia mời không ít gia tộc có tiếng tăm ở thành phố Trung Nguyên, ánh mắt những người này toàn bộ đều khóa chặt lên người Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu sắc mặt bình tĩnh, căn bản không hề để ý đến những lời bàn tán của mọi người dành cho mình. Đường Hạo bước đến bên cạnh Đường Dĩnh cười châm chọc nói, đợi lát nữa đám người đó xấu mặt, đặc biệt tên vô dụng Dương Tiêu cũng đã đến,
cứ chờ xem lát nữa anh sẽ sỉ nhục hắn như thế nào. Đúng vậy, phải hung hăng sỉ nhục hai kẻ đó. Đường Dĩnh nắm chặt bàn tay, oán hận nói. Vừa rồi tại hiện trường, ánh mắt của tất cả khách mời đều tập trung trên người cô, nhưng từ khi Đường Mộc Tuyết xuất hiện thì lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Điều này khiến cho Đường Dĩnh cảm thấy ánh sáng nữ chính của bản thân đã bị Đường Mộc Tuyết cướp đi mất. Đường Dĩnh lúc này không mong gì hơn việc Đường Mộc Tuyết đi đường vấp té đến xanh tím cả mặt mũi. Dưới sự chỉ dẫn của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết đã di chuyển đến vị trí nằm khá chính giữa hội trường. Ngôn Tình tổng tài. Không lâu sau, Đường Lão Thái Thái cũng đã đến nơi, lúc này quan khách lập tức bước đến chúc mừng. Đêm này Đường Lão Thái Thái mặc trên người một bộ áo bào màu đỏ, nhìn vô cùng có cảm giác may mắn. Trước khi đến đây, Đường Lão Thái Thái buổi trưa đã ngủ một giấc ngon, nên hiện tại tinh thần nhìn vô cùng sảng khoái minh mẫn. Đường Lão Thái Thái sau khi cùng khách mời chào hỏi một lượt, lúc này mới từ từ ngồi yên vị. Dưới sự chờ đợi của tất cả mọi người, tiệc cuối năm Đường gia chính thức khai mạc, người dẫn chương trình chính là Đường Hạo. Trong một buổi tiệc quan trọng như vậy, Đường Hạo tất nhiên phải tận dụng cơ hội để ra mặt, dù sao cũng phải cho những người đại diện các hào môn thế gia quen mặt hắn, cũng khiến cho mọi người biết rằng bản thân hắn mới chính là người thừa kế tương lai của Đường gia. Nội dung bữa tiệc cuối năm chính là tổng kết thành tích một năm vừa rồi của tập đoàn Y Dược Đường Nhân, sau đó báo cáo so sánh thành tích giữa năm ngoái và năm nay chênh lệch bao nhiêu. Cũng có rất nhiều danh gia vọng tộc đến để xem tiềm năng của Đường gia, dù sao Đường gia cũng đã giành về đơn hàng của Đông Hải Lý gia. Cho nên Đường gia hiện tại trở thành gia tộc hạng nhất trại thành phố Trung Nguyên cũng xem như chuyện như đỉnh đóng trên sắt. Thời điểm này đến kết giao với Đường Giao, đối với bọn họ mà nói chưa chắc là một chuyện xấu trong tương lai. Tiệc cuối năm năm nay, các danh gia vọng tộc đến không ít người, nếu so với trước đây càng là chuyện hiếm có. Cũng vì vậy, Đường Lão Thái Thái vô cùng vui mừng, đặc biệt bước lên sân khấu phát biểu vài câu. Cuối cùng, dưới sự chủ trì của Đường Hạo, buổi tiệc cuối năm đã tiến hành đến tiết mục nhân viên xuất sắc nhất của năm. Cuối cùng cũng đến rồi. Trên khuôn mặt Đường Dĩnh hiện lên nét châm chọc. Ai cũng biết rằng, món quà trao tặng cho nhân viên xuất sắc nhất năm nay chính là chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982, đây cũng là do Đường Hạo cùng Đường Lão Thái Thái có ý giản dựng. Bọn họ còn đặc biệt tìm đến một nữ phục vụ biết nói tiếng Pháp, đợi lát nữa đến tiết mục phát thưởng sẽ dùng tiếng Pháp có ý khiến cho Đường Mộc Tuyết khó coi. Đường Lão Thái Thái cười lạnh một tiếng, khuôn mặt già nua của bà khi liếc nhìn Đường Mộc Tuyết hiện lên tia đắc ý. Giống như âm mưu của bà đã thành công. Hôm nay, bà nhất định phải lợi dụng cơ hội này để trà đạp Đường Mộc Tuyết sau đó nâng đỡ Đường Hạo. Đường Hạo cầm micro hưng phấn nói, nhân viên xuất sắc nhất năm nay của tập đoàn Y Dược Đường Nhân chính là Đường Mộc Tuyết, chúng ta hãy chúc mừng cô ấy. Giây phút kế tiếp, từng tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, Đường Mộc Tuyết cả khuôn mặt đỏ bừng, có chút lúng túng. Năm nay cô giành được đơn hàng của Đông Hải Lý gia. Cho nên danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất ngoài cô ra không còn thuộc về ai khác. Đường Hạo tiếp tục nói, giải thưởng dành cho nhân viên xuất sắc nhất ngoại trừ tiền thưởng còn có một chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982. Đường Hạo vừa dứt lời, một nữ nhân viên phục vụ vô cùng có khí chất, khoác lên mình bộ lễ phục, cầm theo chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 từ từ bước lên sân khấu. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, nữ phục vụ này bước đến trước mặt Đường Mộc Tuyết nói, Si vous avez besoin de moi. Tiếng, yếng Pháp, nghe thấy câu nói này, hiện trường không ít người hoảng hốt một phen. Đường Mộc Tuyết có mặt tại hiện trường cũng ngây người, cô biết tiếng Anh, còn tiếng Pháp thật sự không biết chút nào cả. Dương Tiêu trong lòng lắng xuống, xem tình huống này đám người Đường Lão Thái Thái tổ chức tiệc cuối năm cũng không chịu yên ổn chút nào. Nhìn Đường Mộc Tuyết, Đường Hạo, Đường Dĩnh cùng Đường Lão Thái Thái liền cười lạnh. Bọn họ gần như đã tưởng tượng đã được khung cảnh xấu hổ của Đường Mộc Tuyết. Không ít khách mời vô cùng hứng thú nhìn Đường Mộc Tuyết, bọn họ muốn xem thử Đường Mộc Tuyết sẽ ứng phó chuyện này như thế nào. Cũng không ít người không ngừng dì tai nhau bàn tán. Sớm nghe nói nội bộ Đường gia đầu đá nội bộ rất lợi hại, không nghĩ đến lại là sự thật, xem ra dù cho Đường Mộc Tuyết giành được đơn hàng Đông Hải Lý gia cũng không được yên ổn. Đúng vậy, nếu như Đường Mộc Tuyết này không trả lời được, trước mặt nhiều người như vậy. Vậy thì cũng quá mất mặt rồi. Biểu cảm trên khuôn mặt của cả đám người dòng chính Đường gia đều hiện lên nét không thể ngờ được, ai có thể ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện như thế này. Bọn họ kẻ nào cũng thành tinh, biết rõ chuyện này nhất định do một tay Đường Lão Thái Thái dàn xếp,
nếu không Đường Hạo cũng không to ga đến mức làm ra chuyện như vậy. Cả đám người dòng chính Đường ra đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, từ khi Đường Mộc Tuyết sở hữu căn biệt thự tại khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh, cả đám người dòng chính đều cảm thấy không thoải mái mỗi khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết. Cộng thêm việc Đường Mộc Tuyết làm việc công chính liêm minh, thiết diện vô tư, khiến cho đám người dòng chính Đường ra bình thường chỉ biết đục nước béo cỏ, hiện tại không vớt phát được chút gì. Cũng vì vậy, thời gian trước đây uy tín của Đường Mộc Tuyết ở công ty vô cùng mạnh, như từ khi xảy ra vụ việc căn biệt thự, cả đám người khi nhìn cô cũng đã thay đổi thái độ. Đến mức, có người còn kích động đến mức cho rằng Đường Mộc Tuyết chiếm lợi lộc lớn không muốn chia sẻ với ai. Rõ ràng bản thân sống trong căn nhà sang trọng như vậy, còn đến Đường Nhân làm việc làm gì. Không những chặn con đường kiếm tiền của bọn họ, còn khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy phiền chán. Hiện tại, trong nội bộ Đường gia đều đang hô hào Đường Hạo trở thành người thừa kế Đường gia, tiếng hô hào này càng ngày càng cao. Khuôn mặt Đường Mộc Tuyết đột nhiên thay đổi, trong đầu chỉ một mảng trắng, đối diện với tình huống như vậy, cô thật sự không biết phải đối phó như thế nào. Đường Mộc Tuyết ơi, Đường Mộc Tuyết à, ngây ngốc rồi đúng không? Dám khiến chúng tôi ngậm trái đắng, dám xua đuổi chúng tôi, lát nữa xem cô làm như thế nào giải quyết được chuyện này. Đường Dĩnh ngồi hàng trên nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết, khuôn mặt tràn ngập trêu đùa. Đường Hạo cầm micro, trong lòng vui sướng đến cực điểm, giống như nhìn thấy Đường Mộc Tuyết mắt mặt chính là niềm vui lớn nhất của hắn. Còn trên khuôn mặt già nua của Đường Lão Thái Thái hiện lên một tia nham hiểm, bà muốn chính là hiệu quả như thế này, khiến cho người ta khinh thường Đường Mộc Tuyết từ đây nâng lên địa vị của Đường Hạo trong Đường gia. Ngay giây phút Đường Mộc Tuyết hoang mang khó xử, ngay lúc tất cả mọi người chuẩn bị cười chê Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cười nhạt lên tiếng, giờ nơ ai pa bị soi đỡ toàn ết. Câu nói vừa rồi của nữ phục vụ vô cùng đơn giản, chính là dùng tiếng Pháp hỏi rằng bạn có cần giúp đỡ hay không, nếu như cần hỗ trợ thì bất cứ lúc nào cũng có thể vì bạn phục vụ. Còn câu trả lời của Dương Tiêu cũng vô cùng đơn giản, chính là lễ phép nói không cần cùng cảm ơn. Sắc mặt nữ phục vụ kinh ngạc, sau đó cô tiếp tục dùng tiếng Pháp trò chuyện, Dương Tiêu hoàn toàn có thể đối đáp. Sau khi trò chuyện vài câu, nữ phục vụ kinh ngạc nói, không nghĩ đến tiếng Pháp của vị tiên sinh đây lại lưu loát đến như vậy, là tôi tự bêu xấu mình rồi. Cái gì? Tiếng Pháp sao? Dương Tiêu vậy mà lại biết tiếng Pháp? Tên phế vật vô dụng này vậy mà lại biết nói tiếng Pháp? Chuyện này làm sao có thể? Cả đám người kinh ngạc hoảng hốt nhìn Dương Tiêu, trong ấn tượng của bọn họ, Dương Tiêu chính là một người đàn ông chỉ biết ăn bám không có chút tiền đồ nào cả. Trong thoáng chốc, Đường Hạo, Đường Dĩnh cùng Đường Lão Thái Thái đột nhiên tê cứng, giống như ăn phải ruồi chết, toàn thân đều khó chịu. Bọn họ vốn dĩ muốn mượn cơ hội này để hung hăng sỉ nhục Dương Tiêu một phen, nhưng không nghĩ đến cục diện ngượng ngùng này lại bị Dương Tiêu hóa giải. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết vô cùng kinh ngạc, cô cùng Dương Tiêu ở bên nhau 5 năm nay, vậy mà lại không biết anh có thể nói được tiếng Pháp. Dương Tiêu cười nhạt, ban đầu anh ở châu Âu chấp hành nhiệm vụ, phải tiếp xúc với rất nhiều ngôn ngữ, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Đường Dĩnh hung hăng đứng bật dậy, có lầm lẫn gì hay không? Tên tiểu tử kia vậy mà lại biết nói tiếng Pháp. Đường Dĩnh hận không thể nhìn thấy Đường Mộc Tuyết bị bêu xấu, hiện tại lại bị Dương Tiêu xoay chuyển tình thế, đừng nhắc đến Đường Dĩnh lúc này có bao nhiêu tức giận. Dương Tiêu ở rễ tại Đường gia 5 năm, biểu hiện tâm thường, cô chính là không tin rằng Dương Tiêu thật sự có thể nói được tiếng Pháp. Nữ phục vụ mang theo ý xin lỗi nói, Đường Dĩnh tiểu thư, tiếng Pháp của vị tiên sinh này chính là tiếng Pháp chính tông của Bordeaux, không một chút sai sót nào cả. Tôi trước đây từng đi du học ở Bordeaux nhưng cũng không thể nào nắm vững được hết toàn bộ tinh túy. Nếu như vị tiên sinh này không phải là người châu Á da vàng tóc đen, thì tôi thật sự cho rằng ngài ấy chính là người của vùng Bordeaux. Tiếng Pháp chính tông của khu vực Bordeaux. Ánh mắt cả đám người khi nhìn Dương Tiêu càng thêm hoảng sợ. Bọn họ vẫn cho rằng Dương Tiêu cùng lắm chỉ biết vài chữ tiếng Pháp, nhưng không ngờ rằng Dương Tiêu vậy mà lại nói tiếng Pháp chính tông của Bordeaux, chuyện này vô cùng lợi hại. Dương Tiêu tên này không phải là phế vật hay sao? Hắn như thế nào lại biết tiếng Pháp chính tông của Bordeaux chứ? Không lẽ Dương Tiêu trước đây từng đi du học hay sao? Chuyện này cũng không rõ nữa. Muốn biết rõ chuyện này thì phải hỏi người trong Đường gia. Đối với Dương Tiêu mà nói, chúng ta chỉ biết tên này chính là một kẻ ăn bán, còn lại thì không rõ. Vừa rồi nhìn thấy Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết cùng sánh vai bước vào, cả đám người đều nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt hẳn học khinh thường. Nhưng lại không ngờ đến rằng, chưa được bao lâu Dương Tiêu đã mang đến bất ngờ lớn như vậy đến cho bọn họ.
Tất cả mọi người đều âm thầm suy đoán, Dương Tiêu thật sự là một tên phế vật sao? Nếu như thật sự biết tiếng Pháp chính tông của Bóc Đô, tùy tiện làm chút chuyện gì đó cũng không có khả năng trở thành phế vật trong miệng người khác. Nữ phục vụ cung kính nhìn Dương Tiêu nói, vừa rồi tiểu nữ có phần lỗ mãng. Nữ phục vụ kia cúi người trước Dương Tiêu sau đó lui ra ngoài. Cô biết rằng, chỉ dựa vào chút tiếng Pháp ít ỏi của mình, trước mặt Dương Tiêu căn bản chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Chiều nay khi Đường Dĩnh đến tìm cô, ra lệnh cho cô phải làm khó Đường Mộc Tuyết, hơn nữa còn chuyển cho cô khoản chi phí kha khá. Nữ phục vụ động lòng đồng ý, nhưng không ngờ được Đường Mộc Tuyết không trả lời được, nhưng Dương Tiêu lại có thể đối đáp trôi chảy. Không những trả lời được, mà còn là tiếng Pháp chính tông của Bóc Đô, vứt xa cô cả 18 con đường, nữ, phục vụ rõ ràng hiểu rằng bản thân mình đứng trên sân khấu cũng không hề có ý nghĩa gì, nếu như tiếp tục chỉ sợ rằng càng thêm mất mặt. Đường Dĩnh nhìn Dương Tiêu nghi ngờ nói, tên phế vật Dương Tiêu này làm sao lại biết được tiếng Pháp chứ? Không ít người đều nhìn chăm chú về phía Dương Tiêu, cũng mong nhận được đáp án từ hắn. Nghe thấy Đường Dĩnh trước mặt nhiều người gọi Dương Tiêu là phế vật, chuyện này khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng hiện trường có nhiều người đến như vậy, Đường Mộc Tuyết cũng không tiện phát huy, cô nhìn sang Dương Tiêu, cũng muốn biết được đáp án từ anh. Dương Tiêu biết tiếng Pháp, chuyện này hoàn toàn vượt ngoài tầm dự kiến của cô. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Dương Tiêu cười nhạt nói, anh thích xem phim điện ảnh Pháp, bình thường không có chuyện gì làm, nên có học tập một chút. Thì ra là như vậy, cả đám người bừng tỉnh. Cách giải thích này không hề khiến họ cảm thấy có chỗ nào không đúng, Dương Tiêu chính là một tên ăn bám, bình thường chỉ biết ham mê chơi bơi, không có việc gì làm thì nghiên cứu học ngoại ngữ, cũng không có gì kỳ lạ. Đường Hạo tức giận đến mức lỗ mũi bốc ra khói, tên Dương Tiêu đáng chết này lại có thể xoay ngược tình thế, phá hỏng chuyện tốt của hai người họ. Đường Dĩnh tức giận đến mức run rẩy toàn thân, không thể khiến Đường Mộc Tuyết khó coi, lại còn thiệt hại một chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982, thật đáng ghét. Sắc mặt Đường lão thái thái cực kỳ không tốt, ánh mắt khi nhìn Dương Tiêu càng lúc càng trở nên tức giận, nếu như không phải vì Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết sớm đã bị mắt sạch mặt mũi. Đường Mộc Tuyết tuyệt nhiên không hề tin những lời này của anh, Dương Tiêu sử dụng điện thoại đời cũ, bình thường xem video clip còn bị lag, bình thường Dương Tiêu cũng không lên mạng, nghiên cứu học tiếng Pháp, chuyện này là không thể nào. Giây phút này, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy Dương Tiêu càng ngày càng thần bí, cô thật sự không cách nào nhìn thấu được anh. Dương Tiêu trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, hắn biết chuyện này chính là do một tay Đường lão thái thái, Đường Hạo sắp xếp. Liếc mắt nhìn chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982, khi tất cả mọi người thu hồi tầm mắt, Dương Tiêu nhìn sang Đường lão thái thái, bà nội, không phải nói tặng thưởng cho Mộc Tuyết chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982. Chai rượu vang này như thế nào lại là đồ giả được chứ? Không lẽ đây chỉ là mẫu trưng bày, còn hàng thật vẫn chưa giao đến hay sao? Giả sao? Đường lão thái thái hốt hoảng nói. Nếu như những gì Dương Tiêu nói là thật, vậy thì Đường gia hôm nay nhất định sẽ vô cùng khó coi trước mặt tất cả quan khách. Ồ, chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 này vậy mà lại là đồ giả. Trên khuôn mặt tất cả các vị khách mời đều hiện lên nét đặc sắc. Làm khó Đường Mộc Tuyết không thành, còn mua một bình rượu giả, Đường gia cố ý muốn bọn họ xem trò cười sao? Thật sự là hàng giả sao? Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn Dương Tiêu. Khuôn mặt Đường Hạo trầm xuống, hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 này là giả, vậy thì tiệc cuối năm nay của Đường gia không khác nào một trò cười. Đáng nhắc đến chính là, chai rượu này do chính đích thân Đường Hạo mua về, cũng vì suy nghĩ làm bẽ mặt Đường Mộc Tuyết đến quá bất ngờ, cũng vì vậy Đường Hạo không hề nghĩ ra một đối sách vẹn toàn cho việc này. Muốn mua được một chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 thượng hạng, đại đa số đều phải đặt hàng thông qua trang web chính thức. Trong vòng một tuần mới có thể giao đến. Đường Hạo làm sao có thể chờ đợi lâu đến vậy, cửa hàng rượu vang ở Trung Nguyên không tính là ít, nơi mua chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 cũng không ý một, nhưng chỉ là chai rượu vang 1982 quá đắt hàng, muốn chỉ trong vài tiếng đồng hồ có được thì là chuyện không thể nào. Cho nên chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 này do Đường Hạo dùng 66.000 nhân dân tệ mua từ thị trường chợ đen. Mặc dù Đường gia hoàn toàn có thể sử dụng chai rượu vang Sato Lafite Rothschild của những năm sản xuất khác để thay thế,
nhưng cũng vì Đường lão thái thái muốn nâng cao thực lực của Đường gia, đặc biệt dặn dò hắn phải chuẩn bị chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 tốt nhất. Nghe những lời này của Dương Tiêu, Đường Hạo thật sự muốn ngay lập tức bóp chết hắn. Hắn xem như đã phát hiện ra được, tên phế vật này chính là khắc tinh của mình, chuyên chống đối lại hắn, quả thật đáng ghét. Đường Hạo đặt xuống micro trong tay, tức giận phừng phừng bước đến trước mặt Dương Tiêu nói, Dương Tiêu tên phế vật này đang nói năng bậy bạ gì? Có biết đây là đâu hay không? Đường lão thái thái cả khuôn mặt tức giận, tiệc cuối năm đang yên ổn như vậy cũng vì tên Dương Tiêu đến quậy phá đã khiến cho không khí trở nên đông cứng lại. Dương Tiêu đúng mực nói, tôi nói không có gì sai cả. Chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 chính là hàng giả, nếu như thật sự vẫn chưa giao hàng đến, nhưng giao hàng mẫu đến thì cũng được đi, nhưng quan trọng nhất chính là cũng nên đánh tiếng trước đúng không? Giả sao? Chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 này là đồ giả sao? Đường Hạo hận không thể tát cho Dương Tiêu nằm thẳng trên tường, đến mức không cách nào gỡ xuống được. Trong một buổi tiệc quan trọng như vậy, hắn căn bản không dám lấy chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 giả ra để gây nên chuyện thật giả lẫn lộn. Tên Dương Tiêu này vậy mà lại cố ý nói chai rượu này là đồ giả, đây không phải là cố ý khiến Đường gia khó coi hay sao? Sắc mặt Đường lão thái thái càng thêm trầm trọng, ánh mắt khi nhìn Dương Tiêu càng ngày càng trở nên căm hận. Giây phút này, Đường lão thái thái chỉ cảm thấy một con ruồi hôi thối vẫn ưa thích hơn Dương Tiêu. Đường Dĩnh phẫn nộ chỉ tay về phía Dương Tiêu hét lên, tên phế vật này, anh mau nói rõ ra cho tôi, chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 làm sao là đồ giả được. Tôi thấy anh đây chính là đang có ý gây rối. Hôm nay nếu anh không nói rõ mọi chuyện, đợi lát nữa tôi sẽ kêu bảo vệ đến tống cổ anh ra khỏi đây. Đúng vậy, Dương Tiêu, anh có giải thích hay không? Tôi xem anh chính là muốn lòe thiên hạ đúng không? Dương Tiêu, cho anh 3 giây tổ chức lại ngôn ngữ của mình, anh cảm thấy anh thắng rồi, hay là chúng tôi không nhắc nổi đao? Các vị, khiến các vị chê cười rồi, tên Dương Tiêu này, không những là một tên phế vật, khoảng thời gian này, đầu óc còn không được bình thường. Cả đám người dòng chính Đường ra bừng bừng phẫn nộ. Ánh mắt khi nhìn Dương Tiêu tràn ngập sự căm ghét phẫn hận. Trong bữa tiệc cuối năm lại nói chai rượu vang là hàng giả, đây rõ ràng không phải là đang đánh vào mặt Đường gia hay sao? Đường lão thái thái sắc mặt tối sầm, đứng lên, bà trầm giọng nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, ai cho phép cô mang Dương Tiêu đến đây? Không lẽ còn chê Đường gia chúng tôi vẫn chưa đủ mát mặt hay sao? Cả đám người nhìn chăm chú Dương Tiêu, tràn ngập địch ý, giống như Dương Tiêu chính là nỗi sỉ nhục của Đường gia. Là một thứ tồi tệ không cách nào bước lên sân khấu được. Cháu, Đường Mộc Tuyết tay chân luống cuống, cô thật sự không hiểu tại sao Dương Tiêu lại nói chai rượu vang kia là hàng giả. Ánh mắt của tất cả dàn khách quý do Đường gia mời đến lúc này đều đang nhìn chăm chú lên người Dương Tiêu, bọn họ nhất định phải xem Dương Tiêu sẽ giải thích như thế nào. Cảm nhận được địch ý của tất cả mọi người Đường gia, sắc mặt không hề có chút bận tâm, hắn sớm đã quen với tình cảnh cả đám người Đường gia chĩa mũi nhọn vào mình như vậy. Đến mức cả đám người Đường gia sử dụng những thủ đoạn hèn hạ, Dương Tiêu cũng hoàn toàn có thể nhìn thấu. Hắn cho rằng chỉ cần tùy tiện tìm một nữ phục vụ liền có thể khiến cho Đường Mộc Tuyết khó coi, nhưng lại không nghĩ rằng bản thân hắn lại biết tiếng Pháp. Sau đó, đám người đó mua chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982, chỉ cần hắn vừa liếc mắt liền biết đó là hàng giả. Nhiều năm trước đây, Dương Tiêu đã từng đi qua nhiều nước ở châu Âu. Chai rượu vang Sato Lafite Rothschild này là thật hay giả, hắn vừa nhìn liền có thể biết được. Đường Hạo tức giận nhìn Dương Tiêu, Dương Tiêu, nếu như anh đã nói chai rượu vang này là đồ giả, vậy thì anh nói thử xem nó được làm giả ở đâu. Đúng vậy, tên phế vật Dương Tiêu này, hôm nay nếu anh không nói rõ ràng mọi chuyện, tôi hôm nay nhất định sẽ đánh anh đến mức răng rơi đầy đất. Đường Dĩnh tức giận nói. Trái tim Đường Mộc Tuyết như mắc nghẹn trên cổ họng. Cô không muốn nhìn thấy tình cảnh Dương Tiêu bị bêu xấu trong tiệc cuối năm Đường gia. Dương Tiêu nhìn sang Đường Mộc Tuyết, nếu như công ty đã thưởng chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 này cho nhân viên xuất sắc nhất, vậy nghĩ rằng trước đó cũng đã tự phổ cập kiến thức cho mình rồi. Đường Hạo, tôi hỏi anh có biết lịch sử của chai rượu vang Sato Lafite Rothschild này không? Hơn nữa Sato Lafite Rothschild mang ý nghĩa như thế nào? Bị Dương Tiêu nghi ngờ. Trên khuôn mặt Đường Hạo hiện lên nét khinh thường. Thông tin liên quan đến Sato Lafite Rothschild hắn biết cũng khác nhiều, gần như có thể đem các thông tin liên quan đối đáp trôi chảy.
Mặc dù xuất thân từ gia tộc hạng hai, nhưng những thứ đồ đạc cao cấp này Đường Hạo quả thật không ít nghiên cứu. Một mặt chính vì khi ra ngoài giao tiếp có thể nói những điều chuyên môn, khiến cho người ta có ánh nhìn khác về mình, một mặt chính là thuận tiện trong việc bao nuôi phụ nữ, thể hiện rõ mình là người có kiến thức rộng. Hắng cổ họng, Đường Hạo lạnh giọng nói, anh nghe cho rõ đây. Rượu vang Sato Lafite Rothschild là rượu vang được sản xuất từ trang trại rượu Sato Lafite Rothschild, một trong năm trang trại rượu vang lớn ở Bordeaux, có lịch sử lâu đời. Rượu Sato Lafite Rothschild có hương hoa và trái cây nổi bật, êm dịu và mềm mại, tao nhã, được mệnh danh là nữ hoàng của vương quốc rượu Bồ Đào Nha. Nghe thấy câu trả lời này của Đường Hạo, ánh mắt không ít người tại hiện trường sáng lên, đánh giá cao Đường Hạo. Có thể nói rõ lịch sử của chai rượu vang đến như vậy cũng thật là khó. Cảm nhận được ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn mình, trong hư vinh của Đường Hạo được thỏa mãn cực độ. Hắn tiếp tục nói, trang trại rượu Sato Lafite Rothschild, được xem như một trong năm trang trại rượu vang lớn ở Bordeaux, có lịch sử vô cùng lâu đời. Vào năm 1354, xây dựng tại Pilac. Mặc dù đã trải qua nhiều thăng trầm trong nhiều thế kỷ, nhưng trang trại rượu Sato Lafite Rothschild vẫn giữ vững tinh thần thành kính trong nghề sản xuất rượu và các tiêu chuẩn thủ công nghiêm ngặt, và đã duy trì chất lượng cũng như danh tiếng của rượu vang Sato Lafite Rothschild là rượu vang hàng đầu thế giới cho đến hiện nay. Dứt lời, Đường Lão Thái Thái vô cùng hài lòng gật đầu. Đường Hạo có thể đem những thông tin liên quan đến Sato Lafite Rothschild nói ra một cách chi tiết rõ ràng như vậy, nhất định có thể mang về gấp bội mặt mũi cho Đường gia, đồng thời cũng giúp cho các khách mời càng đánh giá cao Đường Hạo hơn. Còn gì khác nữa không? Dương Tiêu cười nhạt nói. Đường Hạo sắc mặt kiêu ngạo, dương dương đắc ý nói ra rất nhiều thông tin về rượu vang Sato Lafite Rothschild, đến mức có thể nói chi tiết rõ ràng lịch sử gieo trồng cũng như khí hậu thu hoạch của Sato Lafite Rothschild. Không uổng là nhân vật kiệt xuất của Đường gia, tên Đường Hạo này cũng có chút năng lực. Không sai, nhìn dáng vẻ này Đường Hạo cũng không tệ hại như trong tưởng tượng của chúng ta, chuyện ly hôn trước đây quá nữa là những lời bịa đặt. Không ít khách mời không ngừng bàn tán xôn xao, ánh mắt khi nhìn Đường Hạo cũng thêm phần tán thưởng. Phế vật, anh không còn gì để nói nữa đúng không? Đường Hạo đắc ý nói. Dương Tiêu cười khinh thường, vậy thì phiền anh nói cho tôi biết. Rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 làm sao có thể phân biệt thật giả? Cái gì, phân biệt thật giả? Đường Hạo nhất thời ngây người, hắn cũng chỉ là lý luận suông, cũng chưa từng thật sự tìm hiểu làm cách nào để phân biệt thật giả rượu vang Sato Lafite Rothschild. Dù sao rượu vang Sato Lafite Rothschild vô cùng xa xỉ, hắn bình thường cũng không cách nào thưởng thức được. Dương Tiêu châm chọc nói, thế nào? Không trả lời được đúng không? Dưới ánh nhìn quan sát của tất cả mọi người, cả khuôn mặt Đường Hạo liền trở nên đỏ bừng, hắn hận Dương Tiêu, vừa rồi biểu diễn một phen, hiện tại trong nhất thời khiến hắn không cách nào ứng đối được. Hừ, tôi không biết thì như thế nào? Không lẽ anh biết sao? Đường Hạo khinh thường nói. Đường Dĩnh Miệt Thị nói, đúng vậy, Dương Tiêu, anh trai của tôi không biết không lẽ anh biết sao? Đừng giả vờ lợi hại ở đây, thành thật ngậm miệng lại cho tôi. Hai anh em Đường Hạo. Đường Dĩnh nhìn chăm chú về phía Dương Tiêu giống như đang nhìn một tên hề chỉ biết giọng khách át giọng chủ. Trong mắt của bọn họ, Dương Tiêu chính là một tên phế vật, làm sao biết phân biệt thật giả rượu vang Sato Lafite Rothschild được chứ? Dương Tiêu từ từ đứng dậy, cầm lấy chai rượu vang Sato Lafite Rothschild, từ tốn lên tiếng, các người làm sao biết tôi không biết phân biệt rượu vang thật giả được chứ? Nếu như các người đã không biết, vậy thì hôm nay tôi sẽ lên lớp giảng giải cho các người. Hoang đường, đối với những lời này của Dương Tiêu, hai anh em Đường Hạo cùng Đường Dĩnh khịt mũi khinh thường. Có đánh chết bọn họ cũng không tin một tên phế vật như Dương Tiêu lại có thể phân biệt thật giả rượu vang Sato Lafite Rothschild. Các người nói xem tên phế vật này có thật sự biết phân biệt thật giả rượu vang Sato Lafite Rothschild hay không? Hừ, tôi thấy tên tiểu tử này chỉ biết lòe thiên hạ mà thôi, tên tiểu tử này ở Đường gia 5 năm, chịu biết bao nhiêu uất ức. Có lẽ hôm nay quyết ý muốn phá nát tiệc cuối năm của Đường gia, khiến cho Đường gia mắt sạch mặt mũi, lấy chuyện này báo thủ. Đừng nói như vậy, chúng ta thật sự đã xem thường tên phế vật đó rồi, gây chuyện trong tiệc cuối năm, không nghĩ đến tên tiểu tử đó lại tâm kế như vậy. Ánh mắt của hơn trăm vị khách mời tại hiện trường nhìn châm chọc về phía Dương Tiêu, bọn họ giống như đang nhìn một tên hề, cả đám người gần như cho rằng Dương Tiêu chỉ đang ra vẻ. Đường Lão Thái Thái tức đến mức thất khiếu bốc khói. Tên Dương Tiêu này càng ngày càng quá đáng, còn muốn lên lớp giảng giải cho bọn họ, thật sự là ăn nói không kiêng kỵ.
Cả đám người dòng chính đường ra hận không thể đem Dương Tiêu đánh chết, tên phế vật này chính là đến gây rối. Còn về việc có thể phân biệt thật giả rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982, đây đơn giản chính là đang bịa đặt mà thôi. Bọn họ chính là không tin một tên phế vật lại có thể hiểu rõ về Sato Lafite Rothschild như vậy, quá nữa chính là muốn nhân cơ hội này thể hiện sự bất mãn của bản thân, khiến cho Đường Gia khó coi. Lòng bàn tay Đường Mộc Tuyết không ngừng tuôn mồ hôi, cô thật sự không biết Dương Tiêu tiếp theo đây có thật sự giải thích ra được cách phân biệt thật giả rượu vang Sato Lafite Rothschild hay không. Nếu như Dương Tiêu không giải đáp được, thì không chỉ một mình anh mất mặt, đến cả cô cùng Dương Tiêu cũng sẽ không còn mặt mũi nào. Đường Hạo nhìn Dương Tiêu tức giận nói đi, tại sao lại không nói tiếp đi? Dương Tiêu liếc mắt nhìn đám người xung quanh, từ tốn nói, muốn phân biệt được chai rượu này có phải được sản xuất năm 1982 hay không, nếu xem xét từ bốn phương diện căn bản không cách nào phân biệt được. Bốn phương diện, mẹ ơi, tên phế vật này muốn chọc cười chết tôi hay sao? Biết cũng nhiều đó chứ, cả đám người dòng chính đường ra không ngừng cười vang. Hơn 100 khách mời được mời đến cũng không ngừng cười khinh thường, ánh mắt khi nhìn Dương Tiêu giống như đang nhìn thấy một tên ngốc đang ăn nói ngông cuồng. Dương Tiêu căn bản không đem những chuyện này đặt vào mắt, hắn giơ một ngón tay lên nói, điểm đầu tiên, quan sát vào nút sắt niêm phong chai. Các nút sắt bịt kín của Sato Lafite Rothschild là nơi dễ nhận biết nhất. Đỉnh cao trong thiết kế là hình ảnh lâu đài Sato Lafite Rothschild, ở giữa được viết dòng chữ Lafite Rothschild. Hình ảnh trên tám nút sắt niêm phong đều đến từ năm 1980 đến 2002, kiểu dáng cơ bản tương tự như nhau. Điểm khác nhau duy nhất chính là màu sắc của tám nút sắt niêm phong này, lộ rõ không trùng sắc đỏ. Mọi người cũng có thể nhìn thấy, chai rượu vang Sato Lafite Rothschild trong tay tôi, nút sắt niêm phong căn bản không phải màu đỏ. Đến mức một chút gì sắt cũng không có, đây chính là một khiếm khuyết rõ ràng. Nhìn thấy Dương Tiêu nghiêm túc như vậy, những lời nói ra lại vô cùng chuyên nghiệp, nụ cười lạnh trên khuôn mặt mọi người dần dần thoái lui. Đến mức đã có không ít người bắt đầu nghi ngờ Dương Tiêu có phải hay không đang nói thật, những gì hắn ta nói đều là sự thật. Đường Dĩnh cười lạnh nói, ăn nói bậy bạ, được, điểm đầu tiên anh có thể nói ra, vậy điểm thứ hai thì sao? Đúng vậy, điểm thứ hai thì sao? Cả đám người dòng chính đường ra khí thế bừng bừng nhìn về phía Dương Tiêu. Bọn họ đều cho rằng Dương Tiêu chỉ đang ăn nói bậy bạ, tâm thái của cả đám người đang xem trò vui này chính là đang chờ đợi lát nữa Dương Tiêu không còn cách nào bịa đặt được nữa, chỉ có thể mất mặt. Dương Tiêu tiếp tục nói, muốn kiểm định rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982, điểm cần quan sát thứ hai chính là nút bắc, trên nút bắc sẽ có in hình Sato Lafite Rothschild cùng năm sản xuất, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên nút bậc này quả thật có vết tích của năm 1982 cùng hình ảnh của Sato Lafite Rothschild, nhưng những hình ảnh này đều là hình ảnh mô phỏng, căn bản không phải là vết tích cùng hình ảnh thật sự. Hừ, nghe thấy câu nói này, Đường Hạo cười lạnh một tiếng. Hiện trường cũng không có quá nhiều chuyên gia về rượu, ai biết được những lời Dương Tiêu nói là thật hay giả. Ít nhất có thể xác định được, phía trên quả thật có vết tích năm 1982 cùng hình ảnh Sato Lafite Rothschild. Đường Dĩnh cười khinh thường, vậy sao? Vậy thì anh nói tiếp điểm thứ ba xem L. Dương Tiêu tiếp tục giải thích, điểm thứ ba chính là quan sát nhãn dán của chai rượu. Nhãn rượu Sato Lafite Rothschild sử dụng công nghệ in lụa, bề mặt có cảm giác mà ấp mô, chai rượu vang đỏ này khi sờ vào lại có cảm giác cực kỳ mịn màng, điều này đủ chứng minh rằng chai rượu vang đỏ này được làm giả. Thật hay giả vậy? Không ít người thấp giọng nói. Từ thần thái trấn tĩnh của Dương Tiêu, không thể nhìn ra chút phét tích đang lừa gạt đặt điều nào cả. Hơn nữa, Dương Tiêu từ lúc bắt đầu giải thích chưa từng có chút chần chừ, một hơi nói hết, nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Trong lòng Đường Lão Thái Thái giật mình, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Không lẽ những gì tên Dương Tiêu này nói đều là sự thật hay sao? Nếu như chai rượu Sato Lafite Rothschild này là giả, vậy thì đây chính là trò cười lớn nhất trong thiên hạ, sau này người khác khi nhắc đến Đường gia không phải để người ta khinh thường hay sao? Trong gia tộc không những nuôi một tên phế vật, mà tên phế vật này còn lật mặt gây di trong tiệc cuối năm Đường gia, chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy hoang đường nực cười. Trừng mắt nhìn Dương Tiêu, trong lòng Đường Hạo không nhịn được cảm thấy chột dạ. Chai rượu vang Sato Lafite Rothschild này do hắn bỏ ra hơn 66.000 nhân dân tệ mua ngoài chợ đen, ai biết được chai rượu này là thật hay giả chứ? Hắn mặc dù hiểu biết kha khá về rượu vang Sato Lafite Rothschild,
nhưng cơ hội được thưởng thức loại rượu này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 cũng chỉ có thể thấy trên truyền hình, trong thực tế đứng nói đến thưởng thức, đến nhìn còn chưa từng thấy qua. Hiện tại, Đường Hạo liên tục ăn trái đẳng trong tay Dương Tiêu, hắn chính là có một cảm giác lo sợ khi bị Dương Tiêu chỉ phối. Ánh mắt Đường Mộc Tuyết khi nhìn Dương Tiêu tràn ngập kinh ngạc, cô cùng Dương Tiêu bên nhau 5 năm nay, cũng biết rõ rằng Dương Tiêu từ trước đến nay chưa từng nói dối. Những lời Dương Tiêu vừa nói ra, có thể cảm nhận được, những gì Dương Tiêu vừa nói đều vô cùng chuyên nghiệp, Đường Mộc Tuyết tin tưởng những gì Dương Tiêu nói đều là sự thật. Nhưng điều khiến Đường Mộc Tuyết chấn động chính là Dương Tiêu làm sao có thể biết cách phân biệt thật giả rượu vang Sato Lafite Rothschild 19822, hơn nữa vừa rồi còn có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp chính tông vùng Bordeaux, chuyện này người bình thường khó lòng làm được. Điểm thứ tư thì sao? Nói đi, anh như thế nào lại không lên tiếng? Có phải không cách nào bịa đặt nữa hay không? Đường Dĩnh căn bản không tin những gì Dương Tiêu nói. Dương Tiêu chỉ tay về phía chai rượu vang Sato Lafite Rothschild. Tiếp tục nói, điểm thứ tư chính là mùi hương, rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 tỏa ra mùi hương vị gỗ sồi, hương trái cây của nho chín vô cùng nồng đậm. Về điểm này, không cần phải mở chia rượu, hít một hơi thật sâu trên nút bác liền có thể cảm nhận được. Vừa nói, Dương Tiêu liền hít sâu một hơi. Sau khi ngửi xong, Dương Tiêu từ tốn nói, không hề có mùi xa xưa cùng mùi gỗ sồi, thậm chí đến mùi hương nho cũng không thể ngửi được, chỉ ngửi được một vị ngọt đậm. Như chúng ta đã biết, rượu vang đỏ có vị đắng và chát, còn chai rượu này chỉ có vị ngọt đậm. Nếu mọi người không tin có thể đến ngửi thử. Sau khi phân tích cách phân biệt thật giả rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982, Dương Tiêu liền từ từ đặt chai rượu lại trên bàn. Trong chớp mắt, hiện trường rộng lớn có không ít người ánh mắt khi nhìn Dương Tiêu liền thay đổi. Một vị khách mời bước lên nói, huyền học như vậy sao? Tôi cũng phải đến ngửi thử. Người này bước lên trước ngửi thử, sau đó nhíu mày đăm chiêu. Như thế nào? Một người tò mò hỏi. Trên khuôn mặt vị khách đó hiện lên một nét kinh ngạc, người thanh niên này nói không sai, đúng là chỉ có chút vị ngọt, không hề có mùi hương lâu năm. Cái gì? Không có mùi hương? Không lẽ rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 thật sự là giả sao? Không ít người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt chỉ còn lại nét kinh ngạc. Nhìn thấy tình cảnh này, Đường Hạo liên tục nói, các vị, không nên tin những lời nói bậy bạ của tên này, chai rượu vang Sato Lafite Rothschild này do đích thân tôi mua, làm sao có thể là giả được. Đúng vậy, các vị tốt nhất không nên tin những lời ma quỷ của tên phế vật này, đầu óc của tên phế vật này không được bình thường, những lời nói ra chỉ toàn là lời bậy bại. Dương Tiêu, còn không nhanh chóng thừa nhận cậu đang bịa đặt, còn không thừa nhận, cẩn thận lát nữa tôi đánh cho cậu răng chó rơi đầy đất. Cả đám người dòng chính đường ra không cách nào có thể bình tĩnh, liên tục lên tiếng, bọn họ mặc dù đấu đá nội bộ, nhưng trên bản chất vẫn vì danh dự của đường ra, nếu như đường ra mất mặt, vậy thì tất cả bọn họ cũng đều mất sạch mặt mũi. Đối diện với sự phẫn nộ của đám người đường ra, Dương Tiêu không chút sao động, Đường Hạo nắm chặt bàn tay, thống hận nói, Dương Tiêu, anh còn không thừa nhận bản thân đang bịa đặt mọi chuyện hay sao? Không, chàng trai này không hề đặt điều. Bón điểm anh ta vừa nói vô cùng chính xác, chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 này chính là hàng giả. Vào giây phút này, một ông lão râu tóc bạc trắng đường hoàng bước đến. Triệu Quân Dân, Triệu Đại Sư, nhìn thấy người này, hiện trường có không ít người kinh ngạc. Người đến không phải là ai khác, chính là Triệu Quân Dân, Đại Sư thử rượu đệ nhất thành phố Trung Nguyên. Triệu Quân Dân đã từng thử qua vô số loại rượu, lời nói của ông như thế nào lại không tin được. Nếu vậy, chân tướng sự thật chỉ có một. Nếu vậy chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 giống như những gì Dương Tiêu nói chính là hàng giả. Khi nhìn thấy đại sư thử rượu đệ nhất thành phố Trung Nguyên Triệu Quân Dân đích thân đến đây, cả đám người dòng chính đường ra đều ngây người. Không phải chứ, chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 này là hàng thật sao? Không lẽ bị tên phế vật Dương Tiêu nói trúng rồi? Giây phút đó, Đường Hạo, Đường Dĩnh, hai người trong nhất thời giống như chịu phải hàng ngàn cú đả kích, hai khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi. Đặc biệt chính là Đường Hạo, hắn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đáng ghét, như thế nào mỗi lần đều bị Dương Tiêu phản kích thành công chứ? Hắn có chút bức bối đến mức hoài nghỉ cuộc sống rồi. Sắc mặt Đường lão thái thái căng cứng bước lên phía trước truy hỏi, Triệu đại sư, ông không nhầm lẫn chứ?
Triệu Quân Dân hiền hòa mỉm cười nói, Đường lão thái thái, lão phu chính là đại sư thử rượu đệ nhất Trung Nguyên, uống rượu giống như uống nước, không biết đã nếm qua bao nhiêu loại rượu trên thế giới, bình rượu vang này không những có vấn đề, mà còn có vấn đề cực kỳ lớn. Vừa nói, Triệu Quân Dân liền cầm lấy bình rượu vang lên ngửi, sau đó nhìn sang Đường Hạo, bình rượu vang này. Các người mua ở chợ đen đúng không? Không, không sai, Triệu đại sư có vấn đề gì sao? Đường Hạo thấp thỏm bất an nói. Triệu Quân Dân thấp giọng nói, đoạn thời gian này tại thị trường chợ đen xuất hiện một đơn hàng rượu giả, tất cả đều dùng rượu vang ngọt để tráo đổi, có lẽ bình rượu cậu mua chính là bình rượu giả trong số đó rồi. Dùng rượu vang ngọt để thay đổi. Vừa dứt lời, sắc mắt Đường Hạo liền lập tức tái xanh. Bản thân bỏ ra 66.000 nhân dân tệ, vậy mà lại mua về một bình rượu vang ngọt, điều này khiến cho Đường Hạo nhẫn nhịn suýt chút nữa dẫn đến nội thương. Giây phút này, Đường Hạo chỉ cảm giác thế giới nội tâm của mình như bị hàng ngàn con lạc đà điên cuồng chạy qua. Sắc mặt Đường Dĩnh, Đường lão thái thái càng trở nên khó coi, vừa rồi bọn họ còn cho rằng Dương Tiêu đây chính là đang đặt điều lung tung, nhưng hiện tại Triệu Quân Dân đã đến đây, vô hình chung giống như tát một cú đánh hung hăng lên khuôn mặt của bọn họ. Cả đám người dòng chính Đường ra đều ngây ngốc, bọn họ thật sự không ngờ đến những gì Dương Tiêu vừa nói đều là sự thật, căn bản không phải là những lời nói đùa. Nhất thời trò đùa này có chút lớn. Các khách mời trong bữa tiệc cuối năm Đường ra toàn bộ đều há hốc mồm, bọn họ thật sự không ngờ rằng bữa tiệc cuối năm ở Đường ra lại bị một tay Dương Tiêu làm xáo trộn. Nghĩ đến việc bữa tiệc cuối năm của Đường ra lại bị Dương Tiêu gây rồi, tất cả những vị khách đều bật cười ra tiếng. Nhìn dáng vẻ của tất cả khách mời đang cố gắng nhịn cười, Đường lão thái thái chỉ cảm thấy khó chịu giống như ăn phải ruồi chết vậy. Dương Tiêu nhìn sang Đường lão thái thái, bà nội, thật ngại quá. Vừa rồi cháu vẫn cho rằng mọi người chỉ tạm thời mang đến một vật trưng bày mà thôi, thì ra là mua phải hàng giả sao, không sao cả, nếu như thật sự không có hàng thật, vậy chúng cháu lấy tiền mặt thay thế cũng được, một chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 cũng rất mắc đúng không? Không bằng bồi thường cho Mộc Tuyết 100.000 nhân dân tệ đi. Nghe thấy Dương Tiêu tự mình nâng giá, sắc mặt Đường lão thái thái càng thêm khó coi. Giá một chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 trên thị trường của chỉ khoảng 6 đến 70.000 nhân dân tệ, tên khốn này vậy mà lại hét giá 100 nhân dân tệ, đây không phải cố ý bắt chẹt bọn họ hay sao? Đường Dĩnh tức đến mức giẫm chân lên đất, 100 nhân dân tệ. Sao anh không đi cướp luôn đi? Dĩnh Dĩnh, im miệng, Đường lão thái thái giáo huấn. Bị Đường lão thái thái giáo huấn, Đường Dĩnh không thể không ngoan ngoãn im miệng. Cô không dám đôi đâu với Đường lão thái thái. Đường lão thái thái nhìn sang Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, cháu cũng đã nghe rõ rồi, chuyện này thật sự do Hạo Hạo làm không ổn thỏa. Bà nội sẽ đứng ra làm chủ cho cháu, lát nữa chúng ta sẽ bồi thường cho cháu 200.000 nhân dân tệ. Cái gì, 200.000 nhân dân tệ? Cả đám người dòng chính Đường ra đều kinh ngạc không thôi. Đường Mộc Tuyết thụ sủng nhược kinh. Cô thật sự không ngờ rằng Đường lão thái thái vậy mà lại bồi thường cho cô 200.000 nhân dân tệ. Cảm ơn bà nội, Đường Mộc Tuyết liên tục gật đầu. Sắc mặt Đường Hạo lúc trắng lúc xanh, Đường Dĩnh thì bức bối đến mức muốn phun máu. Vốn nghĩ rằng muốn nhân cơ hội này sỉ nhục Đường Mộc Tuyết một phen, nhưng không nghĩ đến sỉ nhục không thành còn để Đường Mộc Tuyết chiếm tiện nghỉ. Nhìn thấy thủ đoạn của Đường lão thái thái, không ít khách quý đều phải giơ ngón tay cái lên. Đường lão thái thái rộng lượng. Không ít người âm thầm khen ngợi. Dương Tiêu hiểu rõ, Đường lão thái thái chính là đang níu kéo lại mặt mũi của Đường gia, cho nên mới có ý nói như vậy. Nếu như hôm nay bà không giải quyết êm thắm chuyện này, có lẽ sau khi chuyện này được truyền ra, danh tiếng của Đường gia tuyệt đối không tốt đẹp là bao. Bồi thường Đường Mộc Tuyết 200.000 nhân dân tệ, khiến cho khách mời khen ngợi Đường gia thưởng phạt phân minh, gia phong tốt đẹp. Khi quay lại vị trí ngồi của mình, trong lòng Đường lão thái thái như dâng lên một ngọn lửa, bà càng ngày càng cảm thấy chán ghét Dương Tiêu. Nếu như không phải suy nghĩ đến thể diện của Đường gia, bà đã sớm ra lệnh cho Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu ly hôn. Đường Hạo, Đường Dĩnh cũng không phải là kẻ ngốc, bọn họ tất nhiên biết Đường lão thái thái làm như vậy cũng vì giữ gìn thể diện của Đường gia. Cả đám người dòng chính Đường gia vừa ghen tị vừa thống hận, 200.000 nhân dân tệ cũng không phải là một con số nhỏ. Cả đám người bọn họ ở công ty đục nước béo cò một năm cũng chỉ có thể chiếm được hơn 200.000 nhân dân tệ mà thôi, cộng thêm tiền lương, tính ra một năm chỉ có thể chiếm được 300.000 nhân dân tệ. Nhân viên dòng chính Đường ra không ít, một người lấy đi 200.000,
10 người chính là 2 triệu, tính ra Đường gia trong một năm hao hụt cũng phải vài triệu nhân dân tệ. Ăn trái đắng, Đường Hạo cũng không tiện nói thêm điều gì, hắn chỉ có thể căng ra đầu quay lại sân khấu tiếp tục dẫn chương trình. Đường Mộc Tuyết hoàn toàn không chú ý quan tâm đến cuộc họp cuối năm này, cô nhìn Dương Tiêu giống như đang nhìn một tên quái vật, Dương tiên sinh, xem ra em phải quen biết anh lại một lần nữa rồi. Khụ, Mộc Tuyết, anh chính là bình thường thích xem sách, nghiên cứu bậy bạ nhiều thứ, em cũng không phải không biết, anh bình thường hay đi công viên xem các ông lão đánh cò. Dương Tiêu có chút chột dạ nói. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng giải thích của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết dở khóc dở cười, được rồi, anh cũng không cần giả vờ nữa đâu, những năm nay sống chung với nhau, câu nói nào của anh là lời nói dối em đều có thể nghe ra được, yên tâm, anh có bí mật của mình, chuyện này em có thể lý giải được, em cũng sẽ không truy hỏi. Dương Tiêu mừng rỡ như được đặc xá, hắn chính là sợ Đường Mộc Tuyết không buông tha tiếp tục tra hỏi. Trước đây sau sự việc nổ khí ga, Dương Tiêu đã tiết lộ chứng minh thư của mình. Đường Mộc Tuyết quá nữa chắc đã biết được một vài thân phận của hắn. Dương Tiêu thật sự không muốn Đường Mộc Tuyết biết quá nhiều, cũng không phải vì anh có ý che giấu, chỉ vì biết quá nhiều, nguy hiểm càng lớn. Phải biết rằng, Dương Tiêu trừ thân phận bảo đao quốc gia, còn là con trai dòng chính Dương gia của gia tộc tài phiệt ở Đề Đô. Thân phận là bảo đao quốc gia, kẻ thù hắn nhiều vô số kẻ, người anh trai cùng cha khác mẹ ở Dương gia Đề Đô hận không thể giết chết hắn. Một khi Đường Mộc Tuyết biết những chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. Đầu đội vương miện, nhất định phải gánh vác. Thực lực của Dương Tiêu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn vẫn cần phải che giấu thân phận một thời gian nữa. Đường Mộc Tuyết băng tuyết thông minh, cô đã biết được thân phận quân nhân của Dương Tiêu, cô tin rằng khi cơ hội đến, Dương Tiêu nhất định sẽ đem toàn bộ bí mật nói cho cô biết. Sau khi Đường Hạo chủ trì kết thúc, buổi tiệc cuối năm chính thức bắt đầu. Đường ra bao một nửa sảnh, còn một nửa còn lại cũng đã được người khác bao lấy. Vào thời điểm buổi tiệc cuối năm tiền hành được một nửa, thì một người đàn ông thô kệch dáng vẻ to lớn cầm theo một chiếc hộp tinh xảo, bước về một gian phòng bao. Đường Dĩnh nhìn Đường Hạo nói, anh có nhìn thấy không, vừa nhìn liền biết chiếc hộp này không đơn giản, bên trong nhất định có đồ đạc quý giá, không bằng chúng ta giá họa cho Đường Mộc Tuyết. Ý kiến hay, lần này đến em ra tay, anh không thích hợp. Đường Hạo ngay lập tức hiểu rõ dụng ý của Đường Dĩnh. Đường Dĩnh gật đầu, trên mắt đều tràn ngập nét châm chọc ác ý, ngay khi người đàn ông thô kệch kia đi ngang Đường Mộc Tuyết, Dương Dĩnh liền cố ý ép sát người, đẩy Đường Mộc Tuyết sang một bên, Đường Mộc Tuyết nhất thời mắt trọng tâm, liền đụng trúng chiếc hộp tinh xảo kia. Loảng xoảng một tiếng, chiếc hộp tinh xảo liền rơi xuống đất, hai chiếc vòng tay tinh xảo bên trong đều vỡ tan nát. Khi nhìn thấy hai chiếc vòng vỡ tan nát, người đàn ông thô kệch kia ngay lập tức nổi điên. Hắn tức giận chỉ về phía Đường Mộc Tuyết hét lên, mẹ nó, mắt của cô mọc ở đáy quần sao? Có biết hai chiếc vòng này trị giá bao nhiêu không? 8 triệu nhân dân tệ đấy. Tiện nhân, tôi con mẹ nó phải giết chết cô. Cảm nhận được ngọn lửa tức giận của người đàn ông to lớn thô kệch trước mặt, đầu óc Đường Mộc Tuyết như lâm vào một khoảng trống, sợ hãi đến mức tay chân không biết nên làm như thế nào. 8 triệu nhân dân tệ, cho dù có bán cô đi cũng không đền nổi. Nhìn tình hình trước mắt, Đường Hạo cười khinh thường, Đường Mộc Tuyết, lần này xem cô sẽ chết như thế nào. Tiếng hét vang trời, cả đám người đang tham ụ xê cuối năm Đường ra đều hoảng hốt, cả đám người lần lượt tập trung ánh mắt về phía Đường Mộc Tuyết cùng người đàn ông thô kệch kia. Đường Dĩnh chỉ tay về phía Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nói, ồ, Đường Mộc Tuyết, cô như thế nào lại va vào người khác chứ? Chiếc vòng tay này rất mắc đúng không? Giá trị đến 8 triệu nhân dân tệ, Đường Mộc Tuyết lần này cô tiêu đời rồi. Cô đã vướng phải rắc rối lớn rồi, cô làm sao vậy? Tại sao lại va vào người khác chứ? Cô như thế nào lại có thể như vậy? Đường Mộc Tuyết vừa xấu hổ vừa phẫn nộ nhìn Đường Dĩnh. Vừa rồi rõ ràng cô đứng vững vàng, đột nhiên bị người khác va phải, trọng tâm Đường Mộc Tuyết mới mất khống chế, va vào người đàn ông thô kệch này, mới dẫn đến khung cảnh trước mắt. Lúc này, Đường Dĩnh đang đứng phía sau cô, chuyện này đã vô cùng rõ ràng, chính là Đường Dĩnh cố ý báo thù cô. Khẳng định vừa rồi chính là do Đường Dĩnh ở phía sau đẩy cô. Đường Dĩnh không tin được nhìn Đường Mộc Tuyết nói, Đường Mộc Tuyết, cô đây là có ý gì? Không lẽ cô tính nói là do tôi va vào đi? Hiện trường có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn vào đây, rõ ràng là do cô va vào người khác, sau đó làm vỡ nát vòng tay trị giá 8 triệu nhân dân tệ của người ta, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi cơ chứ? Đường Dĩnh, vừa rồi cô cố ý đẩy tôi đúng không?
Đường Mộc Tuyết tức giận nói. Giây phút này, Đường Mộc Tuyết quyết đoán cho rằng tất cả những chuyện này đều do Đường Dĩnh bày trò, nhất định là do Đường Dĩnh muốn báo thù mình, khiến cho mình khó coi. Chỉ là, cái giá phải trả cũng quá lớn. Vòng tay 8 triệu nhân dân tệ, cô đến nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như đối phương nhất định cắn chặt không buông, nhất định nói rằng do chính cô làm hư, vậy thì hôm nay rắc rối to rồi. Đường Dĩnh xấu hổ hóa phẫn nộ nói, được lắm Đường Mộc Tuyết, bản thân va vào người khác, làm vỡ đồ của người ta vậy mà lại vu oan hãm hại tôi. Cô nói rằng do tôi đẩy cô có chứng cứ không? Cô nhất định phải lấy chứng cứ ra đây. Nhìn dáng vẻ người đàn bà chanh chua của Đường Dĩnh, Đường Mộc Tuyết triệt để cảm thấy hoang mang. Khách sạn Đông Phương Kim Đỉnh này chính là khách sạn 5 sao, nghe nói chính là tài sản do cung gia tộc lớn mạnh nhất tại thành phố Trung Nguyên đầu tư. Cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé, làm sao có tư cách yêu cầu khách sạn Đông Phương Kim Đỉnh kiểm tra camera. Cô không có tư cách, dù cho là Đường gia cũng không có tư cách. Dù sao, đây cũng là nơi cung gia đầu tư, chắc chắn không hề bán thể diện cho người bình thường, giống như một gia tộc hạng hai như Đường gia, giá trị chỉ khoảng 10 tỷ làm sao có thể sánh bằng cung gia, căn bản chính là không cùng một đẳng cấp. Dù cho Đường lão thái thái ra mặt, cung gia cũng sẽ không để ý đến. Đúng vậy đó, Đường Mộc Tuyết, bản thân cô va chạm vào người khác còn vu oan giá họa cho Dĩnh Dĩnh, thật sự quá đáng. Đường Hạo dạng vẻ tức giận phừng phừng bước lên phía trước. Cả đám người dòng chính Đường gia hận không thể nhìn thấy Đường Mộc Tuyết xấu mặt, gặp phải chuyện như thế này, cả đám người liền nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đường Mộc Tuyết, bản thân cô đã làm sai, vậy mà lại nói Đường Dĩnh không đúng, cô có chút trách nhiệm nào không? Không sai, nếu như một chút trách nhiệm cô cũng không có, vậy thì chức vụ chủ quản cao cấp của Đường gia cô cũng nên nhanh chóng từ chức đi, tránh cho sau này cô phạm phải sai lầm gì lại vu oan giá họa lên đầu chúng tôi. Thật không nghĩ đến Đường Mộc Tuyết vậy mà lại là loại người như vậy, thật sự khiến cho người khác cảm thấy thất vọng. Ba người Thành Hổ, nghe đám người Đường gia ồn ào bàn tán như vậy, ánh mắt của từng người khách mời đến tham dự buổi tiệc cuối năm Đường gia khi nhìn Đường Mộc Tuyết liền tràn ngập khinh thường. Và chúng người khác, vậy mà còn không dám thừa nhận, thật là nực cười. Lớn lên xinh đẹp thì đã sao chứ? Có một vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại ẩn chứa một trái tim ác động. Bản thân va chạm vào người khác. Vậy mà còn vu oan cho em họ của mình, thật sự khiến cho người khác không cách nào chấp nhận được. Trên khuôn mặt già nua của Đường lão thái thái hiện lên một nụ cười lạnh, trong lòng bà âm thầm khen ngợi Đường Dĩnh. Khách sạn Đông Phương Kim Đỉnh này chính là tài sản thuộc sở hữu của cung gia Trung Nguyên, ngay đến cả bà cũng không cách nào kiểm tra camera, chứ đừng nói là Đường Mộc Tuyết. Sự việc đến nước này, Đường Mộc Tuyết làm hư hại đồ của người khác, không có camera chứng minh. Vậy thì thanh danh cũng giống như đất bùn rơi trên quần có phải là thứ gì dơ bẩn hay không cũng không có gì khác biệt. Mộc Tuyết, có chuyện gì vậy? Dương Tiêu vừa bước vào nhà vệ sinh, không ngờ được khi hắn vừa bước ra Đường Mộc Tuyết lại trở thành tâm điểm chú ý của người khác. Nhìn thấy Dương Tiêu đã quay trở lại, Đường Mộc Tuyết hoảng hốt tóm chặt lấy cánh tay của anh. Dương Tiêu, anh phải tin tưởng em căn bản không hề đụng vào người khác. Mộc Tuyết, em đừng kích động, em nói rõ chi tiết mọi chuyện cho anh nghe. Dương Tiêu nhíu mày nói. Nhìn thấy dáng vẻ hoa dung thất sắc của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu lại chiếc vòng tay phỉ thúy đã bị bể nát rơi vãi dưới đất cùng với khuôn mặt nham hiểm của đám người Đường gia, hắn liền biết được rằng, trong thời gian mà mình vừa rời khỏi, Đường Mộc Tuyết đã bị người ta ám hại. Hai mắt của người đàn ông thô kệch kia gần như phun ra lửa, hắn ta tóm lấy cổ áo của Dương Tiêu, tức giận hét lên, tiểu tử kia, cậu chính là người đàn ông của tiện nhân này sao? Tôi nói cho cậu biết tiện nhân này đã làm vỡ món đồ quý giá mà chủ nhân nhà chúng tôi muốn dành tặng cho khách quý, trị giá 8 triệu nhân dân tệ, còn là giá nội bộ mới mua được. Cả đám khách quý toàn bộ đều bước lên chăm chú quan sát. Màu xanh của chiếc vòng phỉ thúy này vô cùng tinh khiết, e rằng là phỉ thúy cao cấp. Điều này còn cần phải nói hay sao? Giá nội bộ 8 triệu nhân dân tệ, nhất định là phỉ thúy cao cấp. Đường Mộc Tuyết xem ra gặp rắc rối lớn rồi đây. Chậc chậc, Đường Mộc Tuyết này chỉ có được dáng vẻ đẹp đẽ, nhưng lòng dạ rắn rết, bản thân đụng chúng người khác còn đi vu oan cho người trong gia tộc, chuyện này thật sự khiến người khác coi thường. Nghe thấy lời nhận xét của toàn bộ khách quý đến dự tiệc, sắc mặt Đường Mộc Tuyết không còn chút máu nào. Tôi không có, tôi không có. Đường Mộc Tuyết giây phút này thật sự đã bị dọa sợ. 8 triệu nhân dân tệ, giá nội bộ 8 triệu nhân dân tệ một chiếc vòng phi thúy, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Người đàn ông thô kệch kia lên tiếng,
không sai, đây chính là chiếc vòng tay phỉ thúy được chế tác từ phỉ thúy lão khanh thủy tinh chủng cao cấp, cũng là món quà mà chủ nhân nhà chúng tôi đem tặng cho người khác. Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, chuyện này cậu nhất định phải có một câu trả lời cho tôi thật lòng nói cho cậu biết, chuyện này căn bản không thể nào dùng tiền để giải quyết được đâu. Người đàn ông thô kệch kia vừa dứt lời, cả hiện trường lập tức kinh ngạc thốt lên. Tôi không nghe lầm chứ? Phỉ thúy lão khanh thủy tinh chủng, đây chính là loại phỉ thúy hiếm có khó tìm, những món đồ trang sức được chế tác từ loại phỉ thúy này, giá trị liên thành. Đường Hạo cùng Đường Dĩnh cũng kinh ngạc, bọn họ thật sự không ngờ rằng trong chiếc hộp tinh xảo đó vậy mà lại là phỉ thúy cao cấp nhất. Lão khanh thủy tinh chủng chính là chỉ loại ngọc bích thường có ánh thủy tinh, kết cấu mịn, tinh khiết và hoàn mỹ không chút khiếm khuyết, màu sắc thuần khiết, sáng ngời, nồng đậm, lục sắc đồng đều. Lão khanh thủy tinh chủng chính là loại phỉ thúy cao cấp cùng thượng đẳng nhật. Những loại phỉ thúy cao cấp hơn chính là đế vương lục cùng tổ mẫu lục nổi danh, bất kể là đế vương lục hay tổ mẫu lục, đều là những báu vật quý giá chỉ có thể gặp không thể cầu. Đường Mộc Tuyết nhất định gặp phiền phức lớn rồi. Cả đám người dòng chính Đường ra hả hê vui sướng khi nhìn thấy có người bị hại. Đường Hạo, Đường Dĩnh liếc mắt nhìn nhau, giảo hoạt mỉm cười. Đường Mộc Tuyết, tiếp theo đây cô tiêu đời rồi. 8 triệu nhân dân tệ không phải là số tiền cô có thể chịu trách nhiệm được đâu. Còn có Dương Tiêu tên vô dụng kia cũng ngây ngốc rồi đúng không? Trong lòng Đường lão thái thái cũng không ngừng cười lạnh, 8 triệu nhân dân tệ bà nhất định sẽ không giúp đỡ, các người cứ chờ đem biệt thự đi bán vậy. Người đàn ông thô kệch kia tức giận nhìn Dương Tiêu nói, tiểu tử, cậu còn đang lề mề cái gì? Còn không nhanh đưa ra cho tôi một câu trả lời, tôi nếu như không có câu trả lời thích đáng. Nhất định sẽ sống mái một phen với cả nhà cậu. Nghe lời này của người đàn ông thô kệch kia, đám người Đường Hạo, Đường Dĩnh càng thêm vui sướng. Bọn họ chính là hận không thể dồn Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết vào chỗ chết. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết trở nên trắng bệch, hoàn toàn không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Tiêu nhíu chặt chân mày, lời nói của người đàn ông thô kệch này khiến cho hắn cảm thấy phản cảm. Chính ngay lúc Dương Tiêu chuẩn bị lên tiếng phản bác, thì một giọng nói tức giận vang lên, Châu Thương, tôi bảo cậu mang đồ đạc đến đây, cậu lại ở nơi này gây chuyện gì vậy? Không lẽ không biết hôm nay tôi mở tiệc mời khách quý hay sao? Dưới ánh mắt tập trung chú ý của tất cả mọi người, chỉ nhìn thấy hình kiến không giận mà uy hiên ngang bước đến. Nghe thấy giọng nói phẫn nộ vang lên, tất cả mọi người ở hiện trường liền đồng loạt quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang. Thân thể thẳng đứng, đang hiên ngang bước đến. Người đàn ông trung niên kia khí chất bất phàm, trên mặt đeo một chiếc kính gọng vàng, thoạt nhìn giống như một quý nhân, nhưng uy nghiêm toát ra từ trong xương cốt khiến người ta không rét mà run. Đây, không phải là cục trưởng Hình Hình Kiến đến từ Hình gia một trong thập đại hào môn của thành phố Trung Nguyên sao? Khi nhìn rõ người đến là ai, cả đám người ở hiện trường liên tiếp kinh ngạc không thôi. Cái gì, Hình Kiến của Hình gia? Nhất thời. Cả đám người Đường ra có mặt tại hiện trường khi nhìn khuôn mặt uy nghiêm của Hình Kiến, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thành phố Trung Nguyên rộng lớn, lấy tứ đại gia tộc cùng thập đại hào môn là chính, Hình gia chính là một trong 10 đại hào, cũng là gia tộc hào môn đứng đầu. Hình gia có Song Long, anh cả chính là Đại Long Hình Kiến, Nhị Long chính là Hình Hình, Hình Kiến chính là người trong bộ máy nhà nước, cục trưởng cục công an thành phố Trung Nguyên, việc thăng quan tiền chức cũng không còn bao xa. Còn Nhị Long của Hình gia chính là gia chủ hiện tại Hình Thiên, một lòng dốc sức kinh doanh. Hình gia Song Long liên thủ, một đường đưa Hình gia gây dựng rực rỡ. Đường Dĩnh biết rõ Đường gia không thể nào đắc tội được với Hình gia, cô tức giận nói, Đường Mộc Tuyết, tôi vừa rồi cũng đã nói rồi, cô gây nên chuyện lớn rồi, bây giờ thì tốt rồi. Vậy mà lại phá hỏng món đồ bảo bối cục trưởng Hình muốn đem tặng người khác, còn muốn hất nước bắn lên người tôi, thật là bỉ ổi. Đúng vậy. Đường Mộc Tuyết, cô thật khiến người khác cảm thấy kinh tởm. Đường Hạo lớn tiếng hét lên. Dứt lời, hai người liền chủ động lùi lại, chỉ sợ rằng Hình Kiến phát huy, liên lụy lên hai người bọn họ. Đám người Đường ra kẻ nào cũng tinh danh hơn người khác, toàn bộ đều đứng lui ra xa, tránh cho cá trong chậu gặp tai họa. Khách mời tại hiện trường cũng liên tục đổ trách nhiệm lên người Đường Mộc Tuyết. Thật là nực cười, cái chó má gì gọi là đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên chứ? Rõ ràng chính là một người phụ nữ nham hiểm chỉ biết phụ oan giá họa cho người trong tộc mà thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người nhanh chóng lùi lại, tránh cho người phụ nữ ác độc này vụ oan cho chúng ta. Người được mời đến tham dự tại buổi tiệc Đường gia,
đại đa số đều là những gia tộc hạng 2, hạng 3, còn gia tộc hạng 1 thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái gì gọi là thực lực quyết định được mối quan hệ của Đường gia cùng lắm chỉ quen biết được hai gia tộc hạng nhất mà thôi. Còn tứ đại gia tộc cùng thập đại hào môn, chỉ là sự tồn tại đáng để bọn họ ngước mắt nhìn mà thôi. Tiêu chí đánh giá các gia tộc hạng nhất ở thành phố Trung Nguyên chính là tổng tài sản của gia tộc phải lên đến 300 triệu nhân dân tệ. Tài sản thấp nhất của một hào môn trong thập đại hào môn cũng ngót nghét gần 100 triệu nhân dân tệ, chứ đừng nói đến tứ đại thế gia. Cũng vì vậy, dù cho ở hiện trường có vài người đại diện của các gia tộc hạng nhất, nhưng khi đứng trước mặt Hình Kiến, cũng không có tư cách lên tiếng. Đường Mộc Tuyết toàn thân run rẩy, nước mắt ủy khuất như muốn tuôn rơi. Rõ ràng chính là do Đường Dĩnh ở phía sau đẩy cô, vậy thì dựa vào cái gì lại đây mọi trách nhiệm lên đầu cô chứ? Trong lòng Đường Dĩnh không ngừng cười lạnh, cô hiện tại chính là muốn chỉnh chết hai vợ chồng Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Cô không thể không rõ ràng nhận sự uất ức này, càng không thể khiến cho Dương Tiêu phải chịu sự thù hận từ Hình gia. Đường Mộc Tuyết hít sâu một hơi, bước đến trước mặt Hình Kiến nói, xin chào cục trưởng Hình, tôi là Đường Mộc Tuyết, liên quan đến chuyện làm hư vòng tay phỉ thúy của ngài, tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng chuyện này hoàn toàn không phải ý muốn của tôi, là có người ở phía sau đẩy ngã, tôi có thể dùng nhân cách của mình ra làm bảo đảm. Lấy nhân cách ra để đảm bảo, thật là nực cười, Đường Dĩnh khinh thường cười một tiếng. Đường Hạo phụ họa nói, Đường Mộc Tuyết, nhân cách của cô thì đáng giá bao nhiêu tiền? Cục trưởng Hình một ngày bận rộn biết bao nhiêu chuyện, làm gì có thời gian nghe những lời ma quỷ này của cô. Trên khuôn mặt già nua của Đường lão thái thái chỉ có sự khinh thường, bà vô cùng rõ ràng, Đường Mộc Tuyết đứng trước mặt cục trưởng Hình chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi, cục trưởng Hình căn bản sẽ không để ý đến cô ta. Nhận thấy được Hình Kiến thật sự phẫn nộ, Đường Mộc Tuyết lặp lại lần nữa, cục trưởng Hình, xin ông nhất định phải tin tôi. Thứ đồ hỗn đáng này, tôi nhất định sẽ bị các người hại chết. Người đàn ông thô kệch châu thương kia, làm sao dám hỗn xược trước mặt Hình Kiến, ông ta chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết, sau đó đến trước mặt Hình Kiến nói, Hình tiên sinh, vừa rồi chính là do ả tiện nhân này làm vỡ vòng tay. Phỉ thúy, tôi vô cùng chắc chắn. Liếc mắt nhìn xung quanh sảnh khách sạn, Hình Kiến hít sâu một hơi, khuôn mặt âm trầm tức giận đến mức muốn đóng băng. Nhìn thấy sắc mặt của Hình Kiến, tất cả mọi người đều biết, Hình Kiến đã tức giận, tuyệt đối tức giận rồi. Người có thể khiến Hình Kiến đích thân tiếp đãi có thể là người bình thường sao? Tất cả mọi người ở hiện trường cũng không phải là kẻ ngốc, bọn họ tất nhiên có thể nhận ra được, chiếc vòng tay 8 triệu nhân dân tệ kia chính là dùng để tặng cho vị khách quý kia. Hình gia chính là sự tồn tại trong danh sách thập đại hào môn của thành phố Trung Nguyên, người xứng đáng nhận được sự tiếp đãi nồng hậu của Hình Kiến cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không lẽ chính là người của tứ đại gia tộc? Nghĩ đến việc Đường Mộc Tuyết đã đem bảo bối chuẩn bị tặng cho tứ đại gia tộc phá hư, cả đám người Đường gia càng vui mừng khắp khởi khi nhìn thấy người mang họa. Nếu như thật sự như vậy, Đường Mộc Tuyết này xem như triệt để tiêu tùng rồi. Dưới ánh mắt chăm chú quan sát của tất cả mọi người, Hình Kiến lạnh giọng nói, tát miệng. Vâng, người đàn ông thô kệch, khuôn mặt nham hiểm bước về phía Đường Mộc Tuyết. Nhìn thấy người đàn ông thô kệch kia đang đi về hướng Đường Mộc Tuyết, Đường Dĩnh hưng phấn nói, tát cô ta. Hung hăng mà tát cô ta. Đường lão thái thái cùng Đường Hạo bắt đầu cười lạnh, bọn họ chính là đang nôn nóng được xem cảnh Đường Mộc Tuyết bị người khác đánh. Hỗn xược, châu thương, tôi kêu anh tát chính mình. Hình Kiến tức giận nói. Cái gì, ra lệnh cho người đàn ông thô kệch kia đánh chính mình. Nhất thời, cả đám người có mặt tại hiện trường đầu óc mờ, mịt, không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Đường Mộc Tuyết làm vỡ chiếc vòng phi thúy Hình Kiến đích thân lựa chọn. Không phải nên đánh Đường Mộc Tuyết hay ao. Đường Mộc Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc, đến bản thân cô cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra. Người đàn ông thô kệch châu thương kia sợ hãi đến mức vã mồ hôi lạnh, lập tức đứng thẳng người, một bàn tay tát lên sườn mặt của mình, sau đó nhìn sang Hình Kiến hoảng hốt nói, Hình tiên sinh, tôi biết sai rồi, tôi không nên phạm phải sai lầm tầm thường như vậy, Hình tiên sinh, xin cho tôi một cơ hội, từ nay về sau tôi sẽ không dám tái phạm nữa. Trong nhận thức của người đàn ông thô kệch châu thương kia, nhất định là do bản thân đã phạm phải sai lầm tầm thường nào đó nên mới chọc giận đến Hình Kiến. Anh biết sai rồi sao? Anh cảm thấy lỗi sai của anh chính là không bảo quản tốt món đỏ trang sức kia sao? Hình Kiến nghiêm mặt giáo huân. Người đàn ông thô kệch châu thương nghệt mặt ra nhìn.
không lẽ lỗi sai hắn phạm phải không phải là tội không bảo quản tốt món đồ trang sức kia sao? Cả đám người cũng mờ mịt không rõ, bọn họ thật sự không hiểu được suy nghĩ trong đầu Hình Kiến. Dưới sự thắc mắc của tất cả mọi người, Hình Kiến tức giận nói, lỗi sai của anh chính là đã khinh nhờn Đường tiểu thư, khinh nhờn Dương tiên sinh. Cái gì? Khinh nhờn Đường tiểu thư, khinh nhờn Dương tiên sinh. Giọng nói Hình Kiến hữu lực vang lên, không khác nào một đạo sét đánh vang lên giữa dòng người. Đường tiểu thư, Dương tiên sinh, chuyện này, rốt cuộc như thế nào? Nghe câu nói này của Hình Kiến, tất cả mọi người ở hiện trường đều nghệt mặt ra nhìn, bọn họ thật sự không ngờ chuyện này lại xảy ra theo hướng kinh người đến như vậy. Phải biết rằng, Hình Kiến hôm nay biết được Đường gia vì tổ chức tiệc tại Đông Phương Kim Đỉnh đã bao một nửa sảnh khách sạn, nên Hình Kiến mới bao một nửa sảnh còn lại. Dương Tiêu từng cứu phụ thân của ông, Hình Kiến là một người tri ân báo đáp, ông đã dự định đêm nay phải báo đáp Dương Tiêu thật tốt, nên đặc biệt dùng giá nội bộ 8 triệu nhân dân tệ để mua lại chiếc vòng phỉ thúy tinh xảo, chuẩn bị đem tặng Dương Tiêu như món quà cảm tạ. Nhưng ai có thể ngờ được, bản thân vừa xử lý xong công vụ, vừa đến hiện trường liền phát hiện có người gây náo loạn ra chuyện không vui như vậy. Dưới sự quan sát của tất cả mọi người, cả khuôn mặt Hình Kiến lộ vẻ xin lỗi bước lên phía trước ân cần nói, Dương tiên sinh, ngài không hoảng sợ chứ? Dương tiên sinh, xưng hô còn dùng ngài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thái độ cung kính Hình Kiến dành cho Dương Tiêu, mi mắt tất cả mọi người không ngừng điên cuồng giật, Đường Dĩnh, Đường Hạo há hốc mồm, một cỗ khí lạnh bốc lên từ chân lên đến đỉnh đầu. Đường Hạo, Đường Dĩnh chỉ cảm thấy máu huyết trong cơ thể mình đều không ngừng đông đặc lại, trực giác nói cho bọn họ biết rằng, có lẽ lần này bọn họ đã vướng vào rắc rối lớn rồi. Hiện tại bất kể là người dòng chính Đường gia hay tất cả khách mời tại Đường gia đều ngây người, bọn họ cho rằng bản thân đang nằm mơ, dùng sức nhéo vào bản thân mình, cảm giác đau đớn truyền đến nói cho bọn họ biết tất cả không phải là nằm mơ. Nhìn thái độ cung kính Hình Kiến dành cho Dương Tiêu, đến mức một người vẫn luôn giữ trạng thái bình tĩnh như, Đường lão thái thái cũng không cách nào kiềm chế được, hai mắt co rút, trong lòng càng trầm lặng. Đường Mộc Tuyết cũng không cách nào bình tĩnh được, trong tim cô, Hình gia kia chính là sự tồn tại không cách nào với tới được, còn Hình Kiến chính là một đại nhân vật nổi danh khắp thành phố Trung Nguyên. Chính vào giây phút này, thái độ cung kính của Hình Kiến dành cho Dương Tiêu khiến cho người khác khó lòng tin tưởng được, dù cho Đường Mộc Tuyết trước giờ vẫn luôn trầm ổn, nhưng trong lòng không ngừng gợn sóng. Cái gì, tên tiểu tử này chính là Dương tiên sinh, thân thể người đàn ông thô kệch châu thương nhất thời run rẩy. Hắn biết rõ, vị khách hôm nay Hình Kiến tiếp đãi chính là Dương tiên sinh. Nhưng không ngờ rằng bản thân có mắt như mù, vậy mà lại đắc tội đến Dương tiên sinh. Nghĩ đến đây, Châu Thương lại ra sức tát thẳng lên mặt mình, hắn hoảng hốt nói, xin lỗi Dương tiên sinh, thật xin lỗi. Vừa nói, Châu Thương liền liên tục tát thẳng lên mặt mình, giống như không cảm giác như sự đau đớn trên mặt. Châu Thương cũng đã từng nghe ra, Dương tiên sinh này y thuật thông thiên, có thể chữa trị Hình lão gia từ quỷ môn quan khôi phục bình thường. Cho nên Dương tiên sinh chính là ân nhân của Hình gia, hắn mạo phạm đến ân nhân của Hình gia, không trách được Hình Kiến lại nổi trận lôi đình như vậy. Dương Tiêu vội vàng ngăn lại nói, không sao, tôi có thể thấu hiểu được, dù sao đây cũng không phải là trách nhiệm của anh. Nghe câu nói này của Dương Tiêu, Châu Thương như được đại xá, bởi vì hắn biết rõ, nếu như Dương Tiêu tiếp tục truy cứu tội vô lễ của hắn, vậy thì Hình Kiến nhất định sẽ khiến hắn chịu hoàn toàn trách nhiệm. Giây phút này, Dương Tiêu nhìn sang Hình Kiến cười nhạt nói, cục trưởng Hình, tôi không sao cả, chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi, không cần truy cứu trách nhiệm của anh ta. Dương tiên sinh rộng lượng, ánh mắt Hình Kiến khi nhìn Dương Tiêu càng thêm tán thưởng. Không xiểm nịnh, phân rõ trắng đen, vô cùng hiếm thấy. Loại người này, tuyệt đối không phải là tên phế vật Đường gia đơn giản như vậy. Hình Kiến lại một lần nữa giáo huấn Châu Thương, còn ngây người ra đó làm gì? Còn không nhanh xin lỗi em dâu. Khi nghe thấy câu nói này của Hình Kiến, cả hội trường đông đúc liền lâm vào một khoảng im lặng, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Không ít người há hốc mồm, ngơ ngắn nhìn tình cảnh trước mắt, đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Em dâu, là ai chứ? Đường Mộc Tuyết sao? Đường Mộc Tuyết vậy mà lại là em dâu của Hình Kiến. Còn bà nó đây là tình huống gì chứ? Châu Thương hoảng hốt bất an đến đứng trước mặt Đường Mộc Tuyết. Sắc mặt hồi hận nói, Đường tiểu thư, thật xin lỗi, vừa rồi cũng do tôi quá gấp gáp, mong cô lượng thứ. Đường Mộc Tuyết đặc biệt kinh ngạc,
cô như thế nào cũng không ngờ đến rằng người đàn ông thô kệch vừa rồi còn nổi trận lôi đình với mình hiện tại xoay người lại cung kính xin lỗi. Có điều, Dương Tiêu vô cùng hiểu rõ, tất cả những chuyện này đều vì Dương Tiêu. Nếu như không có Dương Tiêu, e rằng chuyện hôm nay căn bản không cách nào cho qua như vậy. Hình Kiến khuôn mặt mang ý xin lỗi, hạ thấp tư thế, bất lực nở nụ cười, em dâu này, khiến em chê cười rồi, người làm trong nhà không hiểu chuyện, tôi thay mặt xin lỗi em dâu vậy. Không, không vấn đề gì, không có vấn đề gì. Đường Mộc Tuyết thụ sủng nhược kinh. Ngày bình thường, chỉ dựa vào thân phận của cô, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với đại nhân vật như Hình Kiến. Hiện nay, Hình Kiến lại đích thân xin lỗi cô, khiến cho Đường Mộc Tuyết nhất thời không cách nào thích ứng được. Mọi người có mặt tại hiện trường không ngừng dâng lên từng đợt sóng, bọn họ bị tình cảnh trước mặt làm chấn động đến. Kẻ nào cũng không dám tin, lão đại Hình gia Hình Kiến của một trong thập đại hào môn Trung Nguyên vậy mà lại khách khí với Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết như vậy. Dương Tiêu chỉ lên chiếc vòng phỉ thúy bị vỡ dưới nền đất nói, cặp vòng phỉ thúy này bao nhiêu tiền? Hình như khoảng 8 triệu nhân dân tệ đúng không? Bất kể như thế nào, oan có đầu nợ có chủ, nếu như đã đập vỡ đồ đạc của người khác thì phải đền tiền. Còn số tiền này phải trả như thế nào, ai là người phải trả, thì chính là một cách giải quyết khác. Hình Kiến cho rằng Dương Tiêu muốn bồi thường, liền vội vàng vẫy tay nói, hay. Dương tiên sinh cậu khách sáo rồi, vốn dĩ là món đồ tôi muốn tặng cho em dâu, nếu như em dâu đã bất cẩn làm vỡ thì cứ vỡ thôi, cũng không có gì cả, nếu như Dương tiên sinh thích, trong nhà Hình gia vẫn còn vài chiếc vòng tay phỉ thúy, ngọc quan âm, sau này ngài thích món đồ nào cứ tự nhiên lấy. Chợt. Nghe câu nói này của Hình Kiến, hơn 100 người tại hiện trường rộng lớn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vòng tay phỉ thúy trị giá 8 triệu nhân dân tệ chính là đem tặng cho Đường Mộc Tuyết. Không phải chứ? Đường Mộc Tuyết ngây người, cô không tin được lấy tay che lại đôi môi đỏ gợi cảm của mình. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười, xem ra người đàn ông Hình Kiến này vẫn nhớ đến việc bản thân hắn đã từng cứu Hình lão gia, đây rõ ràng chính là muốn báo đáp mình một phen. Phải biết rằng chuyện này đối với Hình Kiến mà nói, Dương Tiêu chính là ân nhân của Hình gia, phụ thân ông một tay nuôi ông trưởng thành cũng không dễ dàng gì. Dương Tiêu này đã cứu sống phụ thân của mình, đừng nói là chỉ có 8 triệu nhân dân tệ, đến 80 triệu nhân dân tệ Hình Kiến cũng có thể trả được. Nhìn sang Hình Kiến, Dương Tiêu cười khổ một tiếng nói, tôi không hề có ý này, ý của tôi chính là chiếc vòng này bất kể tặng cho ai, thì người làm vỡ nó cũng phải bồi thường, lại nói, vừa rồi cũng không phải là ý muốn của Mộc Tuyết. Mộc Tuyết cũng không thể vô duyên vô cớ chịu sự uất ức này. Lời này vừa nói ra, tất cả khách mời có mặt tại hiện trường đều thay đổi sắc mặt. Không lẽ vừa rồi thật sự không phải do Đường Mộc Tuyết gây ra hay sao? Ánh mắt Đường Dĩnh lúc này có chút đờ đẫn, tên Dương Tiêu kia rõ ràng đang truy cứu trách nhiệm của cô đây mà. Anh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đợi lát nữa nếu điều tra ra được em chính là người đẩy Đường Mộc Tuyết, vậy thì em Tiêu đời chắc rồi. Đường Dĩnh sợ đến mức suýt bật khóc. Sự tồn tại của Hình gia tại Trung Nguyên có ý nghĩa như thế nào, cô tất nhiên rõ ràng hơn ai hết. Đợi lát nữa Hình Kiến chút tức giận lên người cô, hậu quả sau này hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Đường Hạo cũng hoảng hốt không kém, hắn hoàn toàn không ngờ được tên phế vật Dương Tiêu này vậy mà lại muốn truy xét trách nhiệm Đường Dĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, nơi này là địa bàn của cung gia, Hình gia dù cho là thập đại hào môn. Nhưng cung gia cũng chưa chắc bán mặt mũi cho bọn họ. Đường Hạo trấn an nói. Hình Kiến là người thông minh, ông làm cảnh sát nhiều năm, vừa liếc mắt liền có thể nhận ra Đường Mộc Tuyết không hề nói dối. Hình Kiến đối diện với người đàn ông thô kệch châu thương trầm giọng nói, coi chừng những người ở nơi này cho tôi, kẻ nào dám chạy trốn tuyệt đối không tha. Vâng, người đàn ông thô kệch châu thương nghiêm túc nói. Hình Kiến liếc mắt nhìn đám người xung quanh mọi người vui lòng phối hợp với chúng tôi. Tôi hôm nay nhất định phải tra ra chân tướng, trả cho em dâu tôi một sự trong sạch, nếu như kẻ nào dám có lòng riêng tư, thì đừng trách Hình mỗ tôi không khách khí. Cảm nhận được hàn ý từ trên người Hình Kiến, một đám người liền câm như hến, ai cũng không dám tùy tiện động đậy. Hình gia gia sản đồ sộ, cũng không phải là đối tượng mà bọn họ có thể đắc tội được đâu. Mục lão thái thái trong lòng khẽ giật mình, mưu kế không thành, nhưng đáng tiếc, trước mặt Hình Kiến bà căn bản không dám động đậy. Chỉ có thể chấp nhận sự trừng phạt từ số phận. Sắc mặt Đường Dĩnh trắng bệch, Tiêu rồi, Tiêu đời rồi, em nhất định sẽ bị điều tra ra. Cả sảnh hiện trường rộng lớn, 360 độ không góc chết, toàn bộ đều được lắp camera, chỉ cần điều tra cô nhất định sẽ bị điều tra ra.
Đường Hạo an ủi nói, Dĩnh Dĩnh, Cung gia tuyệt đối không nề mặt Hình Kiến, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Hình Kiến lập tức lấy điện thoại gọi điện thoại đến cho gia chủ Cung gia, Cung Minh. Cung Minh lúc này đang luyện thể hình, khi nhìn thấy điện thoại gọi đến liền lập tức xem như không thấy. Đúng vậy, Cung gia dù sao cũng là gia tộc thế gia hùng mạnh nhất thành phố Trung Nguyên, dù cho là Hình Kiến thì cũng chưa chắc ông sẽ nể mặt. Điện thoại không kết nối được, sắc mặt Hình Kiến có chút khó coi, ông liền tiếp tục gọi thêm một cuộc điện thoại sang. Nhìn thấy Hình Kiến lại gọi điện, Cung Danh nhíu mày, cho rằng con cháu Cung gia ở bên ngoài gây họa, bị Hình Kiến tóm được. Lần này, Cung Danh quyết định nhận điện thoại, cục trưởng Hình, thời điểm này gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì quan trọng sao? Xin chào, Cung tiên sinh, hiện tại tôi đang ở khách sạn Đông Phương Kim Đỉnh, có một món đồ bị đập vỡ, muốn kiểm tra hệ thống camera, không biết có thuận tiện hay không? Hình Kiến nói, ôi đồ đạc bị đập vỡ rồi sao? Cung Danh không mặn không nhạt nói. Khách sạn Đông Phương Kim Đỉnh chính là khách sạn 5 sao do Cung gia đầu tư, chủ yếu không dùng để kiếm lợi nhuận, mà là nơi bọn họ dùng để tiếp đãi khách quý. Nghe giọng điệu này của Cung Danh, Hình Kiến liền biết rằng chuyện này đối với Cung Danh mà nói, đây chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt lông gà lông vịt mà thôi. Hình Kiến tiếp tục nói, lần này phải làm phiền đến Cung tiên sinh rồi, đây là món quà tôi muốn tặng cho Dương tiên sinh. Hả, Dương tiên sinh? Dương tiên sinh nào? Cung Danh đột nhiên kinh ngạc nói. Hình Kiến không nghĩ đến Cung Danh lại có phản ứng lớn như vậy, ông liền trực tiếp nói, Đường gia, Dương Tiêu, Dương tiên sinh. Sau khi đã xác định được thân phận của Dương Tiêu, Cung Danh liền nghiêm túc nói, chuyện này tôi đã biết, tôi lập tức gọi điện cho quản lý khách sạn. Sau khi ngắt điện thoại, ánh mắt Hình Kiến nhìn Dương Tiêu cũng lập tức thay đổi, ông có thể đoán được rằng Dương Tiêu không phải là người bình thường. Nhưng không nghĩ đến Cung Danh sau khi nghe thấy tên tuổi của Dương Tiêu, liền lập tức nể mặt. Không lâu sau, camera được mang đến. Trong băng video rõ ràng tái hiện lại cảnh khi Châu Thương khi đi ngang đường Mộc Tuyết, thì đường Mộc Tuyết đã bị Đường Dĩnh dùng lực xô đầy. Không nghĩ đến vậy mà lại do Đường Dĩnh cố ý làm ra, xem ra chúng ta đã hiểu lầm đường Mộc Tuyết rồi. Sau khi xem xong băng ghi hình, cả đám người ở hiện trường liền lập tức hiểu ra vấn đề. Chân tướng được phơi bày. Sắc mặt cùng ánh mắt uy nghiêm của Hình Kiến, không giận mà uy nhìn về phía Đường Dĩnh, vị nữ sĩ này, hiện tại có phải cô nên cho tôi một lời giải thích hay không? Một cỗ hàn khí ập đến trước mặt, Đường Dĩnh sợ đến mức toàn thân run rẩy, cả khuôn mặt không chút huyết sắc nào, ngồi bệt trên nền đất. Tiêu rồi, tiêu đời rồi, Đường Dĩnh biết rõ, tiếp theo đây bản thân tuyệt đối tiêu đời rồi. Đối diện với Hình Kiến, Đường Dĩnh có chỗ nào dám không thừa nhận, giọng nói run rẩy nói, xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi quả thật không có ý, khi tôi đi ngang qua cô ấy, không cẩn thận chật chân nên mới đụng vào đường Mộc Tuyết. Đường Dĩnh vô cùng rõ ràng, trước mặt Hình Kiến, cô cái gì cũng không phải, nếu như còn dám ngụy biện, e rằng Hình Kiến sẽ không chừa chút mặt mũi nào cho Đường ra mà cho người bắt cô lại. Ánh mắt của tất cả khách mời tại hiện trường khi nhìn Đường Dĩnh càng trở nên khinh thường hơn. Thật không nghĩ đến Đường Dĩnh của Đường ra lại làm ra chuyện như vậy, vừa rồi tôi đã nói gì chứ? Danh tiếng của đường Mộc Tuyết rất tốt, làm sao có thể xảy ra chuyện đụng người lại không nhận được chứ? Đúng vậy, vừa rồi tôi đã nghi ngờ là do Đường Dĩnh gây ra rồi, dù sao khi chuyện đó xảy ra, người đứng phía sau đường Mộc Tuyết chính là Đường Dĩnh. Đúng vậy, không ngờ rằng Đường gia lại có loại người như vậy, nếu như trong gia tộc chúng ta xuất hiện loại người như vậy, trực tiếp trục xuất khỏi gia tộc. Sắc mặt cả đám người dòng chính Đường gia đều đặc biệt khó coi, bọn họ chính là muốn đường Mộc Tuyết xấu hổ. Nhưng ai có thể ngờ được đến cuối cùng lại do Đường Dĩnh tự biên tự diễn. 8 triệu nhân dân tệ, món trang sức trị giá 8 triệu nhân dân tệ, Đường Dĩnh triệt để ngây ngốc rồi. Trong lòng Đường Dĩnh lúc này không ngừng hét vang, Dương Tiêu, Đường Dĩnh tôi vẫn chưa xong với anh đâu. Đường Dĩnh thật sự sắp bị bức điên, cô thật sự muốn lấy đao chém chết Dương Tiêu, chuyện tốt của bản thân lại bị tên phế vật Dương Tiêu phá nát. Sắc mặt Hình Kiến nghiêm trọng, Dương Tiêu chính là ân nhân của Hình gia. Đường Mộc Tuyết là vợ của Dương Tiêu, vậy tất nhiên cũng là ân nhân của Hình gia. Ân nhân bị người khác khinh nhờn, chuyện này quả thật đáng hận. Đường Hạo làm sao có thể trơ mắt nhìn Đường Dĩnh lâm vào con đường vạn kiếp bất phục, hắn vội vàng đến trước mặt Đường Lão Thái Thái, bà nội, mau nghĩ cách cứu Dĩnh Dĩnh. Trong lòng Đường Lão Thái Thái vô cùng hoảng sợ, Hình gia không phải là gia tộc mà bà có thể đắc tội được. Đồng thời, trong lòng Đường Lão Thái Thái nào có khác gì Đường Dĩnh. Bà hận không thể giết chết Dương Tiêu.
nếu như không phải tại vì Dương Tiêu, Hình gia cũng không đắc tội đến Hình Kiến. Cục trưởng Hình, thật sự xin lỗi, cũng là do lão thân không biết cách dạy dỗ, 8 triệu nhân dân tệ này Đường gia chúng tôi nhất định sẽ đền cho ông. Đường lão thái thái đi đến trước mặt Hình Kiến cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ rằng Hình Kiến sẽ giáo huấn bà một trận. Dù sao Hình Kiên không những là người Hình gia, còn có thân phận cục trưởng. Đường Dĩnh có ý đẩy ngã Đường Mộc Tuyết, còn cố ý vu oan cho Đường Mộc Tuyết, đứng dưới một góc độ nào đó, chuyện này cũng đã đủ cấu thành tội. Đường Dĩnh hoảng sợ ôm chặt lấy chân của Đường lão thái thái, bà nội cứu cháu, bà nội mau cứu cháu. Đường Dĩnh biết rằng, người hiện tại có thể cứu được cô cũng chỉ có Đường lão thái thái mà thôi, nếu như Đường lão thái thái không ra mặt, hôm nay e rằng không những phải đền tiền, còn có khả năng bị tống giam. Khách mời đến tham dự bữa tiệc cuối năm Đường gia tự, động lùi ra sau, có thể lùi bao xa liền lùi bao xa, ngồi xem trò cười của Đường gia. Hình Kiến híp mắt nhìn Đường lão thái thái, lạnh giọng nói, Đường lão thái thái, bà cảm thấy chuyện này chỉ cần Đường gia đứng ra bồi thường liền có thể giải quyết được sao? Còn có, bà cho rằng giá gốc của cặp vòng tay phỉ thúy kia chỉ có 8 triệu nhân dân tệ thôi sao? Cục trưởng Hình, ông người lớn rộng lượng, xin hãy buông tha cho Dĩnh Dĩnh, Dĩnh Dĩnh còn trẻ tuổi, vẫn còn chưa hiểu chuyện. Đường lão thái thái căng ra đầu nói. Vào giây phút này, tinh thần Đường lão thái thái đặc biệt căng thẳng, chỉ sợ rằng Hình Kiến sẽ không dễ dàng buông tha cho Đường gia. Hình Kiến hừ giọng nói, cặp vòng phỉ thúy này là do tôi đích thân tìm đến Bạch Du Tĩnh Bạch tiểu thư của tập đoàn trang sức Bạch Thị, Bạch tiểu thư nể mặt, nên bán cho tôi với giá vốn, có biết rằng cặp vòng này nếu trưng bày trên thị trường, giá trị tuyệt đối không thấp hơn 20 triệu nhân dân tệ. Cái gì? 20 triệu nhân dân tệ? Nghe đến con số này, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. 20 triệu nhân dân tệ đối với các gia tộc có mặt tại hiện trường mà nói, đã không phải là một con số nhỏ. Bọn họ càng rõ ràng hơn, tập đoàn trang sức Bạch Thị chính là tập đoàn trang sức lớn thứ hai tại thành phố Trung Nguyên, Bạch Du Tĩnh còn là thiên tài kinh doanh. Trang sức chế tác không dễ dàng gì, một khi xảy ra sơ suất, chính là mắt cả chì lẫn chài. Phỉ thúy vô cùng có giá trị, sau khi được mài bóng càng có giá trị hơn, chỉ cần phỉ thúy chế tác thành công, giá trị luôn cao gấp 3 đến 4 lần. Tất cả mọi người đều không ngờ được giá vốn của chiếc vòng tay đó chính là 8 triệu nhân dân tệ, nếu như thật sự trưng bày trên thị trường, 20 triệu nhân dân tệ vẫn còn ít. Cao 2.SAI 10 triệu nhân dân tệ. Đường lão thái thái sợ đến mức toàn thân run rẩy. Cộng cả Đường gia lại cũng chỉ được 90 triệu nhân dân tệ, Đường Hạo trước đây ly hôn dẫn đến Đường gia tổn thất hơn 10 triệu nhân dân tệ. Ngôn tình hay. Hiện tại, toàn bộ tiền tiết kiệm trên người Đường lão thái thái cộng lại cũng không đủ 30 triệu nhân dân tệ, nếu như Hình Kiện thật sự muốn bồi thường 20 triệu nhân dân tệ, vậy bà trong thoáng chốc không phải trở thành kẻ nghèo nàn sao? Hình Kiến lạnh giọng nói, tính chất của sự việc ngày hôm nay vô cùng hiểm ác. Tôi hoàn toàn có thể bắt cô ta vì tội vu khống, hôm nay muốn giải quyết được chuyện này nhất định phải được em dâu tha thứ cho các người, nếu không đừng trách tôi không khách khí với hai người. Phải được Đường Mộc Tuyết tha thứ sao? Dứt lời, cả khuôn mặt Đường Dĩnh nhất thời cau có khó chịu. Cô từ trước đến nay luôn đối đầu với Đường Dĩnh, hận không thể chà đạp Đường Mộc Dĩnh dưới chân, muốn cô van xin sự tha thứ của Đường Mộc Tuyết, so với việc giết cô càng khó chịu hơn. Đường lão thái biết rằng Đường Dĩnh không thích Đường Mộc Tuyết. Nhưng bà cũng có bao giờ thích qua Đường Mộc Tuyết đâu. Chỉ là tên đã lắp trên dây không thể không bắn, Đường lão thái thái vội vàng bước lên trước, Dĩnh Dĩnh, còn không nhanh chóng xin lỗi Mộc Tuyết. Bà nội, cháu, sắc mặt Đường Dĩnh trắng bệch. Đường lão thái thái lạnh giọng nói, nếu như hôm nay cháu không nhận được lời xin lỗi từ Mộc Tuyết, vậy thì hôm nay cháu nhất định phải có một lời giải thích hợp lý với cục trưởng Hình. 20 triệu nhân dân tệ này Đường lão thái thái nhất định sẽ không bỏ ra. Đối với Đường lão thái thái nếu chỉ bỏ ra 8 triệu nhân dân tệ thì cả trái tim giống như đang rỉ máu, chứ đừng nói đến 20 triệu nhân dân tệ. Đường Dĩnh biết mình đã gây ra chuyện lớn, nếu như cô không thể khiến cho Đường Mộc Tuyết tha thứ cho mình, vậy thì Đường lão thái thái thật sự sẽ không màng đến. Đường Hạo khuyên nhủ, Dĩnh Dĩnh, nhanh xin lỗi Đường Mộc Tuyết. Đường Dĩnh nghẹn ngào nhìn sang Đường Mộc Tuyết, sau đó cúi chiếc trán kiêu ngạo của mình xuống, Mộc Tuyết, xin lỗi, tôi biết sai rồi. Mong cô tha thứ cho tôi. Nhìn Đường Dĩnh đang cúi đầu trước mặt mình, nước mắt Đường Mộc Tuyết không nhịn được tuôn rơi. Vừa rồi cô bị người khác chỉ thẳng mặt sỉ nhục, chỉ thiếu điều có người đến chóc ra lóc thịt cô, điều này làm sao? Không khiến Đường Mộc Tuyết cảm thấy tủi thân được chứ? Mộc Tuyết,
tôi thật sự biết sai rồi, tôi từ nay về sau sẽ không dám nữa, tôi thật sự không dám nữa đâu. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết vẫn chưa lên tiếng, nước mắt hoảng sợ của Đường Dĩnh không ngừng rơi. Đường Dĩnh nhìn sang Đường Mộc Tuyết nói, Đường Mộc Tuyết, hôm nay dù sao cũng là tiệc cuối năm của gia tộc, đừng làm khó coi đến như vậy. Mộc Tuyết, Dĩnh Dĩnh đã biết sai rồi, cháu nể mặt bà nội, đừng khiến cho Đường ra mắt hết mặt mũi. Đường Lão Thái Thái thấp giọng nói. Nhận ra Đường Dĩnh đã thật sự biết sai, Đường Mộc Tuyết tự cười chế giễu, bỏ đi. Thình kiến, cảm ơn ngài, Dương Tiêu, em cảm thấy có chút mệt, chúng ta đi thôi. Dương Tiêu biết rõ Đường Mộc Tuyết thật sự cảm thấy thất vọng đối với Đường gia, anh nhìn sang Hình Kiến nói, cục trưởng Hình, hôm nay vất vả cho anh rồi, Mộc Tuyết sức khỏe không tốt, chúng tôi về trước vậy. Vậy thì thật đáng tiếc, nhưng cũng không sao cả, Dương Tiên Sinh cùng em dâu cứ về trước, chúng ta ngày khác hẹn gặp vậy. Hình Kiến lúc này có thể thấu hiểu được tâm trạng lúc này của Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, chúng ta đi thôi, Dương Tiêu dịu dàng nói. Đường Mộc Tuyết gật đầu, có chút mệt mỏi rời khỏi hiện trường. Nhìn theo bóng lưng của Dương Tiêu, ánh mắt tất cả mọi người lập tức thay đổi. Biết nói tiếng Pháp, lại biết phân biệt rượu Sato Lafite Rothschild, còn quen biết với loại nhân vật lớn như Hình Kiến. Tên phế vật này thật sự là một tên phế vật sao? Nếu như Dương Tiêu thật sự là một tên phế vật, vậy thì bọn họ chỉ có thể dùng một câu để hình dung. Đó chính là, Kim Lân Há có phải vật trong ao, chỉ cần gặp thời vận tức hóa rồng. Tất cả quan khách lúc này đều đã cho rằng, người thanh niên Dương Tiêu này, tuyệt đối không đơn giản. Đường Dĩnh nhìn theo bóng lưng đã rời khỏi của Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết, ánh mắt tràn ngập sự oán hận. Đêm nay chính là tiệc cuối năm của Đường gia, cô triệt để chính là mất sạch mặt mũi. Chỉ sợ rằng sau này sẽ nổi danh ở thành phố Trung Nguyên, hơn nữa tất cả những chuyện này đều do Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết ban tặng. Tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho hai người, Dương Tiêu, tôi muốn anh phải chết, Đường Mộc Tuyết, tôi muốn cô thân bại danh liệt. Trong lòng Đường Dĩnh thống hận vô cùng. Trong lòng Đường Hạo cũng tức giận không ngừng, chỉ đáng tiếc Hình Kiến vẫn còn có mặt tại hiện trường, hắn dù tức giận cũng không dám lên tiếng, lửa giận chỉ có thể đè nén trong lòng. Cả khuôn mặt già nua của Đường Lão Thái Thái âm trầm lạnh lẽo, bà biết rằng, tại bữa tiệc cuối năm này mặt mũi của Đường gia đã triệt để mất sạch. Còn Hình Kiến cũng vì nể mặt mũi Dương Tiêu, nên chỉ cần bồi thường đúng giá vốn của cặp vòng phỉ thúy kia là được, Đường Lão Thái Thái lập tức cho người chuyển số tiền 8 triệu nhân dân tệ đến số tài khoản cho Hình Kiến. Sau khi chuyển đi 8 triệu nhân dân tệ từ tài khoản của mình, trái tim Đường Lão Thái Thái như đang rỉ máu, 8 triệu nhân dân tệ đối với bà mà nói. Đối với Đường gia mà nói đều không phải là một con số nhỏ. Nếu như không phải Lý Minh Hiên chỉ thừa nhận duy nhất Đường Mộc Tuyết là người phụ trách chính của hạng mục thì bà đã sớm trục xuất Đường Mộc Tuyết ra khỏi Đường gia rồi. Đường Lão Thái Thái hít sâu một hơi, trong lòng đã sớm có quyết định, sau này chỉ cần có cơ hội, nhất định phải xử lý Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết, hai người này quả thật quả đáng ghét. Đường Hạo ly hôn dẫn đến Đường gia tổn thất hơn 10 triệu nhân dân tệ. Đường Dĩnh làm hư chuyện dẫn đến tổn thất đến 8 triệu nhân dân tệ, gộp lại cũng đã gần 20 triệu nhân dân tệ. Ngoại trừ những chuyện này, Đường gia còn đắc tội với Hình Kiến, tiệc cuối năm mất sạch mặt mũi, đây chính là sự sỉ nhục không gì to lớn bằng. Cả đám người dòng chính Đường gia tức giận phừng phừng, chỉ đáng tiếc, bọn họ tức giận cũng vô dụng, tất cả cũng do Đường Dĩnh tự gây chuyện. Sau khi bước ra khỏi khách sạn, bước lên xe, Đường Mộc Tuyết mắt đỏ ửng nhìn sang Dương Tiêu, anh có biết hay không? Hôm nay chính là tiệc cuối năm của Đường gia, anh làm như vậy bà nội không còn chút mặt mũi nào cả. Dương Tiêu nhìn sang Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói, bà nội có mất mặt hay không, anh không biết, nhưng anh chỉ biết một chuyện. Hơn nữa chuyện này anh nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Là điểm gì? Đường Mộc Tuyết tò mò hỏi. Dương Tiêu sủng nịch nói, có người đã từng nói rằng, có thể chịu 10 phần khổ, nhưng không thể chịu nữa điểm ủy khuất, hơn nữa, anh cũng đã hứa với một người. Tuyệt đối không thể cô ấy chịu ủy khuất. Đường Mộc Tuyết lúc này không còn cách nào khống chế được cảm xúc, hai hàng nước mắt không kìm được tuôn rơi. Cô thật sự cảm thấy bản thân mình rất may mắn vì có thể gặp được Dương Tiêu bảo hộ, Đường Mộc Tuyết lúc này chỉ cảm thấy bản thân chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Cảm ơn anh, Đường Mộc Tuyết cảm động nói. Dương Tiêu dịu dàng lau đi nước mắt vương trên khóe mắt của Đường Mộc Tuyết, dịu dàng nói, Mộc Tuyết. Đừng khách sáo với anh, chúng ta là người một nhà. Nghe câu nói này, Đường Mộc Tuyết vừa khóc vừa cười, cô gật đầu nói, đúng vậy. Chúng ta là người trên cùng một cuốn sổ hộ khẩu, em khách khí với anh cái gì chứ?
không sai, em nghĩ như vậy là đúng rồi, vậy thì, hiện tại chúng ta về nhà sao? Dương Tiêu trả lời. Đường Mộc Tuyết suy nghĩ, nói, đúng rồi, quần áo thay ra trước khi đến đây em quên mang theo, không bằng trước mắt quay lại công ty một chuyện tắm rửa sạch sẽ đã. Được, Dương Tiêu không từ chối. Đường Mộc Tuyết trong cuộc sống là một người rất có quy luật, quần áo vừa thay ra nhất định phải được giặt giũ trong ngày hôm đó, nếu không cô nhất định sẽ mất ngủ cả đêm. Đây cũng là một thói quen tốt, nhưng cũng là bệnh cưỡng chế, Dương Tiêu không cách nào sửa đổi được, chỉ có thể phục tùng. Còn về việc tiệc cuối năm đêm nay, Đường gia nhất định phải bị mất mặt, có lẽ khi truyền ra Đường gia sẽ trở thành một trò cười. Nhưng những điều này Dương Tiêu hoàn toàn không để ý đến. Nếu như đám người Đường gia không gây phiền phức đến Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu tất nhiên cũng sẽ không tìm người Đường gia gây phiền phức. Chỉ cần dám sỉ nhục đến Đường Mộc Tuyết, vậy Dương Tiêu nhất định không thể mở to mắt nhìn Đường Mộc Tuyết bị người khác sỉ nhục được. Ác giả ác báo, những năm nay, người của Đường gia đối xử với hắn cùng Đường Mộc Tuyết như thế nào, Dương Tiêu rõ ràng hơn ai hết. Cũng vì vậy, Dương Tiêu hoàn toàn không giữ chút mặt mũi nào cho Đường gia. Đêm nay, nếu như không phải vì Đường Mộc Tuyết tấm lòng lương thiện không truy cứu, Dương Tiêu tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như vậy. Chỉ đáng tiếc, Đường Mộc Tuyết quá lương thiện, vẫn luôn giữ thể diện cho Đường gia, không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Đường Dĩnh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đã xảy ra đêm nay, Dương Tiêu cả một bụng lửa giận. May mắn bản thân cùng Đường Mộc Tuyết đến tham dự. Buổi tiệc cuối năm này, nếu không việc này phải xử lý như thế nào, suy nghĩ đã thấy vô cùng khủng bố. Đầu tiên sắp xếp một nữ phục vụ biết nói tiếng Pháp mang rượu vang đến, sau đó là Đường Dĩnh đẩy ngã Đường Mộc Tuyết, những điều này tất cả đều vô cùng quá đáng. Trong lòng Đường Mộc Tuyết như dâng lên một dòng nước ấm, ánh mắt cô nhìn Dương Tiêu càng thêm phần dịu dàng. Cô vô cùng hiểu rõ rằng, đêm nay may mắn dẫn theo Dương Tiêu đến tham gia, nếu không, sự việc này khó lòng giải quyết được ổn thỏa. Có điều, Đường Mộc Tuyết cũng vô cùng tò mò, Dương Tiêu như thế nào lại quen biết với Hình Kiến chứ? Anh cùng Hình Kiến có quan hệ gì chứ? Sau khi cảm xúc Đường Mộc Tuyết dần dần ổn định lại liền lên tiếng hỏi. Dương Tiêu sớm biết Đường Mộc Tuyết nhất định sẽ hỏi vấn đề này, anh liền cười nhạt một tiếng, cũng không có gì đặc biệt, chính là Hình lão gia chúng ta, anh trùng hợp biết phương pháp dân gian, dùng ít máu chó mực cùng gạo nếp giúp Hình lão gia trừ tà, sau đó Hình lão gia liền khôi phục, cục trưởng Hình liền đem anh trở thành ân nhân của Hình rồ. Cái gì, còn có loại chuyện này hay sao? Đường Mộc Tuyết khó lòng tin tưởng được. Dương Tiêu nghiêm túc nói, đúng vậy, anh cũng không nghĩ mình tùy tiện đánh bừa lại chúng. Chuyện này Dương Tiêu cũng không có ý che giấu Đường Mộc Tuyết, sự việc đại khái chính là như vậy, chỉ là Dương Tiêu dùng lý do chó ngáp phải ruồi có chút miễn cưỡng. Trên thực tế, Dương Tiêu cả thân trừ tà, chỉ là không tiện tiết lộ quá nhiều với Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu giống như nhìn phải một tên yêu nghiệt, anh vậy mà lại biết trừ tà. Có phải lầm lẫn ở đâu không? Hay, Mộc Tuyết, anh trước đây bình thường vẫn xem những thể loại phim khương thi, phim đạo mộ, cho nên tùy tiện đánh bừa mà chúng thôi, anh biết rằng lại thành công. Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Đường Mộc Tuyết cũng không hề có ý truy hỏi quá nhiều, cô cảm giác được rằng Dương Tiêu không hề có ý lừa gạt. Nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm nay, trong lòng Đường Mộc Tuyết đối với Dương Tiêu dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Dương Tiêu, em muốn nói một câu với anh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết dâng lên một dáng ửng hồng. Dương Tiêu kinh ngạc nói, lời gì, thần bí như vậy. Đường Mộc Tuyết khẽ cắn môi nói, thái độ đối với hôn nhân chính là, đôi khi sẽ có hâm mộ, nhưng nhiều nhất chính là may mắn. Trong cuộc sống luôn nhiều thay đổi như vậy, em muốn cùng anh nhìn ngắm vĩnh hằng. Suốt lời, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết đỏ ửng, lời ra những lời tỏ tình to gan này, đối với cô mà nói, quả thật quá khó. Suốt lời. Dương Tiêu nhìn sang Đường Mộc Tuyết, dịu dàng nói, Mộc Tuyết, mỗi một cuộc gặp gỡ đều có nguyên nhân, nếu không phải là ân trời, chính là một bài học, đây. Chính là ân đức mà ông trời đã dành tặng cho anh. Nghe thấy những lời này, trong lòng Đường Mộc Tuyết càng cảm thấy ngọt ngào, bản thân quả thật đã không nhìn lầm người. Không lâu sau, chiếc xe di chuyển đến tập đoàn y dược Đường Nhân. Đường Mộc Tuyết xuống xe, bước về phía văn phòng. Cô nhất định phải lấy quần áo của mình mang về để giặt giũ, đây cũng là thói quen từ nhiều năm, từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Trong túi Dương Tiêu hiện tại không còn thuốc, anh dập tắt điếu thuốc sau đó đi đến quầy thuốc lá bên cạnh công ty, vừa bước đến trước cửa quầy thuốc lá, Dương Tiêu liền cảm giác được một cỗ mùi máu tươi. Có chuyện gì? Dương Tiêu đột nhiên nhíu mày.
chấp hành nhiệm vụ nhiều năm ở bên ngoài, Dương Tiêu vô cùng mẫn cảm với mùi máu. Trong cửa hàng bán thuốc lá lóe lên tia sáng le lói, Dương Tiêu nhanh như tên bắn lao về phía đó, chỉ nhìn thấy mặt đất bên trong có một vũng máu tươi. Nhìn thấy vết máu, sắc mặt Dương Tiêu lập tức thay đổi. Không may, Long Ngũ xảy ra chuyện rồi. Nhìn vết máu vương vãi khắp sàn nhà, sắc mặt Dương Tiêu trở nên cực kỳ âm trầm, đôi mắt sắc bén lập tức quan sát khắp cửa hàng bán thuốc lá, như muốn dò xét ra chút manh mối. Vết máu trên nền đất đã bắt đầu trở nên nhấp nháp, điều đó cũng đủ chứng minh sự việc xảy ra trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ đến một tiếng đồng hồ. Ngôn Tình Hài. Rượu cùng thuốc lá được bố trí trong cửa hàng không hề có dấu vết bị người đụng đến, bao gồm cả những tờ phiếu hóa đơn lẻ tẻ trong thùng tiền. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, kẻ ra tay với Long Ngũ, nhất định không phải vì mưu tài, nếu như không vì tiền bạc, vậy thì đối phó với một người đàn ông mà nói, chính là muốn tính mạng ông ta. Dương Tiêu lập tức liên lạc đến Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến, trước đây tôi ra lệnh cho anh điều tra về Long Ngũ, cho đến hiện tại anh cũng không báo cáo cho tôi chút tin tức nào. Hiện tại Long Ngũ người cũng đã xảy ra chuyện rồi, tôi ra lệnh cho anh lập tức trong thời gian ngắn nhất điều tra tung tích của Long Ngũ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tuân lệnh, cảm nhận được sự phẫn nộ từ Dương Tiêu, Lý Thần Chiến sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Việc làm giang dở trong tay lập tức buông xuống, sau đó ra lệnh cho người bệnh dưới lập tức điều tra tung tích của Long Ngũ. Dương Tiêu trực tiếp nhét hai bao thuốc lá vào trong túi, sau đó châm một điều thuốc, trong bóng đêm mờ ảo. Tự mình lầm nhầm, Long Ngũ, anh tốt nhất đừng để xảy ra chuyện. 5 năm sống tại thành phố Trung Nguyên, Long Ngũ cũng được xem như một người bạn chân chính của Dương Tiêu. Mặc dù, mỗi lần gặp mặt hai người cũng chỉ trò chuyện vài câu, nhưng một vài lần như vậy, mối quan hệ càng lúc càng khẳng khít hơn. 5 năm nay, tất cả mọi người đối với Dương Tiêu đều châm chọc khiêu khích, Đường Gia xem hắn như sự ô nhục, không ít người bên cạnh châm chọc hắn là kẻ ăn bám, chỉ duy nhất Long Ngũ chưa từng một lần khinh thường. Theo lý mà nói, Cung Thiên Tề cùng Bạch Nguyên Kiệt cũng được xem như là bạn của Dương Tiêu, nhưng phần tình cảm này được xây dựng trên việc bản thân hắn đã cứu Cung Thiên Tề. Nếu như không có chuyện này, e rằng bản thân trong mắt Cung Thiên Tề cùng Bạch Nguyên Kiệt mà nói, cũng chỉ là một người kỳ hữu bình thường hay đứng xem cờ mà thôi, đến cả bạn bè cũng không được tính đến. Cũng vì vậy, trong năm nay, Long Ngũ được xem như là bạn bè chân chính của Dương Tiêu, đơn thuần chính là bạn bè, không hề có chút định kiến nào. Thao tác của Đường Mộc Tuyết cũng nhanh gọn, chớp mắt liền thấy cô từ công ty bước ra ngoài, Dương Tiêu liền dập tắt điều thuốc, vứt vào thùng rác gần đó. Đường Mộc Tuyết không thích Dương Tiêu hút thuốc, cho. Nên anh cũng rất ít khi hút thuốc trước mặt cô. Sau khi bước lên xe, Đường Mộc Tuyết rõ ràng có thể cảm nhận được tâm trạng của Dương Tiêu, có chuyện gì sao? Có vấn đề gì xảy ra sao? Tốc độ lái xe của Dương Tiêu lần này nhanh hơn bình thường, đối diện với câu hỏi của Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu chỉ thở dài một tiếng nói, có một người bạn cũ gặp phiền phức, Mộc Tuyết, đợi lát nữa anh sẽ tiễn em đến trước cổng khu biệt thự ven Hồ Đại Minh, em tự mình trở về nhà. Bạn cũ, Đường Mộc Tuyết có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của cô, Dương Tiêu gần như không có bao nhiêu bạn bè. Có điều, Đường Mộc Tuyết cũng cảm nhận được Dương Tiêu vừa hút thuốc, cho nên cô liền lập tức hỏi, chính là Long Ngũ, ông chủ tiệm thuốc lá kia. Đúng vậy, Dương Tiêu không hề có ý che giấu. Đối với chuyện này, Đường Mộc Tuyết cũng không hề cảm thấy bất ngờ, 5 năm nay Dương Tiêu đều đến mua thuốc lá ở cửa hàng của Long Ngũ, Đường Mộc Tuyết cũng biết rằng người đàn ông Long Ngũ này chính là một kẻ kỳ lạ. Đối với chuyện của Long Ngũ, Dương Tiêu cũng không quá rõ ràng, chỉ biết rằng giữa Long Ngũ cùng Đường Vận của Đường gia có một đoạn quan hệ không tiện tiết lộ. Đúng rồi Mộc Tuyết, em có biết một người tên Đường Vận không? Dương Tiêu hỏi.